Thanh âm của Thái Vi Thanh Linh, rất là dễ nghe, đối với Phong Phi Vân có chút e ngại, khẽ lui về phía sau, nói. Ta chính là Thái Vi nữ thần, hưởng hương khói của rất nhiều người, nếu ngươi dám bất lợi với ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Phi Vân khổ sở cười, biết trí nhớ hiện tại của nàng còn dừng lại ở lúc thần tấn vương triều, coi như là một tiểu thần linh mới ra đời mấy năm, tâm trí giống như một cô bé, còn chưa hoàn toàn thành thục. Ta làm sao nỡ thương tổn ngươi chứ? Phong Phi Vân thu cánh tay về, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức hòa thiện. Thật sao? Phong Phi Vân gật đầu. Nhưng mà ta sao lại ở chỗ này, ta không phải là ở trong Thái Vi Thần Miếu luyện công sao, người rốt cuộc là người nào? Nàng chạy tới góc bên cạnh, khẽ co thân thể lại, ở trên người Phong Phi Vân nàng cảm thấy một cỗ ma khí mạnh mẽ, làm cho nàng rất không thoải mái. Ta là... Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài. Năng lực cảm giác của thần tà đối với nguy hiểm cực mạnh, đặc biệt là đối với người thân mang ma tính thì có bài xích trời sinh. Phong Phi Vân thu liễm ma tính trong thân thể, tản mát ra Phật quang nhàn nhạt, mang theo nụ cười nhợt nhạt, nói. Làm sao ngươi lại không nhớ ta chứ, ngươi cũng đã biết. Là ta ở trên bờ Tấn Hà Điêu khắc tôn thần tượng thứ nhất cho ngươi, lúc ấy mưa rơi rất to, sắc trời mờ mịt. Trên người của ta đang chảy máu, tảng đá đem tay đều muốn phá. Thái Vi đang rất nghiêm túc nghe lời nói của Phong Phi Vân, phòng bị trong mắt càng lúc càng ít, một đôi hạnh mâu trong suốt nhẹ nhàng chớp lên, giống như là một tiểu nữ hài đang nghe chuyện xưa. Phong Phi Vân ngồi trên mặt đất. Lúc ấy sóng lớn sông Tấn quay cuồng, sóng lớn thấm ướt bờ đê, ta là ở chỗ này khắc a, khắc a, khắc không ngủ không nghỉ suốt 3 tháng, hai mắt đều muốn nhắm lại, nhưng mà ta không nháy mắt. Vết thương trên người đau muốn nứt ra, nhưng mà lại không đau bằng tâm của ta. Thái Vi dần dần không lại bài xích Phong Phi Vân như vậy nữa, an vị gối đầu ở bên cạnh Phong Phi Vân, dung nhan thanh lệ, mỹ mâu chớp chớp, nói. Nhưng mà ngươi nói hồng nhan đó rốt cuộc là ai, ta là Thái Vi, không phải là hồng nhan. Nàng! Phong Phi Vân trầm ngâm hồi lâu, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn một khuôn mặt quen thuộc, thở ra một hơi thật dài, nói. Nàng lớn lên rất giống ngươi. Vậy bây giờ nàng đang ở chỗ nào? Ngón tay ngọc của Thái Vi nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại giống như một tiểu nữ hài, đối với chuyện xưa mà Phong Phi Vân kể cảm thấy rất hứng thú. Ngón tay của Phong Phi Vân chỉ hướng ngực của mình, Thái Vi nghi ngờ trong chốc lát, sau đó vươn ra một bàn tay có chút hư ảo chậm rãi đặt ở trên ngực Phong Phi Vân. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo thần sắc mờ mịt. Là ở chỗ này. Phong Phi Vân nói. Nàng có chút nóng. Thái Vi vội vàng thu tay về, ngón tay nắm lấy tai của chính mình. Nàng chỉ tự nhiên là phượng hoàng tâm cốt của Phong Phi Vân. Mà Phong Phi Vân chỉ chính là tâm của mình. Đây là tâm do phượng cốt hóa thành, quỷ thần không thể xâm, nếu không sẽ bị thiêu tới hôi phi yên diệt. Thái Vi chính là thần tà. Đi thôi, ta dẫn người đi khỏi đây. Phong Phi Vân lấy ra một khối linh thạch lớn cỡ nắm tay, dùng thiên tủy binh đảm đem linh thạch điêu khắc thành một pho tượng Thái Vi nữ thần tượng khéo léo tinh xảo, để ở trong lòng bàn tay, linh thạch thần tượng trông rất sống động, xinh đẹp động lòng người. Thái Vi tự động bay vào trong linh thạch thần tượng. Thanh âm của nàng từ trong thần tượng truyền ra. Sau này ngươi sẽ giúp ta thu thập hương khói cùng tín ngưỡng sao? Phong Phi Vân đem tượng thạch khéo léo tinh xảo đặt ở trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ che chở, cười nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi yêu hồng nhan như vậy khẳng định cũng sẽ rất yêu ta. Ngươi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ta chịu đói. Không có hương khói cùng tín ngưỡng. Ta sẽ trở nên càng lúc càng hư ảo. Cuối cùng thần hồn tiêu tán. Nhưng mà có đủ hương khói cùng tín ngưỡng. Ta sẽ trở nên càng lúc càng chân thật. Cuối cùng ngưng tụ thành thần thể. Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Thanh âm Thái Vi thanh nhã, tràn đầy ngây thơ chất phác. Phong Phi Vân đem linh thạch nữ thần tượng để ngang hông, mở rộng hai cánh tay, hoạt động gân cốt, cười nói. Thần ta đúng là thần ta, còn nhỏ quỷ liền đã nhiều chủ ý ma quỷ như vậy. Ta mới không có chủ ý ma quỷ. Thái Vi rảo biện, nói. Hương khói cùng tín ngưỡng chính là nguồn gốc lực lượng của chúng ta, giống như linh khí của con người. Nếu như người không hấp thu linh khí, tu vi liền sẽ chậm rãi thụt lùi. Thần linh chúng ta nếu như không có hương khói cùng tín ngưỡng đều sẽ trở nên càng lúc càng yếu, cuối cùng sẽ chết đi. Được rồi, tiểu thần linh, tín ngưỡng cùng hương khói ta sẽ thu thập giúp ngươi,
sau này ta chính là sứ giả của Thái Vi Nữ Thần, đem thần kinh của Thái Vi Nữ Thần truyền tới chân trời góc biển, được vạn dân lễ bái. Ta mới không phải là nữ thần kinh. Thái Vi nói. Ta cũng không nói ngươi là nữ thần kinh. Phong Phi Vân ủy khuất nói. Rõ ràng có nói rồi. Được rồi, ta nói, nữ thần đại nhân, ta sai lầm rồi, sứ giả kiêm tín đồ Phong Phi Vân của ngươi không nên mạnh miệng với ngươi, không nên nói nữ thần đại nhân là nữ thần kinh, như vậy có được hay không? Ha ha, đây còn là không sai biệt lắm, mau quỳ lạy Thái Vi nữ thần một cái. Đây, đây cũng thật là quá đáng, ta đường đường là nam nhi bảy thước, hán tử thiết cốt tranh tranh, tuyệt đối không thể quỳ xuống với một tiểu thần linh mới xuất đạo như ngươi. Nhìn đi, liền biết rõ ngươi không phải là tín đồ thành tín đồ chân chính thờ phụng nữ thần sẽ cho rằng quỳ xuống nữ thần là một loại vinh quang, cũng chỉ có hương khói cùng tín ngưỡng của tín đồ thành tâm mới có thể bị ta hấp thu, mau quỳ một cái đi, nhiều thêm một cái tín đồ thì nhiều thêm một phần lực lượng. Ta đây không làm tín đồ có được hay không? Không được. Vậy, làm tín đồ của ngươi có lợi ích gì? Thái Vi suy tư một hồi lâu, nói. Ta có thể bảo vệ ngươi a, làm tín đồ của ta liền sẽ đem thần uy ân trạch lên người của ngươi, sau này liền không người nào có thể khi dễ ngươi. Tiểu thần linh thuần khiết đều sẽ không gạt người, chỉ có thần linh tà ác mới có thể gạt người. Phong Phi Vân nói. Được rồi, ta sai lầm rồi. Ta căn bản không biết cái gì là thần uy ân trạch, nhưng mà sau này ta cường đại thật có thể bảo vệ ngươi nha. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Phong Phi Vân cười cười, mở ra cửa sắt nhà giam, đi ra ngoài. Đô thống thánh vệ quân kia chạy đến nghênh đón, mỉm cười hướng về phía Phong Phi Vân xá một cái, nói. Phong gia, nữ nhân phản nghịch kia. Phong Phi Vân vỗ vỗ y quan, thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Đã bị ta thiêu chết, hóa thành phấn vụn. Đô thống thánh vệ quân khẽ hướng trong nhà giam nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy trên mặt đất có một đám cát bụi, mang theo khí tức của nữ nhân phản nghịch kia. Lòng dạ đủ độc ác a. Hắn đối với Phong Phi Vân trở nên càng thêm kính sợ, không hổ là ngoan nhân của Bổ Thiên Các, ngay cả nữ tử xinh đẹp như vậy cũng không nương tay. Phong gia, đám thuộc hạ có một số thứ muốn hiếu kính ngài. Đô thống thánh vệ quân mang trên mặt nụ cười khác thường, bàn tay vẫy một cái, liền có thánh vệ quân đem ba nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mang đến. Áo ngoài của ba nữ tử này đều bị lột ra, chỉ còn một kiện ngân bạch sa y trên người, thân thể lung linh uyển chuyển như ẩn như hiện. Đều là nữ tử tướng mạo cực đẹp, thanh thuần tú lệ, trên trán mang theo vài phần quý khí, cùng những nữ tử tâm trí kiên định hàng năm vất vả trong tu luyện kia thì khác nhau rõ ràng, các nàng càng nhiều là có mấy phần ôn nhu cùng thống khổ. Da thịt vô cùng mềm mại. Đô thống thánh vệ quân lạnh lùng nói. Còn không quỳ xuống với Phong gia. Trên người ba nữ tử kia có rất nhiều vết thương, rất e ngại vị đô thống đại nhân này, vội vàng quỳ ở trước mặt Phong Phi Vân, thân thể mềm mại đang lạnh run. Đô thống thánh vệ quân nịnh nọt cười nói. Ba nữ tử tuyệt sắc này đều là trong thánh đình hoàng tộc, thiếu nữ bên trái chính là thánh công chúa mà thánh đình chúa tể yêu thương nhất. Năm nay mới 14 tuổi, thiếu nữ bên phải được gọi là đệ nhất mỹ nhân của hoàng tộc, được phong làm Lan Phước quận chúa, bái nhập Hằng Hà cổ đạo tu hành, có thể nói là tài mạo song tuyệt, một vị ở giữa kia. Hắc hắc, chính là một vị phi tử của thánh đình chúa tể, ba ngày trước mới được chọn tiến cung, Phong gia, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào ba vị nữ tử tuyệt sắc đang quỳ trên mặt đất, đều là thiên chi kiêu nữ có thân phận địa vị. Hiện tại lại giống như đầy tớ quỳ trên mặt đất, mặc người chém giết, quả thực ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng. Công chúa, quận chúa, phi tử, giờ phút này đều không phải là gì cả. Phong Phi Vân cười nói. Các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám bắt. Ha ha, không dối gạt Phong gia, những phản nghịch này đều là trong đại thanh tẩy tối nay bắt lấy, rất nhiều người kỳ thật cũng là bị oan uổng, nhưng mà vẫn là bị bắt vào. Những người như thánh công chúa. Quận chúa, phi tử, những nô tài như chúng ta còn thật không dám đụng vào, sau khi đem các nàng thu thập đến phục tùng còn phải hướng các vị vực chủ đại nhân cùng hiền giả đưa lên giường, đây đều là lệ cũ rồi, là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, cho nên mỗi lần trấn áp phản nghịch luôn luôn sẽ bắt thêm mấy người như vậy, hắc hắc. Ta dám hướng Phong gia bảo đảm, các nàng tuyệt đối là những người xinh đẹp nhất mà tối nay bắt được, thuộc hạ trước tiên liền đưa qua cho Phong gia. Đô thống thánh vệ quân nhẹ nhàng liếm liếm môi, khóe mắt hơi hơi dương lên.
Thành thật mà nói, ba vị nữ tử của hoàng tộc này khiến cho bọn hắn thèm thuồng không thôi, nhưng mà hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, những nữ tử hoàng tộc cấp bậc như thánh công chúa, quận chúa không phải là một đô thống như hắn có thể đụng đến. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào ba vị thiên chi kiêu nữ quỳ trên mặt đất. Các nàng đều có dung mạo khuynh thành, thân phận cao quý, da thịt so với nữ tử bình thường phải tinh tế hơn, có một loại cảm giác như thi như họa. Phong Phi Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Không sai, đô thống đại nhân thật là biết làm người. Đô thống thánh vệ quân cười nói. Đây coi là cái gì, nếu không phải ngày mai là thệ sư quốc yến, coi như là tuyết thần quý phi mà thánh đỉnh chúa tể yêu mến nhất, thuộc hạ cũng có thể mang đến cho phong gia, làm cho nàng biết điều một chút theo phong gia ngủ một đêm, nàng còn không dám chối từ. Tốt, tương lai sẽ có cơ hội. Huynh đệ chúng ta sau này thân cận nhiều hơn một chút ha. Những lời này của Phong Phi Vân cũng không phải là nói cho có lệ, mà là nói đến rất chân thành. Phong Phi Vân cảm giác chính mình hẳn là cùng với Đô Thống Thánh Vệ Quân hiểu chuyện này nên liên lạc tình cảm nhiều hơn. Đô Thống Thánh Vệ Quân được yêu mến mà sợ hãi, vội vàng quỳ một chân xuống đất, cười nói. Phong gia hiện tại nhưng là người tâm phúc bên cạnh thước gia, Tiêu Bạch Lãng nào dám cùng Phong gia xưng huynh gọi đệ. Về phần tuyết thần quý phi, nếu phong gia thật sự muốn sủng hạnh nàng, tối ngày mai ta liền có thể đem nàng tới đây, mặc cho phong gia xử trí. Tốt, Tiêu Bạch Lãng, ta kết giao cái huynh đệ như ngươi, sau này ở trước mặt Lâm các lão cùng tước gia ta nhất định sẽ thay ngươi nói lời tốt nhiều hơn. Phong Phi Vân cười dài mà nói. Tâm của Tiêu Bạch Lãng cũng cười lên. Thánh công chúa, Lan Phước quận chúa, Lâm Phi tự nhiên đều bị Phong Phi Vân mang đi. Loại nữ nhân đưa đến này Phong Phi Vân từ trước đến giờ đều sẽ không từ chối. Nếu hắn không nhận, ngược lại sẽ để cho Tiêu Bạch Lãng cảm thấy hắn không thích sống chung, đối với hắn sinh ra lòng nghi ngờ, thậm chí sẽ đem chuyện này báo lên cho người trong tước phủ. Phong Phi Vân đem ba nữ tử hoàng tộc được hiếu kính nhận lấy, kỳ thật từ trên một tầng ý nghĩa khác mà nói, chính là bị hắn đưa xuống nước, cùng bọn họ thành người trên một con thuyền, tương lai Thánh Đình Long gia nếu như đối địch với Thần Thiên Tước gia. Như vậy Phong Phi Vân cũng chỉ có thể đứng ở một phương Thần Thiên Tước phủ này. Hơn nữa cho dù Phong Phi Vân không thu lấy ba vị mỹ nhân này, kết quả của các nàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, khẳng định đều sẽ bị đưa đến trên giường của các cường giả khác, trở thành công cụ tiết dục cho những cường giả kia, sau khi chán ghét các nàng rồi cũng tiện tay thưởng cho thuộc hạ, người hầu của mình, thậm chí bị bán đến kỹ viện đê tiện, bị ngàn người cưỡi, vạn người gối. Đây chính là thực tế. Rơi vào trong tay Phong Phi Vân kỳ thật đối với các nàng mà nói đã rất tốt, ít nhất Phong Phi Vân không già, cũng không xấu. Khi Phong Phi Vân từ dưới nhà giam đi ra, sắc trời đã bắt đầu sáng, mặt trời còn ở bên dưới đường chân trời, nhưng mà chân trời dâng lên một phiến vân hà hồng sắc. Không khí có chút trong trẻo lạnh lùng. Thánh đình chúa tể cung đã tương đối náo nhiệt, những cung nữ kia cũng đã an bài tốt, trên mỗi một cái bàn đều bày ra một cái đỉnh nhỏ, phía trên có khắc một cái tên. Chỉ chờ những khách nhân tôn quý kia ngồi vào vị trí. Trời còn chưa sáng, Thánh Đình Chúa Tể Cung đã bề bộn thành một đoàn, sương sớm lượn lờ trong cung khuyết, khiến nơi này giống như một tòa tiên cung thánh địa chính thức vậy. Một đội thị vệ mặc thiết giáp bay qua tuần tra trên trời cao. Lại có một đội thánh vệ quân cưỡi thiên mã cường tráng, cầm trong tay chiến mâu đỏ thẫm, đi trên mặt đất, duy trì trật tự của Thánh Đình Chúa Tể Cung. Tiêu huynh! Lần này thệ sư quốc yến sẽ có vương giả trong yêu tộc tiến đến. Phong Phi Vân ôm hai tay, nhìn một tòa cung điện khổng lồ trên khung trời, tòa cung điện này cao tới mấy trăm trượng, bị một cỗ thú cốt cực kỳ khổng lồ cõng trên lưng. Cung điện cứ thế lở lửng trên quảng trường, in lên trên mặt đất một bóng mờ khổng lồ. Tiêu Bạch Lãng cười phóng đãng nói. Yêu tộc quả thật sẽ có vương giả tiến đến, nhưng lại không chỉ một yêu tộc, trung ương vương triều khác cũng sẽ có đại nhân vật hàng lâm. Tước gia giao hữu khắp thiên hạ, trong đó sẽ có một ít nhân vật cực kỳ khủng bố tiến đến dự tiệc. Đây tuyệt đối là một lần phong vân thịnh hội. Phong gia, hôm nay danh tiếng đang thịnh, nói không chừng sẽ mượn cơ hội này danh chấn các tộc cũng nên. Phong Phi Vân im lặng nhẹ gật đầu, xem ra Thần Thiên Tước gia đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cường giả các tộc thịnh đến chỉ sợ cũng sẽ trở thành người chứng kiến hắn trở thành chủ nhân đệ lục trung ương vương triều. Hôm nay, hắn sợ thật sự muốn trèo lên chúa tể vị rồi. Một ít người ẩn nấp của Thánh Đình Long gia có xuất thủ hay không đây? Yên lặng hiện giờ, nói không chừng chỉ là biểu hiện giả dối trước khi bão tố hàng lâm,
toàn bộ Thánh Đình, kể cả toàn bộ Đệ Lục Trung Ương Vương Triều chỉ sợ đã sóng ngầm mãnh liệt rồi. Ngay khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên ló ra, hào quang ôn hòa rơi xuống trong Thánh Đình Chúa Tể Cung, rơi xuống trên linh thạch thần tượng tinh xảo xinh xắn trên lưng Phong Phi Vân. Linh thạch thần tượng bỗng nhẹ rung động, vũ hóa thai trong đan điền Phong Phi Vân cũng chấn động một cái, linh hồn Long Khương Linh trên vũ hóa thai phân ra một tia, bay ra khỏi đan điền Phong Phi Vân, tiến vào trong linh thạch thần tượng. Tượng đá vốn có bộ dáng Nam Cung Hồng Nhan đột nhiên biến thành bộ dáng Long Khương Linh. Tượng đá ánh mắt bế nghế, có uy nghiêm quân lâm thiên hạ, như một tượng đá nữ đế, niệm một câu. Đạo tâm bất tử, thần trùng bất diệt, vũ hóa thai tiền lưu linh hồn phá diệt khả tái sinh. Phong Phi Vân cũng không cảm giác được biến hóa rất nhỏ trong đan điền, nhưng lại đã nghe được một thanh âm rất nhỏ, như có người đang ở trong thân thể của hắn đọc vô thượng đạo pháp vậy. Hắn vội vàng xem xét linh thạch thần tượng treo trên lưng, phát hiện linh thạch thần tượng vẫn là bộ dáng Nam Cung Hồng Nhan, không có nửa phần dị động. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Vi, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Phong Phi Vân hỏi. Không có gì à, ta cảm giác khi ánh sáng mặt trời chiếu lên tượng đá, toàn thân đều thật ấm áp, hì hì. Thái Vi dí dỏm cười nói. Lông mày Phong Phi Vân cau chặt lại, vừa rồi rõ ràng đã nghe được thanh âm của Long Khương Linh, nàng không phải đã thần hồn câu diệt rồi sao, chẳng lẽ còn chưa thể chém sạch linh hồn nàng sao? Đúng rồi. Long Khương Linh từng lưu danh trên Thánh Bi, ký thác một đám linh hồn cho vũ hóa thai. Phong Phi Vân vội vàng nội thị đan điền, phát hiện một đám linh hồn kia của Long Khương Linh vẫn ở trên vũ hóa thai, lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Bất quá trong lòng vẫn có băn khoăn nhàn nhạt, cảm thấy có thứ gì đó đã bị mình bỏ quy. Tiêu Bạch Lãng phóng đãng nói. Phong gia, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Không, không sao cả. Phong Phi Vân nói. Tiêu Bạch Lãng nói. Hiện giờ cửa Thánh Đình Chúa Tể Cung vẫn còn chưa mở ra, cách Quốc Hiên Tuyên Thệ trước khi xuất quân vẫn còn 2 canh giờ, nếu không thuộc hạ an bài cho Phong gia một cái cung khuyết, Phong gia tiến đến đó nghỉ ngơi một chút có được không? Cũng tốt, bận rộn cả đêm cũng có chút mỏi mệt rồi, vừa vặn ngồi xuống tu luyện một chút. Tiêu Bạch Lãng cũng không phải nhân vật tầm thường, chính là một trong tam đại đô thống chấn thủ Thánh Đình Chúa Tể Cung, thủ hạ có mấy vạn thánh vệ quân, quyền lợi không phải lớn bình thường. Hôm nay Thánh Đình Chúa Tể thùng rỗng kêu to, Tiêu Bạch Lãng có thể nói chính là lão đại trong Thánh Đình Chúa Tể Cung, an bài cho Phong Phi Vân một chỗ nghỉ ngơi quả thật là chuyện rất dễ dàng. Sau khi đưa Phong Phi Vân đến Thiên Thụy Cung, Tiêu Bạch Lãng liền lui xuống, hôm nay chính là Thệ Sư Quốc Yến, hắn chính là đô thống của Thánh Đình Chúa Tể Cung, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm, không có khả năng một mực ở cùng Phong Phi Vân được. Phong Phi Vân tự nhiên không thật sự muốn tu luyện, hắn ngồi trên cung khuyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba nữ tử tuyệt sắc ăn mặc hương diễm ở một bên, cuối cùng dừng trên thân một người. Khóe miệng của hắn lộ ra vài phần vui vẻ, nói. Chúa Tể Phi. Nô tài thỉnh an Phong gia. Chúa Tể Phi bị Phong Phi Vân gọi danh tự, ngọc thân uyển chuyển khẽ run lên, vội vàng quỳ gối trước mắt Phong Phi Vân. Nào có một tia quý khí của hoàng tộc phi tử chứ, quả thực giống như một nữ nô đê tiện nhất vậy. Phong Phi Vân cũng có chút ngạc nhiên, chợt lại lắc đầu cười cười, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, duỗi ra một tay, nâng cằm nàng lên, khuôn mặt như trứng bổ câu, trong đôi mắt mang theo lệ quang, quỳnh thị tuyết nhuận, cặp môi đỏ mọng không ngừng run rẩy, tràn đầy sợ hãi đối với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyết trắng mà xinh đẹp kia, nói. Nói cho ta biết, Thánh Đình Chúa Tể ở trong tòa cung điện nào? Ta không biết. Hàm răng Chúa Tể Phi không ngừng run rẩy, sợ nói sai lời sẽ bị nam tử trước mắt này giết chết. Người bổ thiên các đối với nàng mà nói quả thật giống như yêu ma vậy. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, cảm thụ vẻ mềm mại trên đầu ngón tay, cười nói. Đừng sợ, ngươi là phi tử cao quý, ta không có ác ý, ta chỉ muốn gặp Thánh Đình Chúa Tể một lần thôi, nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ lập tức thả ngươi. Chúa Tể Phi trẻ tuổi xinh đẹp kia cả người đều đang run rẩy, trong đôi mắt chảy ra nước mắt, sở sở động lòng người nói không nên lời, lắp bắp mà nói. Ta thật sự không biết, ngươi đừng đưa ta đi binh doanh, ta cái gì cũng theo ngươi, ta chỉ làm nữ đại tớ của ngươi thôi được không? Thật sự là không thức thời, ngươi là Chúa Tể Phi, ngay cả Thánh Đình Chúa ở tòa cung điện nào ngươi cũng không biết, ngươi cho ta là đồ ngốc sao?
Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên có chút rét run. Ta vào 3 ngày trước mới được tuyển vào cung, đến nay còn chưa thấy qua thánh đỉnh chúa tể, Phong gia, cầu ngươi thương nô tài a, ta thật sự cái gì cũng không biết mà. Vị chúa tể phi này đau khổ cầu khẩn. Phong Phi Vân nhìn ra được nàng quả thật không nói dối, không khỏi có chút thất vọng, sau đó nhìn chằm chằm vào thánh công chúa và Lan Phức quận chúa, nói. Tiểu công chúa, ngươi qua đây. Ta cũng không biết gì đâu. Thánh công chúa không ngừng lui về phía sau, trên gương mặt thanh tú mà trang nhã lộ vẻ sợ hãi, nàng dù sao chỉ mới 14 tuổi, ở trong địa hạ lao ngục đã bị đòn đến sợ hãi rồi. Nàng nhìn thấy con mắt Phong Phi Vân liền sợ tới mức run rẩy, hoa dung thất sắc, ngọc ngực có chút nhô lên đang không ngừng phập phồng, trong quần hai cái đùi ngọc thon dài đang lắc lư, có một dòng suối ấm áp từ trong bẹn đùi chảy xuôi ra, thấm ướt cả quần. Phong Phi Vân tận lực lộ ra một dáng cười thân mật, đi về phía thánh công chúa, dồn nàng vào một góc, cười nói. Tiểu công chúa, nói cho ta biết chúa tể đại nhân ở nơi nào, ngươi đừng gạt ta, ngươi là con gái mà hắn thích nhất, sao không biết hắn ở trong tòa cung điện nào được. Nhưng dáng cười thân mật của Phong Phi Vân tựa hồ cũng không thể khiến thánh công chúa sinh ra hảo cảm với hắn, ngược lại còn dọa ngất nàng, một đôi đùi ngọc hết sức nhỏ thẳng tắp còn có chút ướt át. Cầu tặc, có gì thì cứ tìm đến ta. Đừng làm khó dễ một tiểu thánh công chúa. Lan Phước quận chúa lạnh giọng nói. Ba vị hoàng tộc mỹ nữ ở đây thì Lan Phước quận chúa tu vị cao nhất, nàng đương nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng tâm trí lại cao hơn chúa tể phi và thánh công chúa một chút, không đến mức bị Phong Phi Vân dọa sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân đi tới nàng, đứng ở trước mặt nàng, hít một hơi thật sâu, có một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt, cười nói. Nghe nói ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng tộc, càng là bái nhập hằng hà cổ đạo tu hành, sư môn không tệ, đáng tiếc vẫn đánh không lại thần thiên tước phủ, người thần thiên tước phủ muốn ngươi sống ngươi liền sống, muốn ngươi chết ngươi liền chết, muốn ngươi thần phục ở dưới háng của ta, ngươi cũng chỉ có thể nghe theo, biết rõ trên đời này cái gì mới là đạo lý cứng rắn nhất không, không phải ai mạnh miệng hơn ai, cũng không phải thân phận người nào cao quý hơn, lại càng không phải là ai đẹp hơn, mà là lực lượng. Không có lực lượng, các ngươi cũng chỉ có thể làm con cừu trắng nhỏ bị người chà đạp, nói cho ta biết, thánh đỉnh chúa tể ở trong tòa cung điện nào, ta có lẽ có thể tha cho ngươi. Lan Phước quận chúa bị Phong Phi Vân nói đến á khẩu không trả lời được, tuy rằng rất khó nghe, nhưng là sự thật. Tất cả ngạo khí trên người nàng đều biến mất không thấy gì nữa, đã từng mỹ danh đầy thánh đỉnh, bị vô số tuổi trẻ tài tuấn truy phủng, nhưng đến khi nàng biến thành tù nhân, lại không có một ai dám đứng ra đến cứu nàng. Thậm chí còn không một ai dám nói giúp nàng một câu. Lúc này dù là mỹ nữ thì thế nào, tài nữ thì đã sao? Ngươi đến cùng là người nào? Lan Phước quận chúa cảm thấy trong lời Phong Phi Vân có gì đó. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói mình bây giờ đang làm việc cho hộ thánh nhất tộc, vạn nhất các nàng là thần thiên tước phủ an bài đến thăm dò hắn thì làm sao đây? Làm người a hát, quả thật phải cẩn thận. Vũng nước đục thánh đình này cũng đã nhảy vào rồi, nhất định phải cẩn thận mới được. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đỉnh thành cung, nói. Còn một nửa canh giờ, người tốt nhất không nên lãng phí quá nhiều thời gian, bằng không thì sau ngày hôm nay chỉ sợ Long gia sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người nữa đâu. Lan Phước quận chúa nói. Tẩm cung của thánh đình chúa tể chính là Thái A Cung, ở vào nội vi thánh đình chúa tể cung, bất quá sau đại thanh lý tối hôm qua. Thái A Cung khẳng định đã bị cường giả thủ hộ nghiêm mật, không ai có thể xông vào được, người đến cùng là người nào, vì sao phải gặp thánh đỉnh chúa tể. Thái A Cung. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu thì thầm một câu, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người ba nữ tử trong cung, cười nói. Các ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn chờ ở đây đi, trước khi các ngươi muốn trốn đi, phải suy nghĩ một chút xem mình có thể trốn ra ngoài không mới được, hắc hắc. Phong Phi Vân sợ ba người các nàng chạy loạn gây chuyện, vì vậy lưu Mao Ô Quy và Thánh Thực Quả lại, để chúng nó trông coi ba nữ tử này. Phong Phi Vân mặc long lân phượng bì y lên người, thân hình biến mất, lặng lẽ tiến vào nội vi thánh đỉnh chúa tể cung. Bởi vì thệ sư quốc yến sắp tới, phòng ngự trong nội vi thánh đỉnh chúa tể cung ngược lại thư giãn không ít, Phong Phi Vân xông vào, rất nhanh tìm đến tẩm cung Thái A Cung của thánh đỉnh chúa tể. Xa xa nhìn lại. Liền có thể cảm giác được chung quanh mảnh cung điện kia tồn tại rất nhiều khí thức cường hoành, dùng tư thái chúng tỉnh phủng nguyệt bảo vệ xung quanh lấy cung khuyết ở giữa. Thật nhiều cường giả a,
Thánh đỉnh chúa tể coi như là một phế nhân, nhưng vẫn là một quân cờ trọng yếu, bị thần thiên tước ra trông giữ nghiêm mật. Phong Phi Vân mặc long lân phượng bì y, đứng thẳng trên đỉnh thủy tinh lưu ly cung khuyết ở phương xa, ngóng về Thái A cung ở nơi xa xăm. Hắn từ trên đỉnh cung khuyết nhặt lên 5 phiến ngọc ngói. 5 phiến ngọc ngói chợt biến thành 5 khôi lỗi chiến tướng mặc ngọc giáp, chúng đều cầm trong tay ngọc kiếm, trợn mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí, phân thành 5 phương hướng đánh tới Thái A cung. 5 tôn khôi lỗi chiến tướng khí thế bàng bạc, ra tay như gió, trong nháy mắt đã đánh cho mấy tòa cung điện nứt vỡ, trong miệng phát ra tiếng thét dài nghiêm nghị. Hừ, quả nhiên có người xông vào Thái A cung, tất cả trấn áp. Phía trên vòm trời phía trên truyền đến một thanh âm hung ác. Chợt liền có cường giả mặc chiến giáp từ trong hư không đi ra, bàn tay vung lên, một mảnh hỏa vũ bay ra, trấn áp 5 khôi lỗi chiến tướng mặc ngọc giáp kia. Chính là lúc này. Phong Phi Vân cười lạnh một tiếng, dùng long lân phượng bì y bó sát thân thể, hóa thành một đạo hào quang vô hình, thừa dịp xông vào Thái A cung. Cấm chết bên trong Thái A cung căn bản không thể ngăn được hắn, chỉ là thùng rỗng kêu to, đi nhanh về phía trước, rất nhanh đã tìm được thánh đỉnh chúa tể. Bị giam cầm trong Thái A cung. Bên ngoài, vang lên thanh âm chiến đấu như lôi đình, 5 tôn khôi lỗi chiến tướng bị cường giả thủ hộ ở đây trấn áp. Bên ngoài cung điện vang lên thanh âm nghiêm nghị của một vị cường giả. Chỉ là mái ngói, có cường giả tinh thông khôi lỗi thuật xông vào, mọi người chia nhau hành động, nhất định phải tìm ra hắn. Bên trong Thái A cung, thánh đỉnh chúa tể ngồi trên cửu long ngọc y, thân thể nơm nớp lo sợ, nhìn về phía bên ngoài cung điện, trong mắt mang theo một chút lo nghĩ. Xôn xao, một đạo bóng người trẻ tuổi tuấn giật đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện. Hắn thu hồi áo choàng trên người, cười cười với thánh đỉnh chúa tể, nói. Ngươi chính là thánh đỉnh chúa tể. Thánh đỉnh chúa tể chính là một nam tử chừng 30 tuổi, trên cằm giữ lại một chút chòm râu, dáng người không tính là thấp bé, cũng không tính khôi ngô, bị người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trong cung điện này dọa cho nhảy dựng lên, nói. Ngươi là người phương nào? Phong Phi Vân trên mặt mang mặt nạ, không dùng chân diện mục hiện thân, trực tiếp ngồi vào bàn ngọc trước mặt thánh đỉnh chúa tể, cười dò xét hắn, nói. Ta là ai? Ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rõ, ta là đến giúp ngươi là được rồi. Ngươi là đến giúp ta. Thánh đỉnh chúa tể nói. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói. Hôm nay thần thiên tước ra cử hành thệ sư quốc yến, bên ngoài là vì thương thảo sách lược thảo phạt âm phủ giới, trên thực tế là muốn tự lập làm vương, làm thánh đỉnh chúa tể mới. Ngươi nói cái gì? Thánh đỉnh chúa tể bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy thanh sắc lo nghĩ. Nói đơn giản a, những ngày an nhàn của ngươi đã chấm dứt, sau thệ sư quốc yến thì ngươi cái gì cũng không phải nữa, long gia các ngươi cũng không còn là chủ nhân của đệ lục trung ương vương triều nữa. Phong Phi Vân trêu đùa. Thánh đỉnh chúa tể sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy rằng hiện giờ hắn chỉ là một khôi lỗi, nhưng dù sao chính là chúa tể của thánh đỉnh, chưa tính là vong quốc nô, nhưng một khi thần thiên tước ra trở thành thánh đỉnh chúa tể, vậy thì hắn không chỉ là vong quốc chi quân. Mà còn phải lưng đeo bêu danh muôn đời, chịu đủ các loại nhục nhã. Phong Phi Vân đối với thánh đỉnh chúa tể không có chút kính sợ, thánh đỉnh chúa tể trước mắt này cũng không có khả năng khiến hắn sinh ra bất luận tâm tư kinh sợ, gìn cười nói. Ngươi cũng không cần lộ ra bộ dạng như cha mẹ chết như thế, kỳ thật các ngươi còn có một chi át chủ bài cường đại chưa dùng đến, một khi sử dụng át chủ bài này thì chưa hẳn đã không có cơ hội xoay người. Còn có át chủ bài. Thánh đỉnh chúa tể nói. Phong Phi Vân đứng lên, gõ gõ góc áo, nói. Long gia các ngươi có một chi thủ hộ giả cường đại, tên là hộ thánh nhất tộc, hiện giờ hộ thánh nhất tộc đang bị giam cầm trong thánh đỉnh bảo khố, chỉ cần một tờ thánh lệnh của ngươi, bọn hắn lập tức có thể từ trong thánh đỉnh bảo khố giết ra, vì ngươi chinh chiến, tru sát phản tặc. Thánh đỉnh chúa tể thần sắc kích động, nói. Long gia chúng ta thật sự có một chi thủ hộ giả cường đại như vậy sao? Đổ mồ hôi. Thánh đỉnh chúa tể này thật đúng là đủ ngu ngốc. Phong Phi Vân kiên nhẫn nói. Thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi mau ghi chúa tể thánh chỉ đi. Tốt, ngươi trước chờ một chút, ta đi lấy chúa tể đỉnh tỷ. Thánh đỉnh chúa tể kích động đến run rẩy, vội vàng chạy vào trong điện. Phong Phi Vân lắc đầu thở dài, thật sự không gặp thì thôi, vừa gặp đã giật mình, để ngươi như vậy làm thánh đỉnh chúa tể. Thần thiên tước ra thật đúng là con mẹ nó biết chọn người.
Phong Phi Vân đứng trong Thái A Cung, đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng lại trên một đồng đỉnh. Đồng đỉnh này cao chừng 3 thước, mọc ra 9 chân, 9 tay, trên đó vẽ núi non sơn hà, lơ lửng ở vị trí ly thủy nửa tấc, phía dưới chính là một cái đầm nước, có vô số sơn hà tinh khí tụ tập tới đồng đỉnh. Đỉnh kia ngược lại là bảo bối không tệ. Phong Phi Vân duỗi ra một tay, cánh tay hóa thành một đạo hư ảnh, muốn thu đồng đỉnh qua điều tra một phen, nhưng đồng đỉnh kia lại tựa như cắm rễ trong hư không vậy, không chút nhúc nhích. Ồ! Phải biết rằng lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ, đừng nói là một cái đỉnh, coi như là một ngọn sơn lĩnh cũng sẽ bị nhổ lên, nhưng giờ phút này tòa đỉnh này lơ lửng trên ao nước, Phong Phi Vân lại hoàn toàn không làm gì được nó. Thật là một kiện bảo vật. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trong đôi mắt toát ra ánh lửa, muốn nhìn rõ cái đỉnh này rốt cục là sao. Trên cái đỉnh này tản mát ra ngàn vạn dây nhỏ, có kết nối đại địa, có kết nối trời xanh, mang đến cho người cảm giác cực kỳ trầm trọng, giống như trung tâm của phiến thiên địa này vậy. Sơn hà đồ vân vẽ trên thân đỉnh, mỗi một đạo đường vân đều giống như phân cách tuyến một thế giới, đó nào giống như đồ vân, như là thế giới tồn tại chân thật vậy. Đây là chúa tể đỉnh tỷ, chính là trung tâm của cả đệ lục trung ương vương triều, cũng là trấn giới thần khí đệ lục giới. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán không thôi, đột nhiên trong lòng sinh ra một dự cảm bất tường, sắc mặt đại biến. Nếu chúa tể đỉnh tỷ đã ở ngay chỗ này, vậy thì thánh đỉnh chúa tể vì sao còn nói muốn đi lấy chúa tể đỉnh tỷ nữa? Mẹ đấy, bị hắn lừa gạt rồi. Phong Phi Vân trong lòng kêu to không ổn, vội vàng thu hồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, chạy ra Thái A Cung. Oanh! Một đạo trận pháp khổng lồ từ bên ngoài cung điện oanh kích đến, oanh kích lên người Phong Phi Vân, đánh bay Phong Phi Vân vào lại trong Thái A Cung. Bành! Bành! Toàn bộ sát phạt cấm chế trong Thái A Cung đều mở ra, vây khốn Phong Phi Vân ở chính giữa, phong tỏa tất cả đường lui. Một đám lão giả tu vị cường hoành, từ bên ngoài cửa cung đi vào, trên người mỗi người đều tản mát ra vũ hóa khí, hai mắt sáng quắc, huyết khí cường thịnh. Không nghĩ đến rõ ràng để ngươi xâm nhập Thái A Cung, thật đúng là lợi hại. Một nam tử uy vũ mặc áo giáp tơ vàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân ở trung ương. Lại bắt một phản nghịch. Hôm nay chính là thệ sư quốc yến, vừa vặn tế sống hắn. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo lông phấn hồng, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài nói. Miệng môi nàng đỏ như máu, trong mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Phong Phi Vân đứng ở trung ương Thái A Cung, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tóc, nhìn qua hơn 10 cường giả này, thở dài một tiếng. Thật sự là thất sách. Thất sách, thì phải trả giá bằng tánh mạng. Nhị thế tử chữ Gia Lâm của thần thiên tước phủ từ trong nội cung đi ra, bộ pháp thong dong, trên mặt mang theo vài phần lạnh buốt. Thánh đình chúa tể và tuyết thần quý phi đều đi theo sau lưng chữ Gia Lâm, tựa như hai tùy tùng vậy, không dám nói một câu nào. Chữ Gia Lâm nhìn thánh đình chúa tể, cười cười, nói. Ngươi làm rất không tệ, không khiến bản thế tử thất vọng. Thánh đình chúa tể thụ sủng nhược kinh, cúi đầu khom lưng trước mặt chữ Gia Lâm, cười nói. Đệ lục trung ương vương triều dưới sự thống trị của thần thiên tước gia và nhị thế tử quốc Thái Dân An, cường thịnh phồn hoa, loại phản nghịch này lại vọng tưởng muốn gây bất lợi với tước gia, quả thật là mầm tai họa của đệ lục trung ương vương triều. Ha ha, nói hay lắm. Chữ Gia Lâm tán dương một câu, sờ lên đầu thánh đình chúa tể, giống như đang sờ một con chó vậy. Phong Phi Vân lần nữa thở dài một tiếng, thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ minh hữu như heo, ai con mẹ nó nguyệt đến đỡ một thánh đỉnh chúa tể như vậy chứ? Đến đỡ hắn, lại bị hắn bán luôn. Loại thánh đỉnh chúa tể này sống trên đời không phải là để hại người đấy chứ? May mắn Phong Phi Vân sớm đã đề phòng, đeo lên mặt nạ, bằng không thì hiện giờ khẳng định đã bị khám phá thân phận, vậy thì cũng quá thảm rồi. Ánh mắt chữ Gia Lâm trở nên âm trầm, giọng mỉa mai cười nói. Ngươi tháo mặt nạ xuống a, để ta xem thử ngươi rốt cục là ai. Phong Phi Vân cười nói. Nhị thế tử không khỏi quá ngây thơ rồi, muốn biết ta là ai, chỉ bằng dựa vào bản lĩnh thật sự đến cởi mặt nạ của ta đi. Muốn từ chỗ thánh đình chúa tể lấy được thánh lệnh đã là chuyện không thể nào, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy đi, bằng không thì hôm nay nói không chừng thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Ngân ngân, người đã trở thành cá trong chậu, rõ ràng còn dám lớn lối như thế, người đến, bắt hắn lại cho ta. Chữ Gia Lâm ngồi trên cửu long ngọc ỷ,
có một vị cung nữ bưng lên trà xanh cho hắn. Ta đến trấn áp hắn. Một đạo bóng trắng bay về phía Phong Phi Vân, đánh ra một thủ ấn tới ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng đánh ra một chưởng, bắn lùi bóng trắng kia, đột nhiên, lại có vô số phong nhận chém qua hắn. Những phong nhận này chính là các sợi tóc trắng, mỗi một sợi đều sắc bén dị thường, cắt hư không ra từng đạo lỗ hổng. Đây là một lão giả đầu đầy tóc trắng, tu vị đạt tới vũ hóa đệ nhị trọng đỉnh phong, chính là cường giả thánh đỉnh nhất phẩm thiên. Phong Phi Vân không dám sử dụng thần thông và linh khí, sợ bạo lộ thân phận của mình, thân thể vội vàng bạo lui, nhưng vẫn bị một sợi tóc chém lên ngực, lưu lại một đạo vết máu. Muốn chết! Ánh mắt Phong Phi Vân trầm xuống, lấy tay làm đao, chém qua lão giả kia, trên cánh tay hình thành một đạo long ảnh, hóa thành một đầu long đao màu trắng đánh bay lão giả xông tới kia ra ngoài. Chữ Gia Lâm ngồi ở trên long ỷ, khóe miệng nhảy lên, cười nói. Ngân ngân, long gia ngược lại xuất hiện một nhân tài lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên, ai bắt được hắn, bản thế tử sẽ có thưởng lớn. Hắn cho rằng Phong Phi Vân chính là cường giả long gia. Hơn 10 vị cường giả đồng thời ra tay, đều là tồn tại tu vị khủng bố, có rất nhiều cao thủ thánh đỉnh nhất phẩm thiên, có rất nhiều là khách khanh trưởng lão từ các đại tiên thành và trung cổ thế gia mời đến, tu vị ít nhất đều đạt tới vũ hóa đệ nhị trọng, mỗi người phi phàm. Ha ha, tiểu tử, quỳ trên mặt đất gọi một gia gia, miễn cho lát nữa gia gia giày vò ngươi đến chết đi sống lại. Khốn thú chi đấu, còn không đầu hàng. Phong Phi Vân chiến đấu rất gian nan. Gặp phải hơn 10 tên cường giả vây công, rất nhanh trên người liền có hơn 10 đạo vết thương, áo bào trên người cũng bị đánh cho rách tung tóe. Những người này đều là cường giả, mỗi người mang ra ngoài đều là bá chủ tọa trấn một phương, huống chi là hơn 10 người đồng thời ra tay, tuyệt đối có thể lật tung một mảnh thiên cung. Chữ Gia Lâm ngồi trên ngọc ỷ, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào chiến đấu trong cung điện, trên mặt mang theo dáng cười nghiền ngẫm. Chết cho ta! Phong Phi Vân bị kích thích hung tính, trên cánh tay xuất hiện tê từng mảnh long lân, sau lưng lộ ra một bóng dáng ma long dữ tợn, phát ra một tiếng long ngâm. Phốc! Một chảo xé rách qua. Một lão giả vừa mới bước vào vũ hóa đệ nhị trọng liền bị thủ chảo của Phong Phi Vân xé nát. Một tay móc trái tim hắn ra, sau đó bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Những cường giả ở chung quanh cũng giật nảy mình, người này cũng quá tàn nhẫn rồi. Rõ ràng có thể tay không phá vỡ phòng ngự của vũ hóa hiền giả đệ nhị trọng, đánh gãy xương cốt hiền giả, còn xé rách cả bảo thể của hiền giả. Đây cũng không phải là lực lượng bình thường a. Tu sĩ có thể đạt tới vũ hóa cảnh sinh mệnh lực đều rất cường đại, cốt cách cứng hơn cả tinh thiết, năng lực tái sinh huyết nhục rất mạnh, rất khó vẫn lạc. Mà giờ khắc này lại vẫn lạc một vị, khiến tu sĩ trong tràn có chút kinh hãi. Có thể đi chết được rồi. Phong Phi Vân ánh mắt băng hàn, bắn ra hai đạo hỏa diễm, nhìn quét qua mọi người ở đây, chúng tu sĩ bị hắn quét qua sau lưng đều không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Phong Phi Vân lấy ra bán thánh lệnh phù mà hộ thánh chiến thần cho hắn ra, nắm ở trong tay, trên lệnh phù truyền ra một cổ khiếp lực lượng khủng bố trấn nhiếp linh hồn chạy trên từng vòng đường vân bán thánh. Cổ lực lượng này vừa sinh ra liền lập tức cuốn khắp toàn bộ thánh đỉnh chúa tể cung. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, huyết dịch như muốn đông cứng lại. Con mắt chữ Gia Lâm co rụt lại, lạnh lùng nói. Là bán thánh lệnh phù, mọi người mau lui lại. Nghe được bốn chữ bán thánh lệnh phù tu sĩ ở đây sắc mặt đại biến, không còn một ai dám đến gần Phong Phi Vân, lập tức thoát ra khỏi Thái A Cung, nhanh chóng chạy thục mạng. Trong tay của hắn sao lại nắm giữ bán thánh lệnh phù? Nguy rồi, nguy rồi, lực lượng bán thánh xuất hiện, thánh đình chúa tể cung nói không chừng đều sẽ bị hủy diệt mất. Những cường giả trước kia còn không ai bì nổi đều bị dọa đến trên mặt trắng bệch, như tận thế hàng lâm. Nhưng tận thế trong dự đoán cũng không hàng lâm, cổ khí tức bán thánh kia bỗng nhiên ngay lúc đó liền biến mất không thấy gì nữa, ngay khi mọi người mang theo thần sắc nghi hoặc quay về Thái A Cung thì Phong Phi Vân đã biến mất không thấy, trong nội cung trống trơn, không lưu lại bất cứ thứ gì nữa. Không ai nhìn thấy Phong Phi Vân rời đi thế nào cả. Bị hắn lừa gạt rồi. Trong tay hắn căn bản không phải là bán thánh lệnh phù. Chữ Gia Lâm lắc đầu, nói. Không, bán thánh lệnh phù của hắn rất có thể là thật, nhưng hắn cũng không sử dụng, dù sao hiện giờ tước ra ở ngay trong thánh đình, cho dù hắn có bán thánh lệnh phù nơi tay, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Nhị thế tử, đại sự, không ổn, chúa tể đình tỷ bị hắn lấy đi rồi.
Một Vũ Hóa Hiền giả thánh đỉnh nhất phẩm thiên sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào ao nước trong Thái A Cung, Cửu Túc đỉnh ở đó đã không thấy đâu nữa. Chữ Gia Lâm vội vàng trông qua, chúa tể đỉnh tỷ đại biểu cho quyền uy cao nhất cả đệ lục trung ương vương triều, chấn giới thần khí của đệ lục giới, chỉ có nắm trong tay chúa tể đỉnh tỷ mới có tư cách trở thành chúa tể thánh đỉnh. Thần Thiên Tước gia hôm nay muốn dưới sự chứng kiến của cường giả các tộc trở thành chúa tể thánh đỉnh, nhưng hiện giờ chúa tể đỉnh tỷ lại bị người lấy đi rồi, đây quả thực là một trò đùa lớn. Sắc mặt mọi người ở đây đều hóa xanh, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Thần Thiên Tước gia biết rõ chuyện này, vậy thì bọn hắn đều phải rơi đầu. Một lão đạo đầu đội ngọc quan từ trong hư không đi ra, trên đạo bào lưu động ngọc quang, thêu thùa bát quái ấn, đồng tử như ngọc châu, lông mi tuyết trắng, lộ ra rất uy nghiêm. Bái kiến thiên quan. Nhìn thấy lão đạo này, ngoại trừ chữ Gia Lâm, những Vũ Hóa Hiền giả khác đều khom người cúi đầu, đối với lão đạo này vô cùng kính sợ. Lão đạo này chính là chủ nhân của thánh đỉnh nhất phẩm thiên, được xưng là thiên quan đạo nhân, chính là một trong ba người đáng sợ nhất dưới trướng Thần Thiên Tước gia, cùng ngang hàng với Lâm Các lão. Thiên quan đạo nhân nhìn chằm chằm vào ao nước chúa tể đỉnh tỷ đặt trước kia, ánh mắt lạnh lùng, có một cổ khí thế bức nhân từ trên người của hắn bắn ra. Thiên quan đạo nhân nói, hôm nay chính là thệ sư quốc yến, tước gia vốn muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể vị, nhưng bây giờ xảy ra sơ suất lớn như vậy, đám người các ngươi có còn đáng sống nữa không? Thân thể những Vũ Hóa Hiền giả kia đều phát run, trong nội tâm thấp thỏm lo âu, ngay cả lời phản bác cũng không dám nói một câu. Mà ngay cả nhị thế tử chữ Gia Lâm giờ phút này cũng sinh ra vài phần sợ hãi, đối với Thần Thiên Tước gia có e ngại theo bản năng, biết rõ tính cách Thần Thiên Tước gia, nếu phạm phải sai lầm lớn, thân tử cũng có thể giết. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, người lấy đi chúa tể đỉnh ấn kia khẳng định vẫn còn trong thánh đỉnh chúa tể cung, các ngươi tốt nhất là trước khi thệ sư quốc yến bắt đầu phải tìm ra chúa tể đỉnh tỷ, bằng không. Không ai có thể cứu được tánh mạng của các ngươi. Ta hiện giờ sẽ trở về bẩm báo tước gia, tốt nhất là phải chuẩn bị cho tốt. Thiên quan đạo nhân lăng không biến mất trong Thái A Cung, tốc độ quá thật còn nhanh hơn cả ánh sáng. Sau khi hắn đi, những Vũ Hóa Hiền giả trong Thái A Cung mới thở dài một hơi, trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ u sầu, bọn hắn biết rõ nếu không thể tìm về chúa tể đỉnh tỷ, đoán chừng buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ phải đầu rơi xuống đất. Mặt chữ Gia Lâm cũng vặn vẹo, nắm chặt năm ngón tay, hạ lệnh. Phong tỏa toàn bộ thánh đỉnh chúa tể cung, chỉ được phép vào, không cho phép ra, điều động tất cả nhân mã, lập tức tra tìm mỗi một tòa cung điện, bất luận người nào khả nghi đều phải bắt lấy cho ta, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra người lấy đi chúa tể đỉnh tỷ, chờ một chút. Ánh mắt của hắn lăng lệ, thoáng bình tĩnh lại, nói. Tuyên bố với bên ngoài là thánh đỉnh chúa tể bị người đâm bị thương, chúng ta đang tìm kiếm thích khách, nếu ai dám truyền việc chúa tể đỉnh tỷ bị mất đi. Hừ, tai họa toàn tộc. Chữ Gia Lâm sắc mặt âm trầm, một kiếm chặt đứt một cánh tay của Thánh Đình Chúa Tể. Thánh Đình Chúa Tể đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu như mổ heo. Những Vũ Hóa Hiền giả kia trong lòng đều run lên, nhao nhao bay ra Thánh Đình Chúa Tể cung, chạy đi đuổi bắt thích khách. Trước giờ thệ sư quốc yến, Thánh Đình Chúa Tể cung có thích khách, đâm Thánh Đình Chúa Tể bị thương. Chuyện này rất nhanh liền kinh động tất cả mọi người. Lực lượng phòng thủ của Thánh Đình Chúa Tể Cung lập tức gia tăng lên gấp đôi, mỗi người đều thấp thỏm lo âu, sợ tai họa hàng lâm lên đầu mình. Thánh Đình Chúa Tể Cung, phàm là người khả nghi đều bị bắt lại. Thánh vệ quân đô thống Tiêu Bạch Lãng khi nhận được tin tức này cũng bị dọa sợ, Thánh Đình Chúa Tể bị hành thích, đây chính là đại sự a hát, liên quan đến việc phòng thủ của Thánh Đình Chúa Tể Cung, không cẩn thận sẽ liên quan đến trên đầu mình ngay. Có một thánh vệ quân tiến đến bẩm báo nói. Nghe nói tu vị thích khách kia cực kỳ cao thâm, ngay cả hộ quốc hiền giả Tống Linh Sư cũng bị hắn giết đi, hơn nữa nghe nói hắn chính là một khôi lỗi sư cường đại, có thể dùng mái ngói biến khôi lỗi, dẫn dắt thủ hộ giả rời đi, cho nên mới tiềm nhập được vào Thái A Cung. Tiêu Bạch Lãng sờ lên cái cằm, trầm tư, trong lòng thầm nghĩ, những thủ hộ giả này thật đúng là thùng cơm, bình thường nguyên một đám cao cao tại thượng, bộ dạng vô địch thiên hạ, đến thời khắc mấu chốt thì lại như xe bị tuột xích. Hơn nữa nghe nói thích khách kia rất có thể đã sớm tiềm nhập Thánh Đình Chúa Tể Cung, nói không chừng chính là người trong tước phủ. Thánh Đình Chúa Tể Cung không phải người nào cũng có thể tùy ý tiến vào, chỉ có người có địa vị rất cao trong tước phủ mới có thể, vì
ví dụ như, Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên, Bổ Thiên Các. Tiêu Bạch Lãng sau khi nghe nói như thế, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong óc lập tức nghĩ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Tiêu Bạch Lãng biến thành một đạo lưu quang, bay về phái Thiên Thụy Cung. Ngay tại lúc đó, Chữ Gia Lâm mang theo một đội thánh vệ quân cũng đến bên ngoài Thiên Thụy Cung, chứng kiến có hai thánh vệ quân thủ ở chỗ này, nói. Các ngươi thủ ở chỗ này làm gì? Hai thánh vệ quân tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất, một người trong đó nói. Hồi bẩm nhị thế tử, chúng ta phụng mệnh Tiêu Đô Thống thủ hộ ở đây, có một vị đại nhân vật tạm thời nghỉ ngơi bên trong. Đại nhân vật nào? Trong mắt Chữ Gia Lâm sinh ra vẻ cảnh giác. Xôn xao. Tiêu Bạch Lãng bay thấp xuống, khom người cúi đầu với Chữ Gia Lâm. Mà tướng Tiêu Bạch Lãng, bái kiến nhị thế tử. Chữ Gia Lâm lạnh giọng nói. Tiêu Đô Thống, người có biết hiện giờ Thánh Đình Chúa Tể Cung đến cùng đã xảy ra đại sự gì không? Thánh Đình Chúa Tể gặp chuyện, không ai không sợ hãi. Tiêu Bạch Lãng nói. Chữ Gia Lâm liếc qua Thiên Thụy Cung, nói. Tiêu Đô Thống sẽ không mang thích khách vào Thánh Đình Chúa Tể Cung đấy chứ? Tiêu Bạch Lãng sợ tới mức vội quỳ trên mặt đất, nói. Thuộc hạ nào có lá gan kia, trong cung điện này chính là Phong Phi Vân của Bổ Thiên Các. Ngày hôm qua Thánh Đình Chúa Tể Cung phát sinh phản loạn, Phong Phi Vân giúp Mạc Tướng áp giải tù phạm, bận rộn suốt một đêm, tước ra tự mình điểm danh muốn Phong Phi Vân tham gia thệ sư quốc yến hôm nay, lúc ấy đã hừng đông để hắn xuất cung lại tiến cung tự nhiên là có nhiều phiền toái, bởi vậy Mạc Tướng tạm thời an bài hắn nghỉ ngơi chỗ này, chờ đợi thệ sư quốc yến bắt đầu. Kỳ thật trong lòng Tiêu Bạch Lãng cũng có chút hoài nghi là Phong Phi Vân, cho nên giờ phút này nói chuyện tự nhiên tận lực tránh xa quan hệ với Phong Phi Vân. Đến lúc đó xử phạt cũng sẽ không nặng. Phong Phi Vân. Trong mắt Chữ Gia Lâm sinh ra thần sắc trầm tư, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang. Ta nghe nói Phong Phi Vân cũng tinh thông khôi lỗi thuật, ngân ngân, xem ra thật sự có thể là hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, bao vây cả Thiên Thụy Cung lại cho ta, không cho phép một con kiến thoát ra ngoài. Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão, Tiêu Đô Thống theo ta đi vào đuổi bắt thích khách. Tiêu Bạch Lãng lộ vẻ mặt cầu xin. Nếu Phong Phi Vân chính là thích khách ám sát Thánh Đình Chúa Tể, như vậy hắn khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan, cho dù không đầu người rơi xuống đất thì đoán chừng vị trí Đô Thống cũng khó mà giữ được. Trong mắt Chữ Gia Lâm mang theo thần sắc lo lắng, dẫn đầu đi vào Thiên Thụy Cung, còn chưa đi vào, trong nội cung đã truyền đến thanh âm rên rỉ của nữ tử và tiếng thở dốc tục tằng của nam tử. Van ngươi, đừng mà, cũng đã nửa canh giờ rồi, sắp chết. Tiếng khóc thiêu nữ nương theo tiếng giường lắc lư truyền ra. Bọn người Chữ Gia Lâm, Tiêu Bạch Lãng nghe được thanh âm vang lên liên tiếp bên trong lúc nhất thời đứng nguyên ở đó, không biết có nên đi vào không. Hai tên trưởng lão khác sắc mặt cũng cổ quái đứng đấy. Chuyện này thật quá quỷ dị, vốn tất cả mọi người đã cảm thấy Phong Phi Vân chính là người đã lấy đi Chúa Tể Đỉnh Tì, nhưng đến bên ngoài cửa cung lại nghe được thanh âm mây mưa thất thường bên trong. Đặc biệt là tiếng rên rỉ của nàng kia, quả thực khiến mấy người bên ngoài cung điện đều bốc lên một cổ tà hỏa. Trong cung điện, ba, người thiếu nữ kia bị tát một cái, bên trong truyền đến tiếng cười tiện tiện của Phong Phi Vân. Tiếp theo là lời lẽ dơ bẩn liên tiếp của Phong Phi Vân. Con mẹ nó, ngươi là phi tử của Thánh Đình Chúa Tể, lại kém cỏi như vậy, làm kỹ nữ cũng không có tiền đồ, Lan Phức quận chúa kia, ngươi bỏ qua cho lão tử. Lúc trước chúng ta còn chơi chưa tận hứng, giờ lại tiếp tục. Ai nha, không hổ là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng tộc, đùi thật trắng, bộ ngực cũng quá đầy đặn rồi, nằm xuống, tách hai chân ra. Cái gì lần thứ năm, đau, đau cũng phải chơi, ai bảo Phong gia ta hôm nay cao hứng. A hát, đau quá, Phong gia, cầu ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chữ Gia Lâm sắc mặt có chút phát xanh, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch Lãng. Tiêu Bạch Lãng trong lòng lại vui vẻ, đột nhiên cảm giác có hy vọng, có lẽ thích khách kia không phải là Phong Phi Vân. Hắn vẫn sầu mi khổ kiểm, kinh sợ mà nói. Mạc tướng có tội, tự mình đưa mấy vị mỹ nhân cho Phong gia với tư cách lễ vật, không ngờ Phong gia lại không kiềm được. Đến đây liền thịt luôn các nàng. Ngươi ngược lại thật biết làm người, sao lại không đưa đến cho ta hai người. Chữ Gia Lâm hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng đại môn Thiên Thủy Cung. Sau đó đi vào, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là áo lông rách dưới của nữ tử, còn có một ít hoa thêu thiếp thân, hung y tơ dệt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên trong Thiên Thụy Cung, thanh âm đột nhiên dừng lại,
hiển nhiên là đã nghe được tiếng bên ngoài có người đá văng đại môn. Nam nữ đang hoan ái đều dừng lại. Bên trong, truyền ra thanh âm không vui của Phong Phi Vân. Ai thế, có biết lão tử đang làm việc không, quấy rầy lão tử khoái hoạt, không muốn sống nữa chăng? Chữ Gia Lâm sắc mặt không thay đổi, chân đạp trên áo nữ tử, đi vào trong điện, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, nói. Thánh đình chúa tể gặp chuyện, chúng ta đang tìm thích khách, chúng ta hoài nghi thích khách ẩn nấp ngay trong tòa cung điện này. Thì ra là nhị thế tử, người có ý gì, người sẽ không hoài nghi thích khách đó là ta đấy chứ? Chữ Gia Lâm bước chân không ngừng, cười nói. Xin hỏi Phong huynh một canh giờ gần đây ở nơi nào? Ta tự nhiên đều ở trong này. Khục khục, làm việc. Thanh âm Phong Phi Vân từ trong cung điện truyền ra, mang theo vài phần không vui. Có ai có thể chứng minh? Chữ Gia Lâm trầm giọng nói. Cái này, ba người trên giường đều có thể chứng minh. Phong Phi Vân nói. Thế nhưng mà ta hoài nghi, ngươi đang nói láo. Thân thể chữ Gia Lâm hóa thành hư ảnh liên tiếp, sau nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh giường trong điện, ánh mắt băng hàn, một tay xé rách màn tơ bạc, hùng hổ đi đến. A hát! Trên giường, truyền ra tiếng hét của ba nữ tử. Ba cổ thân thể nữ tử phấn điêu ngọc mài lộ ra, xinh đẹp động lòng người, da thịt tinh tế tỉ mỉ, hai ngọn núi tuyết trắng, mỹ diệu nói không nên lời. Đúng là Thánh Công Chúa, Lan Phước Quận Chúa, Chúa Tể Phi, trong đó Lan Phước Quận Chúa khuynh thành tuyệt lệ còn bị Phong Phi Vân đè dưới thân thể, không mảnh vải che thân, một đôi chân ngọc quấn trên lưng Phong Phi Vân, bị biến cố đột nhiên khiến vừa thẹn vừa khóc, chôn vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực Phong Phi Vân. Chữ Gia Lâm tự nhiên nhận thức Lan Phước Quận Chúa, đệ nhất mỹ nhân hoàng tộc, đã từng mỹ danh truyền thánh đình, ngay cả hắn cũng từng gặp qua vị quận chúa này một lần, đối với mỹ mạo của nàng có chút thèm thuồng, chỉ là sau này Lan Phước Quận Chúa bái nhập Hằng Hà cổ đạo tu luyện, hắn mới một mực không có cơ hội ra tay. Lại không có nghĩ khi lần nữa nhìn thấy giai nhân thì đã nằm dưới thân nam nhân khác rồi. Này, nhị thế tử, người như vậy có phải là quá không lễ phép rồi không? Phong Phi Vân không mảnh vải che thân, một tay ôm eo ngọc mảnh khảnh của Lan Phước Quận Chúa, một tay nắm lấy ngọc thỏ phấn nộn của nàng. Chữ Gia Lâm nhìn nam nhân trơn bóng nằm ở trước mặt kia, cũng có chút xấu hổ, vội vàng quay lưng đi. Tiêu Bạch Lãng, Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão nghe được tiếng kêu nữ tử bên trong, cũng lập tức vọt vào, nhìn thấy bốn người không mảnh vải che thân bên trong, Thánh Công Chúa, Chúa Tể Phi, Lan Phước Quận Chúa đều dùng chăn che lấy thân thể mềm mại. Chỉ có Phong Phi Vân còn khỏa thân xích xích ngồi ở trên giường, có chút không hiểu thấu nhìn chằm chằm vào mấy kẻ xông vào. Các ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, các nàng đều là tự nguyện đấy, ta cũng không bắt buộc các nàng, Phong Phi Vân ta địa vị thấp, hậu trường mỏng, không đeo nổi tội danh loạn hậu cung đâu. Lăng trưởng lão và Mộc trưởng lão đều mặt già đỏ lên, vội vàng quay người. Bọn hắn trong lòng đều hết sức phức tạp, vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Đều ở trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt, đồng thời lại cảm thấy tên Phong Phi Vân này thật sự quá hiểu hưởng thụ nhân sinh, bất kỳ người nào trên giường này mang ra ngoài đều là mỹ nhân khiến vô số người điên cuồng, lại đều là người trong hoàng tộc, hiện tại lại bị hắn mang lên cùng một giường. Cái này nếu để những tài tuấn truy cầu Lan Phước Quận Chúa, Thánh Công Chúa thì không đau đớn mấy trăm năm mới là lạ đấy. Mà ngay cả Tiêu Bạch Lãng tự tay đưa ba nữ tử cho Phong Phi Vân cũng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy nên lưu lại cho mình một người, bất quá lúc này hắn vẫn phải tận lực rửa đi tội danh cho Phong Phi Vân, nói. Kỳ thật chuyện này là do Mạc Tướng không nên tự tiện chủ trương, cũng không trách Phong gia. Tiêu huynh sao lại nói vậy, ba tiểu la lị này là ta từ địa lao mang ra, coi như là truy cứu trách nhiệm thì cũng là lỗi của ta. Phong Phi Vân nói. Vô luận là Tiêu Bạch Lãng, hay Phong Phi Vân, đều là người khôn khéo. Biết rõ cái gì nặng nhẹ, tuy rằng lăng nhục Thánh Công Chúa, Chúa Tể Phi cũng là trọng tội, nhưng chuyện này đối với nhân vật như Thần Thiên Tước gia thì căn bản chẳng là gì, dù sao ngay cả nhị thế tử nhà mình cũng từng làm vậy. Trộm lấy Chúa Tể Đỉnh Ti lại khác, cái này quan hệ thật sự quá lớn, một khi chứng minh đúng là do Phong Phi Vân làm, vậy thì chỉ có đường chết hơn nữa người có quan hệ với Phong Phi Vân đều phải chịu liên quan. Ở đây cũng chỉ có chữ Gia Lâm là vẫn nghiêm túc. Không dễ dàng tin tưởng Phong Phi Vân, lạnh như băng nói. Thánh đình chúa tể vào một nén hương trước bị đâm bị thương, từ Thái A Cung đến Thiên Thủy Cung, tổng cộng cách xa nhau 320 dặm, chính giữa có 800 tòa chủ điện, 37.000 tòa thiên điện, viên đình, tháp các,
hồ nước trên 10 vạn cái, cách mỗi 3 dặm có một trận pháp cấm chế, một tu sĩ vũ hóa đệ nhị trọng, muốn xông qua trận pháp trùng trùng điệp điệp, từ Thái A Cung đi tới Thiên Thụy Cung, lại phải tránh đi tai mắt tất cả mọi người, ít nhất cần tốn hao thời gian nửa nén hương. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng, nhị thế tử này thật đúng là nhân vật khôn khéo, đối với từng cọng cây ngọn cỏ trong Thánh Đình Chúa Tể Cung đều rõ như lòng bàn tay, xem như là một đối thủ lợi hại. Nhị thế tử là có ý gì? Chữ Gia Lâm nói. Ý của ta rất rõ ràng, trong thời gian không đến nửa nén hương, Phong huynh có thể cởi y phục của mình, cũng có thể cởi y phục của các nàng, còn có thể chế tạo ra đủ loại biểu hiện giả dối, nhưng trong thời gian vội vàng như vậy, Phong huynh thật có thể ngự liền tam nữ sao? Phong Phi Vân sắc mặt âm trầm, chữ Gia Lâm này quả thật không phải là đèn đã cạn dầu, lúc văn nhã tuyệt đối là một văn sĩ nho nhã, lúc âm hiểm tuyệt đối là một tiện nhân hợp cách. Nói cho cùng nhị thế tử vẫn chưa tin ta. Phong Phi Vân bắt đầu từ từ mặc quần áo, ánh mắt sáng tối biến hóa. Chữ Gia Lâm cười nói. Việc này quan hệ thật sự quá lớn, bản thế tử không thể không chú ý cẩn thận, đi mời một cung nữ thâm niên qua, giúp ba vị cô nương này nghiệm thân, xem các nàng vừa rồi có phải đã xảy ra nam nữ giao hoan kịch liệt hay không. Hào khí lần nữa trở nên khẩn trương. Rất nhanh liền có một cung nữ giúp Thánh Công Chúa, Chúa Tể Phi, Lan Phước Quận Chúa nghiệm thân, sau đó đi đến bên người chữ Gia Lâm, thấp giọng nói bên tai hắn một câu. Chữ Gia Lâm nhướng mày, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép lộ ra dáng tươi cười, chắp tay nói. Phong huynh quả nhiên là phong lưu nhã sĩ, vừa rồi là bản thế tử lỗ mãng quấy rầy nhã hứng của Phong huynh rồi. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật ta rất chú trọng nhất thanh danh, chuyện ngày hôm nay, còn hy vọng mọi người thay ta giữ bí mật, dù sao. Làm loại chuyện này cũng không phải hay ho gì. Tảng đá trong lòng Tiêu Bạch Lãng triệt để thả xuống. Chuyện đã không liên quan đến Phong Phi Vân, vậy cũng không liên quan gì đến hắn rồi, liền cười to nói. Phong gia quá lo lắng, đàn ông chúng ta chơi mấy nữ nhân thì có là gì, thê thiếp cả sảnh đường, mới có thể hiện ra bản sắc anh hùng. Ha ha, Tiêu huynh nói cực kỳ, chúng ta chính là đồng đạo. Phong Phi Vân cười to nói. Thích khách kia khẳng định vẫn còn ở trong Thánh Đình Chúa Tể Cung, chúng ta tiếp tục đi tìm. Chữ Gia Lâm sắc mặt khó coi. Mang theo bọn người Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão nghênh ngang rời đi. Nhìn bọn hắn đi ra khỏi Thiên Thụy Cung, Phong Phi Vân mới thở ra một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Nguy hiểm thật! Nếu thật sự bị chữ Gia Lâm chứng minh được hắn chính là người lấy đi Chúa Tể Đỉnh Tỳ, vậy thì Phong Phi Vân hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mao Ô Quy và Thánh Thực Quả từ trên xà nhà nhảy xuống, bội phục nói. Cửu Long Bão Trụ quả nhiên lợi hại. Một trụ đỡ năm trụ người khác. Hai đại gia, ngươi làm sao làm được, gia gia nói ngươi chính là đương thời đệ nhất nhân, cái gì là đệ nhất nhân a hát? Thánh Thực Quả hiếu kỳ mà nói. Phong Phi Vân lại không có tâm tư đùa giỡn với chúng, chậm rãi vươn một tay, một chỉ cái cửu túc đỉnh từ lòng bàn tay hắn bay ra, sau đó bị thu vào trong thiên quốc, đúng lúc này, Phong Phi Vân mới thật sự thở dài một hơi. Phong Phi Vân từ Thái A Cung trốn về ngay cả thời gian giấu Chúa Tể Đỉnh Tỳ đi cũng không có, nếu không phải vừa rồi chữ Gia Lâm luôn chú ý đến trên người Lan Phước Quận Chúa, không phải vội vã đi thăm dò bản thân các nàng, mà đến kiểm tra thân thể Phong Phi Vân, vậy thì Chúa Tể Đỉnh Tỳ nhất định sẽ bị bạo lộ. Cho nên nói, đây là việc thường tình của nam nhân A. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, một nữ nhân không mảnh vải che thân cùng một nam nhân không mảnh vải che thân nằm cùng một giường. Hắn trước hết nhất định sẽ tập trung lực chú ý lên người nữ nhân kia, từ đó sẽ tạo thành một loại nhầm lẫn về tư duy phán đoán. Phong Phi Vân lúc ấy tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nhớ lại, vẫn cảm thấy may mắn, thế cục Thánh Đình bây giờ thật sự quá nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ở bên ngoài Tiền Uy Môn Thánh Đình Chúa Tể Cung truyền đến từng tiếng chuông lớn chấn vang, vang vọng vòng trời. Cửa cung mở ra, thệ sư quốc yến đã bắt đầu. Từng chiếc xe hoa tràn vào Huyền Thông Thiên Cung, tước gia tước phủ khắp nơi mang theo thế tử, quận chúa liên tục tiến đến, được mời còn có một ít thành chủ tiên thành, lão tổ trung cổ thế gia, động chủ động thiên bí cảnh. Đều là đại nhân vật một phương cả. Long uy địa tước gia, những năm này ngươi đều trấn thủ ở vạn tộc chiến trường, thật là hiếm dịp gặp gỡ. 8.000 năm trước, Lăng Tiêu Đảo từ biệt, lần nữa nhìn thấy kiếm chủ đã bước vào đại hiền giả chi cảnh.
kiếm ý thần thông càng thêm tinh thâm, khiến lão hủ bội phục. Ha ha, đây không phải là Hoa Tiên Tử Vũ quận chúa, thật không hổ là đứng đầu thánh đình tam đại mỹ nhân, hôm nay sợ rằng muốn ở trên Thệ Sư Quốc Yến tìm được lang quân như ý rồi. Thệ Sư Quốc Yến nhìn như trang nghiêm túc mục, nhưng rất nhiều bá chủ quen biết mấy ngàn năm gặp nhau, vẫn hàn huyên với nhau, hoặc trò chuyện việc linh tinh, hoặc trò chuyện việc nhà, trò chuyện tâm đắc tu luyện. Phong Phi Vân đã sớm mặc quần áo, từ trong Thiên Thủy Cung đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, tối hôm qua đến sáng nay vẫn luôn đại chiến liên tục, chưa từng được yên tĩnh qua, ngay cả thân thể cường đại như hắn cũng có chút mỏi mệt. Thay đổi một thân hoa bào, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, trên đường đi chào hỏi với mọi người, gặp ai cũng lộ ra bộ dáng rất quen thuộc. Phong gia, hôm nay thật sự là anh vũ bất phàm. Sợ là lại khiến những tước phủ quận chúa và tiên thành thiên kim kia ý loạn tình mê rồi. Tiêu Bạch Lãng đã chào hỏi với Phong Phi Vân. Xe ngựa Diệp Hồng Cảnh tiến vào cửa cung, Lưu Tô Tử một thân áo tím, từ trong liễu xa hoa lệ đi xuống. Nàng đang mặc nữ trang, váy tím tươi đẹp, dáng người thon dài, eo thon hết sức nhỏ, vừa xuống xe liền có một đám tuổi trẻ tài tuấn vây tới hộ giá cho nàng, phàm là có tu sĩ trẻ tuổi dám tiếp cận nàng đều bị liên thủ đánh lui. Như quần tinh cùng nguyệt vậy. Phong Phi Vân xa xa trông qua, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, nói. Nam nhân bà này rõ ràng cũng có nhiều người truy cầu như vậy, thật đúng là kỳ quái. Tiêu Bạch Lãng cười nói. Đây chính là thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh, người thừa kế Diệp Hồng Cảnh tương lai, trước kia ngược lại nghe qua tên nàng, nhưng lại không biết nàng là một đại mỹ nhân, mấy ngày gần đây vẻ đẹp của nàng mới bị truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn. Liền trở thành nhân vật phong vân của Hánh Đình, mỹ mạo còn trên cả tam đại mỹ nhân Thánh Đình, giai nhân như thế, trước kia sao lại chưa nghe qua tên nàng chứ? Phong Phi Vân cười cười, trước kia Lưu Tô Tử đều là nữ giả nam trang, cơ hồ không ai thấy qua bộ dáng nữ trang của nàng, mỹ mạo không bị người biết được cũng là chuyện thường tình. Bất quá sao nàng lại đổi tính rồi? Cái này khiến Phong Phi Vân có chút kỳ quái. Lưu Tô Tử thấy được Phong Phi Vân, từ từ đi qua. Thải y trên người chập chờn, tóc dài đến eo, sau lưng có một đám tuổi trẻ tài tuấn đi theo. Thuộc hạ bái kiến thất quận chúa. Tiêu Bạch Lãng cúi đầu với Lưu Tô Tử, nhìn thấy tình huống không ổn, liền lập tức chuồn đi. Phong Phi Vân cũng cười nói. Ta đã sớm nói thất quận chúa nữ trang đẹp hơn nam trang mà. Loại lời này là một hạ nhân như ngươi có thể nói sao? Lưu Tô Tử thập phần không vui. Ta sao lại biến thành hạ nhân rồi? Ta chính là tỷ phu của ngươi mà. Phong Phi Vân cười nói. Lưu Tô Tử hừ lạnh một tiếng. Ngày đó ngươi chạy ra khỏi thước phủ hành quán thì đã không còn là người Diệp Hồng Cảnh nữa. Từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa. Tuyệt tình như vậy. Phong Phi Vân sờ lên mũi. Ngày đó cũng không phải hắn cố ý chạy ra thước phủ hành quán, mà là cùng bọn người Tất Ninh xuất đi cướp sạch thánh đỉnh bảo khố. Trong đó lại có không ít khúc chiết. Khiến cho Phong Phi Vân cũng không quay lại tước phủ hành quán. Lưu Tô Tử tự nhiên cho rằng Phong Phi Vân là chạy ra tước phủ hành quán, đầu phục thần thiên tước phủ, cho nên đối với Phong Phi Vân không có sắc mặt tốt. Tê hiểu tử, thất quận chúa cũng đã nói không chút quan hệ với ngươi rồi, ngươi sao còn không thuận theo không buông tha như thế, muốn chết phải không? Một vị thế tử tước phủ lạnh giọng liếc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chừng ngược lại hắn một cái, nói. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là ai? Ta chính là Đông Quan Cảnh Đại Thế Tử, ngươi nói ta là ai? Vị tước phủ thế tử kia nhìn Phong Phi Vân rất không thoải mái, gọi ra một kiện linh khí chiến binh, muốn đánh cho Phong Phi Vân thành tàn phế. Đại Thế Tử, cần gì phải chấp nhặt với một tên bán yêu, chúng ta đi. Đôi mắt Lưu Tô Tử hơi nháy, cười cười với Phong Phi Vân, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền có một đám tài tuấn nối đuôi sau nàng mà đi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của nàng, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, cảm thấy không hiểu thấu, mình cũng không làm gì, sao lại bị nàng vô duyên vô cơ chế nhạo vậy chứ? Phong Phi Vân, đây không phải là cô em vợ của ngươi sao, tại sao lại cười cười nói với người khác rồi? Tất Ninh xuất từ dưới bàn bò lên đi, vỗ lên bờ vai Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân nói, ngươi cũng được mời tham gia Thệ Sư Quốc Yến sao? Cái này... Ta leo tường vào đây, còn có ông ngoại ta, hắn đang ở bên đó. Ồ, người đâu, mới vừa rồi còn thấy hắn đang ăn gì đó mà. Tất Ninh xuất tìm kiếm khắp nơi một phen,
nhưng vẫn không tìm được Tất Mỗ ra, ngược lại thấy được bọn người Thiên Toán Thư Sinh, Vô Sắc Vô Tướng, Đông Phương Kính Thủy. Tất Ninh xuất lôi kéo Phong Phi Vân rất nhanh né qua, nấp vào một khu vực khác, nói. Ngàn vạn đừng để nhị thế tử bọn hắn nhìn thấy. Ngươi đoán chừng là sợ bị Tà Hồng Liên trông thấy a? Phong Phi Vân cười nói. Hừ, nơi trọng yếu thế này bọn hắn cũng không mang ta theo, ta cũng chỉ có thể tự mình đi tham gia náo nhiệt thôi. Tất Ninh xuất nói. Phong Phi Vân nói. Mấu chốt là ngươi là một kẻ cắp, nơi trọng yếu ai dám mang ngươi theo chứ? Thôi đi, đừng bẩn thỉu ta, vừa rồi tiểu di tử của ngươi cùng nam tử khác chuyện trò vui vẻ, sao cũng không mang theo ngươi thế. Tất Ninh xuất liếc Phong Phi Vân, sau đó cười hắc hắc, nói. Nếu không chúng ta cũng đi thông đồng mấy quận chúa và thiên chi kiều nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi. Cái này còn cần thông đồng sao? Dưới con mắt trợn mắt há hốc mồm của Tất Ninh xuất, rất nhanh Phong Phi Vân liền mang theo hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đi đi. Đều có tư sắc khuynh quốc khuynh thành, đúng là tiểu thánh công chúa và Lan Phước quận chúa. Như vậy sao, vị này không phải là một trong thánh đình tam đại mỹ nhân Lan Phước quận chúa sao? Tất Ninh xuất đối với Phong Phi Vân quả thực bội phục đến tột đỉnh, chỉ một phút đồng hồ đã thông đồng hai tuyệt sắc giai nhân, tốc độ này quả thực khiến không người nào có thể với tới. Phong Phi Vân mang theo Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa rêu rao khắp nơi, dẫn đến không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Rất nhiều người đều biết Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, hai vị thiên chi kiều nữ hoàng tộc sao lại đi cùng với bán yêu này, thật quái dị. Lưu Tô Tử đang nói chuyện với mấy vị tước phủ thế tử, nghe được tiếng nghị luận của mọi người liền không khỏi rời mắt về phía Phong Phi Vân, chứng kiến Phong Phi Vân ngồi trên một bàn ngọc, đang vui vẻ chạm gốc với Lan Phước quận chúa, vui vẻ ra mặt, bộ dạng thân mật nói không nên lời. Năm ngón tay Lưu Tô Tử nắm chặt. Sau đó liền đi về phía Phong Phi Vân nói. Đại Phong bán yêu, ngươi không phải không thích nữ nhân sao, sao giờ lại đi tai họa Lan Phước quận chúa người ta rồi? Ta cùng với Lan Phước quận chúa đang tâm tình nhân sinh, thất quận chúa, cứ gì lại nói ra lời này? Phong Phi Vân nắm lấy ngón tay tuyết trắng nhỏ nhắn của Lan Phước quận chúa nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Tay này lớn lên thật đẹp. Lưu Tô Tử âm thầm truyền âm nói. Phong Phi Vân ngươi có còn muốn sống không, hôm nay bên ngoài là thệ sư quốc yến, trên thực tế là thần thiên tước gia muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể đại vị, thần thiên tước gia một khi trở thành chúa tể, sẽ không còn gì cố kỵ, tất cả người trong hoàng tộc đều phải chết, hiện giờ tất cả mọi người đang phủi sạch quan hệ với người hoàng tộc, rời đi càng xa càng tốt, ngươi ngược lại tốt rồi, dám thông đồng với Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua nàng, cũng truyền âm nói. Thần thiên tước gia hôm nay không thể làm chúa tể được. Cái này cũng không phải ngươi nói là được. Lưu Tô Tử bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Phong Phi Vân quá tự cho là đúng. Ta hôm nay nói vậy là vậy. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười với nàng. Lưu Tô Tử nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền phẩy tay áo rời đi. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bỏ tay Lan Phước quận chúa xuống, thấp giọng nói bên tai nàng. Đi nói cho người trong hoàng tộc các ngươi biết, hôm nay tốt nhất đừng động thủ, bằng không thì sẽ có rất nhiều người chết đi đấy. Lan Phước quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đã muộn, trong bọn họ có một ít người đã dùng một ít thân phận đặc thù ẩn vào, giờ phút này mới ngăn cản bọn hắn. Thì đã trễ rồi. Hoàng tộc quả thật tồn tại rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối, có một tổ chức thống nhất, Lan Phước quận chúa chính là một trong số đó. Vậy thì chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, kéo lấy Tất Ninh xuất tiến vào trong một tòa cung điện bí mật, sau đó giao chúa tể đỉnh tỳ cho hắn. Tất Ninh xuất cầm chúa tể đỉnh tỳ trong tay y, cảm giác vạn phần trầm trọng, vừa nhìn đã biết đây là một báu vật vô giá, lập tức kích động. Phong huynh, ta cảm thấy cái đỉnh này không bình thường, tuyệt đối là đại bảo bối. Đây là trấn quốc thần khí của đệ lục trung ương vương triều, chúa tể đỉnh tỳ. Phong Phi Vân nói. Tất Ninh xuất như muốn rớt cằm xuống đất, nói. Không nghĩ đến Phong huynh lại là một người hùng hồn như vậy, loại bảo vật này. Ta nào có tài đức gì? Ha ha, xấu hổ không dám nương, nhưng nếu Phong huynh thật sự muốn tặng cho ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể thua vậy. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi bây giờ liền đưa chúa tể đỉnh tỳ vào thánh đình bảo khố, giao vào tay hộ thánh chiến thần, truyền thánh lệnh của thánh đình chúa tể,
thỉnh cường giả của hộ thánh nhất tộc ra. Tay Tất Ninh xuất run rẩy một phát, cảm giác đã bị Phong Phi Vân cho vào hố, nghiêm túc nói. Loại bảo vật cấp bậc này, ta không cần đâu. Phong Phi Vân lại đẩy về cho hắn, ánh mắt trầm xuống, nói. Dù sao hiện giờ toàn bộ mọi người trong Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung đều đang tìm Chúa Tể Đỉnh Tì mất trộm, hiện giờ Chúa Tể Đỉnh Tì ở ngay trong tay ngươi, nếu người thần thiên tước phủ biết rõ ngươi trộm đi Chúa Tể Đỉnh Tì, đến lúc đó. Ai? Mẹ nó, rõ ràng là ngươi đưa đồ chơi này cho ta mà. Tất Ninh xuất rất muốn ném cái đỉnh trong tay xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Phong Phi Vân cười nói. Thế nhưng mà ta không phải người của thần thâu môn, không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trộm đi Chúa Tể Đỉnh Tì. Mẹ nó, ngươi lừa ta. Tất Ninh xuất nói. Phong Phi Vân nói. An tâm chớ vội, việc này quan hệ trọng đại, ngươi có lẽ sẽ trở thành người cải biến toàn bộ lịch sử đệ lục Trung ương Vương Triều, suy nghĩ một chút xem. Tương lai trên sử sách ghi lại thần thâu môn Tất Ninh xuất đơn thương độc mã trộm đi Chúa Tể Đỉnh Tì, xuất nhập Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung như chỗ không người, cuối cùng thay đổi vận mệnh đệ lục Trung ương Vương Triều. Ngẫm lại xem, trên sử sách nếu ghi lại một bút như vậy thì ngươi có thể lưu danh muôn đời rồi. Tất Ninh xuất nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, sau đó nhìn Chúa Tể Đỉnh Tì trong tay, đã có chút động tâm rồi. Đột nhiên, một đạo bóng dáng màu xám bay ra, nhanh như lưu tinh. Dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy Chúa Tể Đỉnh Tì trong tay Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân biến sắc, tốc độ đối phương thật nhanh, thậm chí ngay cả hắn còn chưa kịp phản ứng thì Chúa Tể Đỉnh Tì đã bị cướp đi rồi. Ông ngoại, Tất Ninh Xuất nhìn chằm chằm vào Tất Mỗ Gia đứng ở cạnh góc tường. Tất Mỗ Gia cấm lấy Chúa Tể Đỉnh Tì, hai tay không ngừng vút ve trên đỉnh tì, hai mắt tỏa sáng nói. Đây quả thật là Chúa Tể Đỉnh Tì trong truyền thuyết. Ta rõ ràng trộm Chúa Tể Đỉnh Tì đến tay rồi, chuyện này nếu truyền đi, danh khí thần thâu môn ta khẳng định sẽ phóng đại. Tất Ninh xuất ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói. Ông ngoại, đây không phải là ngươi trộm mà. Tất Mỗ Gia liền tranh thủ cất Chúa Tể Đỉnh Tì vào, nói. Đây chính là cơ hội tốt để lưu danh muôn đời, cháu trai, ngươi đừng có đoạt với ta, giờ ta sẽ mang Chúa Tể Đỉnh Tì đến Thánh Đỉnh Bảo Khố. Thời điểm ra ra ta danh chấn thiên hạ đã đến rồi. Trong lòng Tất Ninh Xuất vẫn còn có chút lo lắng, vội đuổi theo. Phong Phi Vân thở dài một hơi thật sâu, hai ông cháu này thật đúng là đủ hiếm thấy, hiện giờ chỉ có thể hy vọng bọn hắn kịp thời đưa Chúa Tể Đỉnh Tì đến Thánh Đỉnh Bảo Khố thôi. Khi Phong Phi Vân đi ra, thì trên quảng trường bên ngoài đã có rất nhiều khách mời đến, nhưng phần lớn đều là người trẻ tuổi, đại nhân vật cấp bậc tước gia đều đi tòa cung điện lở lửng trên bầu trời kia. Phổ Thiên Tước Gia đệ thập nhị Trung ương Vương Triều Giá Lâm. Bạch Nhạn yêu tộc hóa thần yêu vương đến. Nguyên một đám đại nhân vật tiến đến, còn có vương giả yêu tộc Giá Lâm, toàn bộ Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung đều sôi trào lên. Phong Phi Vân nhìn thấy một tiên ảnh bay vào TTH Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung, nàng mặc tiên y màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, như lưu tinh xuyên thẳng qua trong hư không, lóe lên rồi biến mất. Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân rõ ràng trông thấy Hiên Viên Nhất Nhất lướt qua trước mắt hắn, nhưng chỉ nháy mắt nàng lại biến mất vô tung, tốc độ quả thực nhanh đến có chút dọa người. Chẳng lẽ nhìn hoa mắt? Phong Phi Vân, ta phụng thánh thần chi mệnh, lần này nhất định phải mang ngươi đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở sau lưng Phong Phi Vân, mang theo một cái mũ rộng vành màu trắng, che khuất tiên nhan nghiêng thế, yên tĩnh như một cây tiên hòa, trên người tản mát ra một tia thánh mang. Mang đến cảm giác cực kỳ yên lặng. Phong Phi Vân xoay người, nhìn nàng một cái, cười nói. Mấy ngày không gặp, tu vị thánh nữ điện hạ lại tiến một bước dài, chẳng lẽ là tiến nhập Niết Bàn đệ bát trọng rồi sao? Tu vi của ngươi cũng không yếu hơn trước kia. Phong Phi Vân có Phượng Hoàng Thiên Nhãn, Hiên Viên Nhất Nhất cũng có Thông Minh Đạo Tâm, tuy rằng nàng nhìn không ra Phong Phi Vân có phải đã tiến nhập Niết Bàn đệ cửu trọng không, nhưng có thể khẳng định là tu vi của hắn cường đại hơn rất nhiều. Khẳng định đã đi vào Niết Bàn đệ bát trọng. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Lần này sau khi ta trở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã bị Thánh Thần trách phạt. Nha! Phong Phi Vân nói. Bởi vì ta tu luyện Thánh Tính Thiên của Tâm Ngự Tính Tâm Kiếm Điển. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân cười nói. Loại chuyện bí ẩn này, người rõ ràng nói cho Thủy Nguyệt Đình, nàng không giết ngươi, đã coi như không tệ rồi. Hiên Viên Nhất Nhất đã quen Phong Phi Vân bất kính với Thánh Thần, tên bán yêu này chính là một cuồng đồ to gan lớn mật, nói.
Thánh thần nói, trước khi không bước vào vũ hóa cảnh, cưỡng ép tu luyện thánh tính thiên sẽ khiến đạo tâm bất ổn, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sẽ gia tăng gấp 10 lần. Thế nhưng ngươi cũng không tẩu hỏa nhập ma mà. Phong Phi Vân nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Đó là bởi vì thánh thần tự mình thay ta củng cố tu vị, hao phí ngàn năm nguyên lực. Phong Phi Vân khinh thường nói. Thủy Nguyệt Đình là một nữ nhân ích kỷ, nàng làm như vậy, nhất định là muốn lợi dụng ngươi. Thánh thần không phải người ích kỷ, nếu ngươi còn dám khinh nhờn thánh thần, ta hôm nay sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Phong Phi Vân cũng không nói thêm gì, thật lâu sau, nói. Là nàng bảo ngươi đến bắt ta sao? Thánh thần chỉ muốn mời ngươi đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh làm khách thôi. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân mỉa mai nói. Nàng chỉ sợ là muốn biết vì sao ta lại biết được bí mật tâm ngự tính tâm kiếm điển, sau đó lại diệt khẩu ta thôi. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, cảm thấy Phong Phi Vân quá cực đoan, nghĩ mọi người quá xấu. Đúng lúc này, trên thiên mạc có một mảnh mây đen đè ép xuống, lập tức liền khiến vòm trời trở nên đen tối, có vô số tia chớp và lôi đình đan vào, một đạo điện mang to như chén ăn cơm từ trên trời đánh xuống, đánh thẳng xuống thánh đỉnh chúa tể cung. 3. Phía trên thánh đỉnh chúa tể cung xuất hiện một màn hào quang nửa hình tròn, bao trùm lại trọn cả thiên thành, điện mang đánh lên đó chấn cho màn hào quang run lên kịch liệt. Màn hào quang này chính là trận pháp thiên mạc của thánh đỉnh chúa tể cung, do 999 tòa trận pháp kết nối thành, có thể nói là cực bích bất phá. Nhưng tầng trận pháp thiên mạc này lại bị điện quang trên trời đánh cho chấn động kịch liệt, bởi vậy có thể thấy được lực hủy diệt của đạo điện quang kia lớn đến mức nào. Trong thánh đỉnh chúa tể cung truyền ra một tiếng hừ lạnh. Hôm nay đệ lục trung ương vương triều cử hành quốc yến, bọn đạo trích các nơi lại dám tiến đến quấy rối. Trên tầng mây, một nam tử mặc ngân giáp lỗi lạc mà đứng, chung quanh thân thể có một đầu vạn trượng kim long xoay quanh, dưới chân dẫm một đầu đại bằng lớn, có một cổ uy thế bế nghễ thiên hạ. Thân thể đại bằng không biết khổng lồ đến cỡ nào, chật ních toàn bộ vòng trời, cánh khẽ vỗ, toàn bộ trung đỉnh tinh đều nổi lên vòi rồng. Đệ lục trung ương vương triều chính là thiên hạ của Long Gia ta, lại bị gian nhân cầm giữ quyền hành triều đình, hôm nay anh kiệt Long Gia ta là đến diệt trừ phản tặc. Ngân giáp nam tử kia hai tay căng ra, ở giữa thiên địa, vô số điện quang đều tụ tập tới hai tay hắn, cánh tay chém xuống, một đạo điện long càng thêm to lớn từ phía trên rơi xuống, đánh cho trận pháp thiên mạc của thánh đỉnh chúa tể cung cũng nứt ra một khe hở. Một đạo điện mang từ trong khe hở rơi xuống. Bắn ngược một tòa tế đàn trong thánh đỉnh chúa tể cung, bên trong tế đàn đổ ra đại lượng đồng dầu hỏa hồng, như là nham tương chảy khắp bốn phía, rất nhiều cung điện đều bị thiêu đốt lên. Cường giả Long Gia quay về. Phong Phi Vân nhìn qua tầng tầng mây đen trên thiên mạc, lầu bầu nói. Hoàng tộc lại có cả cường giả bực này, thật đúng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Ngưng cho ta. Thiên quan đạo nhân tự trên cung khuyết đi ra, một cước giẫm trên mặt đất. Một cổ hàn khí trùng kích ra ngoài, đông lại như đồng dầu đang thiêu đốt kia, hàn khí bao trùm toàn bộ thánh đỉnh chúa tể cung. Thiên quan đạo nhân ăn mặc đạo bào, tay niết phất trần, liếc qua ngân giáp nam tử trên trời cao, nói. Người làm loạn quốc yến, tội đáng chém. Người làm loạn đệ lục trung ương vương triều là các ngươi, thiên quan đạo nhân, ngươi không làm đạo sĩ của ngươi đi, lại chạy đến làm chó cho thần thiên tước phủ. Ta đến thay Thái Hoàng Nhân Tổ Động Thiên, thanh lý môn hộ. Ngân giáp nam tử vô cùng ngạo nghễ, khí thôn sơn hà, lại muốn đánh một trận với thiên quan đạo nhân. Phải biết rằng thiên quan đạo nhân chính là một trong ba người đáng sợ nhất dưới trướng thần thiên tước gia, tu vị cao thâm mà chắc, ngay cả một ít tước gia tước phủ cũng kiêng kỵ ba phần, ngân giáp nam tử đột nhiên giết ra này sẽ là đối thủ của thiên quan đạo nhân sao? Phong Phi Vân thấp giọng dò hỏi. Thái Hoàng Nhân Tổ Động Thiên là nơi nào? Phong Phi Vân đối với tất cả thế lực lớn của nhân loại cũng không hiểu rõ lắm, nhưng loại nhân vật như thiên quan đạo nhân mà cũng sư thừa Thái Hoàng Nhân Tổ Động Thiên, Phong Phi Vân thật sự không thể không hiếu kỳ. Hiên Viên Nhất Nhất nói, cái gọi là Nhân Tổ Động Thiên, chính là nơi từ thời tổ tiên nhân loại đã bắt đầu truyền thừa xuống, không ở trong thế giới thật sự, cũng không ở trong hư không mênh mông, mà ở vào độc lập thiên do tổ tiên nhân loại mở. Được xưng là Nhân Tổ Động Thiên, mỗi một tòa Nhân Tổ Động Thiên đều không phải chuyện đùa, áp đảo trên Trung ương Vương Triều, có địa vị thần thánh không thể mạo phạm. Lại nói, bình thường mà nói Nhân Tổ Động Thiên sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa nhân loại các tộc, chỉ khi nào đến lúc nhân loại sinh tử tồn vong bọn hắn mới xuất hiện.
Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, thì ra trong nhân loại còn tồn tại che giấu như vi át. Đôi đồng tử thiên quan đạo nhân như Ngọc Châu đánh bóng mà thành, bắn ra hai đạo ngọc mang thông thiên, bay thẳng trời cao. Khẩu khí thật lớn, muốn giao thủ với ta, trước báo danh ra đi. Gia chủ Long Gia Phiêu Miểu Thần Triều, Long Ngạo Thiên. Thanh âm ngân giáp nam tử như long ngâm, chấn động toàn bộ thánh đình. Phiêu Miểu Thần Triều. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu niệm một câu, cái tên này ngược lại đã nghe qua, ở kiếp trước hắn từng đi qua chỗ kia. Phiêu Miểu Thần Triều chính là quốc gia khổng lồ nhất của nhân loại. Đối với tuyệt đại đa số cường giả yêu tộc mà nói, nhận thức đối với nhân loại cũng chính là Phiêu Miểu Thần Triều. Ở kiếp trước của Phong Phi Vân, kỳ thật hắn cũng cho rằng Phiêu Miểu Thần Triều chính là đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, căn bản chưa nghe qua cái gì mà Thần Tấn Vương Triều, thậm chí ngay cả Đệ Lục Trung Ương Vương Triều cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Đối với những yêu tộc cường đại kia mà nói, Phiêu Miểu Thần Triều đã tụ tập hơn 80% cường giả nhân loại, đại biểu cho cả nhân loại bách tộc. Mà ở quốc gia nhân loại, Phiêu Miểu Thần Triều cũng được xưng là đệ nhất Trung Ương Vương Triều. Trung ương vương triều khác, đệ lục trung ương vương triều cũng tốt, đệ bát thập trung ương vương triều cũng tốt. Tu sĩ ở những trung ương vương triều này sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định phần lớn đều đi Phiêu Miểu Thần Triều một lần, có thể lăn lộn ra chút địa vị ở Phiêu Miểu Thần Triều mới xem như đã trở thành nhân vật cao cấp nhất toàn bộ nhân tộc. Thánh Đình Long Gia chính là chủ nhân của đệ lục trung ương vương triều, ở Phiêu Miểu Thần Triều tự nhiên có chi nhánh. Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện này chính là gia chủ chi nhánh Long Gia ở Phiêu Miểu Thần Triều. Long Ngạo Thiên sau khi nói ra mấy chữ này đã tạo thành chấn động rất lớn, đặc biệt là hắn đến từ Phiêu Miểu Thần Triều, thuộc về một vị gia chủ của V, khó trách bá đạo như thế. Thiên quan đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nơi này chính là đệ lục trung ương Vương Triều, Long gia chủ trở về, không phải là muốn đoạt chúa tể vị với chiêu thánh đình chúa tể hiện giờ đấy chứ. Long Ngạo Thiên ta nếu để ý chúa tể vị, từ một vạn năm trước đã trở về làm vị trí này rồi, ta chỉ là không quen nhìn bọn đạo trích các ngươi làm bẩn hoàng quyền, nhục tử tôn Long gia ta thôi. Long Ngạo Thiên đứng trên đám mây, chắp hai tay sau lưng, hai mắt bế nghế, mi tâm bốc lên kim quang, chim đại bàng dưới thân cũng phát ra tiếng kêu vang vọng giữa thiên địa. Vậy thì phải xem ngươi có bổn sự kia không đã. Thiên quan đạo nhân hướng phất trần trong tay lên trời. Hơn vạn đạo bạch ti phóng lên trời, động phá tầng mây, xuyên thủng thân thể chim đại bàng dưới chân Long Ngạo Thiên, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Đại bàng phát ra một tiếng gào thét, thanh âm chấn sập rất nhiều cung điện trong trung đình tinh, có rất nhiều người tu vị thấp bị chấn ngất đi. Long Ngạo Thiên điểm ra một ngón tay, trên cánh tay, một đầu cự long màu vàng bay ra ngoài, đụng vào một chỗ với phất trần của thiên quan đạo nhân, phát ra tiếng ầm ầm. Loại chiến đấu cấp bậc này thập phần khủng bố, trên thiên mạc tùy tiện rớt xuống một đạo khí lãng cũng có thể bắn chết một người ngay. Giết, chém giết thần thiên tước gia, Thanh Quân Trắc, Chu Cẩu Tặc. Một ít khách mời trong thánh đình chúa tể cung đến dự tiệc bỗng nhiên ra tay, đánh ra mấy trăm kiện linh khí, đánh nát cửa cung, lại có nhóm lớn cường giả giết vào thánh đình chúa tể cung, trong đó có không ít nhân vật cấp bậc đại hiền giả. Chữ sư đạo, đi nhận lấy cái chết. Chữ sư đạo chính là danh tự của thần thiên tước gia. Một tăng nhân trước ngực treo 108 khỏa Phật châu đánh ra một trường, đánh ra một kim thủ ấn cự đại, giết chết mấy trăm vạn thánh vệ quân, sau đó đánh tới trong thánh đỉnh chúa tể cung. Nhị thế tử chữ gia lâm của thần thiên tước phủ ngồi trên một tòa kim liễn, nhìn qua những tu sĩ giết vào thánh đỉnh chúa tể cung kia, chỉ khinh miệt cười. Các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn a hát, nơi này chính là thánh đỉnh chúa tể cung. Cung khuyết thần điện của Long gia các ngươi, hiện giờ lại bị các ngươi làm hỏng rồi, các ngươi không đau lòng, ta lại thấy đau lòng đấy. Trước chảm tiểu nhân, sau lại chảm lão nhân. Vị tăng nhân kia như nộ mục kim cương, làn da trên người biến thành màu vàng, một quyền đánh tới nhị thế tử. Người xuất gia tính tình còn táo bạo như vậy, thật là khiến người thất vọng. Chữ Gia Lâm cười nói. Một thanh y nam tử từ sau lưng chữ Gia Lâm đi ra, chậm rãi xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay hiện ra hấp lực như lỗ đen, giữ lấy nắm đấm của tăng nhân kia lại. Hắc ám kinh, ngươi là Tam Mộc Nhân Tước. Tăng nhân kia cắn răng thật chặt, gọi ra thân phận thanh y nam tử. Thanh y nam tử mỉm cười. Long gia vận số đã hết, các ngươi tội gì còn phải uổng mạng. Ta chính là người Long gia, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tăng nhân lớn tiếng kêu lên.
không cam lòng cũng không có cách nào. Thanh y nam tử lắc đầu, trong nắm ngón tay lao ra vầng sáng màu đen, cánh tay tăng nhân kia lập tức biến thành bột mịn, sau đó là lồng ngực, đầu lâu, hai chân, cuối cùng biến thành huyết sa trên đất. Chữ Gia Lâm cười nói, hắc ám kinh của Tam Mộc Nhân Tước gia đã đạt đến đệ bát trọng, thật sự là thật đáng mừng, Tam Mộc Nhân Tước cũng vì thần thiên tước phủ làm việc, không lâu sau, Tam Mộc Nhân Tước phủ sợ rằng sẽ trở thành địa tước phủ rồi. Thanh y nam tử cười cười, nói, vậy còn cần nhị thế tử nói tốt nhiều hơn trước mặt tước gia, bổn tước hiện giờ sẽ đi thánh cảnh đấu vực điều khiển đại quân tiến đến trấn áp phản loạn, lần này nhất định phải một mẻ hốt gọn đám loạn đảng long gia kia. Trên mặt thanh y nam tử lộ dáng tươi cười âm trầm, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang thanh sắc, bay ra khỏi thánh đỉnh chúa tể cung. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa nhìn xem màn này, con mắt có chút nhíu lại, nói. Nguy rồi, lần này thần thiên tước gia sợ rằng không chỉ đơn giản là muốn trở thành thánh đỉnh chúa tể, chỉ sợ còn muốn dẫn những tinh anh long gia kia đến, sau đó một mẻ hốt gọn. Thiên Viên Nhất Nhất đứng ở bên người Phong Phi Vân, áo trắng bồng bềnh, như ẩn trong sương mù, nói. Phồn vinh cũng tốt, suy sụp cũng thế, đây đều là biển hiện bình thường của thế gian, thánh đình long gia đã mục nát, tự nhiên sẽ có cường giả mới thay thế nó, đây là mệnh số vạn vật sinh lợi, chúng ta không ai có thể thay đổi được, cũng không cần đi thay đổi. Phong Phi Vân lắc đầu, cảm giác mình và Hiên Viên Nhất Nhất về mặt câu thông có chướng ngại, theo nàng thấy thì thế giới phát triển như thế nào đều không quan hệ đến nàng chỉ là một tu sĩ siêu thoát ngoài thế tục. Truy cầu chính là tiên đạo, mà không phải là ham muốn hưởng thu vật chất. Lại nói ngươi sao ngươi cứ theo cạnh ta thế, không phải ngươi yêu mến ta đấy chứ? Phong Phi Vân nói. Hiên Viên Nhất Nhất thản nhiên nói. Ta phụng mệnh thánh thần, vô luận như thế nào cũng phải dẫn người đi thủy nguyệt thiên cảnh, ngươi có thể lựa chọn hiện giờ liền theo ta. Vậy ngươi cứ theo đi. Phong Phi Vân cảm thấy chuyện ngày hôm nay có kỳ quặc, bay ra thánh đỉnh chúa tể cung, đuổi theo Tam Mộc Nhân Tước. Nếu Tam Mộc Nhân Tước thật là đi điều động đại quân tiến đến trấn áp thánh đình phản loạn, vậy thì hôm nay tinh anh thánh đình long gia chỉ sợ đều phải chết hết. Tuy rằng Phong Phi Vân cảm thấy chủ nhân thánh đình ai làm cũng như nhau, nhưng lòng hắn lại có một ý nghĩ khác, đó chính là để Long La Phù trở thành thánh đình chúa tể đệ lục trung ương vương triều. Long La Phù hiện giờ mang bầu con của hắn, hơn nữa còn là thần thai, muốn thai nghén thần thai cần đại lượng thần tính linh tụy, hao phí đại lượng tài nguyên. Nếu nàng có thể trở thành thánh đình chúa tể, vậy thì tài nguyên có thể điều động chính là cuồn cuộn không dứt, hoàn toàn đủ để uẩn dưỡng thần thai. Cho nên sâu trong nội tâm Phong Phi Vân thật ra có chút nghiêng về giúp người Long gia, rất không hy vọng thần thiên tước gia trở thành thánh đình chúa tể. Phong Phi Vân hiện giờ chính là niết bàn đệ cửu trọng, thi triển luân hồi tật tốc đến cực hạn, sau khi bay ra thánh đình mấy vạn dặm rốt cục đã đuổi theo kịp Tam Mộc Nhân Tước. Tam Mộc Nhân Tước vốn đang hăng hái phi hành, bay về phía đại quân chú đóng, đột nhiên trên mặt lộ ra vui vẻ, tốc độ chậm dần, thân thể rơi xuống đỉnh một ngọn núi, nói. Từ thánh đình một mực đến đây, tốc độ của các hạ thật sự không phải nhanh bình thường a. Tam Mộc Nhân Tước đáp xuống đất, toàn bộ ngọn núi đều dùng hợp thành một thể với hắn, thân thể như cùng đại địa luyện thành một mảnh vậy. Xôn xao. Phong Phi Vân từ phía trên thương khung bay xuống, đứng ở trên hư không, dưới chân nổi lên một đám mây màu. Chắp tay cúi đầu với Tam Mộc Nhân Tước, nói. Ta chính là Bổ Thiên Các Phong Phi Vân, giám thị toàn bộ thánh đình, tước gia, người vội vã chạy đi như vậy là muốn đi nơi nào thế? A hát, thì ra là người Bổ Thiên Các. Trong lòng Tam Mộc Nhân Tước có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua cũng không quá trăm tuổi, nhưng tốc độ rõ ràng có thể đuổi theo hắn. Bổ Thiên Các không hổ là nơi thiên tài nhân kiệt tụ tập. Thỉnh tước gia trả lời vấn đề của tại hạ. Bằng không thì ta chỉ có thể cho rằng tước gia là cùng bọn với phản tặc đấy. Phong Phi Vân nghĩa chính ngôn từ mà nói. Tam Mộc Nhân Tước chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa trời cao, ngạo nghễ tự nhiên, khinh thường nói. Tiểu tử, các chủ các ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, bổn tước có sứ mạng trọng yếu nơi thân, cút sang một bên đi, làm trễ nãi thời gian của bổn tước, coi chừng đầu ngươi khó giữ đấy. Phong Phi Vân vẫn đứng ở đó. Cũng không thả Tam Mộc Nhân Tước rời đi, trên người bốc cháy lên hỏa diễm, hừng hực mặc dù đối mặt chính là một vị tước gia cũng dám đánh một trận. Cút ngay! Tam Mộc Nhân Tước chứng kiến không ngừng có tu sĩ bay tới thánh đình, biết rõ Long gia lại có tinh anh đại quân quay về, e sợ cho thánh đình có biến, rốt cục cực kỳ giận dữ,
vung lên cánh tay, quất một tát với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại ra tay, tế ra bát quái đạo ấn, điều động lực lượng toàn thân, đánh đạo ấn về phía Tam Mộc Nhân Tước. Tam Mộc Nhân Tước vốn chỉ muốn đánh lui Phong Phi Vân, cũng không sử dụng toàn lực, nhưng sau khi hắn cảm giác được hủy diệt lực từ trên bát quái đạo ấn truyền đến liền lập tức cảm giác được không ổn, lực lượng tiểu tử này thật cường địa. Hắn muốn lại gia tăng lực lượng nhưng đã muộn. Oanh! Tam Mộc Nhân Tước lại bị bát quái đạo ấn bắn cho lui về sau hơn 10 dặm xa, tuy rằng không chính thức làm bị thương hắn, nhưng cái này đối với một vị tước gia mà nói đã là chuyện cực kỳ nhục nhã, rõ ràng bị một tiểu bối cho đánh lui, chuyện này nếu truyền đi, còn không khiến người trong thiên hạ cười đến rớt răng sao. Phong Phi Vân lại có chút thất vọng, không hổ là một vị tước gia, mình đã đạt đến niết bàn đệ cửu trọng rồi. Vốn cho rằng một kích toàn lực xuất kỳ bất ý của mình có thể kích thương đối phương, nhưng lại chỉ có thể đánh lui hắn. Đây là lực lượng của chư hầu một cảnh. Phong Phi Vân cũng không sợ hãi, một kích đắc thủ, lần nữa đánh ra một kích, không chút cho Tam Mộc Nhân Tước cơ hội thở dốc. Chỉ là một tiểu bối niết bàn cảnh cũng dám ra tay với ta, một ngón tay của ta cũng có thể niết chết ngươi. Tam Mộc Nhân Tước hoàn toàn bị chọc giận, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Xuyên phá trời cao, chém tới Phong Phi Vân. Trong đó một đạo tinh mang đánh lên bát quái đạo ấn, đánh rơi bát quái đạo xuống, chìm vào lòng đất. Phong Phi Vân dẫm luân hồi tật tốc, thân thể không ngừng nhảy lên, trong đan điền, một đoàn thánh linh chi khí hăng hái vận chuyển, một đạo thánh linh chi khí từ bên trong cánh tay của hắn chém ra ngoài, chém bay một sợi tóc của Tam Mộc Nhân Tước. Khí tức thánh linh, ánh mắt Tam Mộc Nhân Tước ngưng tụ, chợt trở nên thận trọng. Biết rõ tình huống có chút quỷ dị, căn cứ theo kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của hắn, như thế nào cũng cảm thấy Phong Phi Vân là cố ý đến ngăn cản hắn đi điều động quân đội. Ngươi đến cùng là người nào? Tam Mộc Nhân Tước trầm giọng nói. Ta không phải đã nói ngươi biết rồi sao, ta chính là người đến đuổi bắt ngươi. Phong Phi Vân gọi về bát quái đạo ấn, bên trong đạo ấn toát ra hai loại vầng sáng hắc bạch thủ hộ thân thể của hắn. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Tam Mộc Nhân Tước tuy rằng nhìn ra tu vị Phong Phi Vân không chỉ đơn giản là niết bàn cảnh, nhưng hắn có tự tin của hắn, một khi chính thức động thủ liền có thể đơn giản trấn áp Phong Phi Vân. Vậy sao? Trong tay Phong Phi Vân nhiều ra một quả trái cây màu đen, quả này rất cổ quái, toàn thân đều là gai, trên vỏ lưu động lấy sáng bóng kim loại. Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở trên tầng mây đàng xa, nhìn chằm chằm vào trái cây trong tay Phong Phi Vân, trong miệng phát ra một tiếng u thán. 3. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, trái cây màu đen từ trong tay của hắn bay ra ngoài, tốc độ nhanh như một đạo quang, Tam Mộc Nhân Tước còn chưa kịp phản ứng, ngực đã như bị núi lớn đụng phải, ngũ tạng lục phủ đều chấn động kịch liệt, thân thể bị đánh bay ra ngoài, lún vào một tòa núi lớn. Nhị đại gia, có đánh chúng không? Trái cây màu đen lại bay trở về trong tay Phong Phi Vân. Cái này, hẳn là đánh chúng rồi. Bành! Tam Mộc Nhân Tước nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong lòng núi bay ra, đánh nổ tòa núi lớn kia, ném về phía Phong Phi Vân. Lại đến. Phong Phi Vân lần nữa ném thánh thực quả ra ngoài, thánh thực quả đập vỡ sơn thể, lần nữa oanh kích lên người Tam Mộc Nhân Tước, lần này đánh vào mặt Tam Mộc Nhân Tước, khiến mũi như xẹp xuống, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Xia, à, âu 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 âu. Tam Mộc Nhân Tước phẫn nộ rồi, lau sạch sẽ máu tươi trên mặt. Đây quả thực quá đáng giận, rõ ràng bị một tiểu bối đánh cho mặt mũi bầm dập, một thanh chiến kiếm từ trong thân thể bay ra, kiếm khí tràn ngập giữa toàn bộ thiên địa. Một kiếm này căn bản không cách nào né tránh, thần thức Tam Mộc Nhân Tước đã hoàn toàn tập trung lấy Phong Phi Vân. Một kiếm bắn Phong Phi Vân bay ra ngoài. Phong Phi Vân cũng bị thương rất nặng, trên thân khắp nơi đều là vết kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, cho dù có bát quái đạo ấn thủ hộ cũng không hữu dụng, chênh lệch tu vị giữa cả hai quá lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh một trận với bổn tước, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Trên người Tam Mộc Nhân Tước lao ra một mảnh khói đen, bao lấy thân thể, khói đen ngưng tụ thành từng đạo long xà hư ảnh, xuyên thẳng qua trong hư không. Xem ra chỉ có thể sử dụng bán thánh lệnh phù rồi. Ánh mắt Phong Phi Vân trầm xuống, lấy ra một tấm lệnh phù. Đúng lúc này, bầu trời trở nên âm u, một phiến ma vân đè ép qua, một tầng, khiến bầu trời cũng như bị đè thấp xuống. Trong không khí, thổi gió lạnh không kiêng nể gì cả, lộ ra một cổ mùi vị huyết tinh. Phong Phi Vân và Tam Mộc Nhân Tước thần sắc đều trở nên ngưng trọng,
nhìn qua ma vân đột nhiên thổi qua, không biết là địch hay bạn, bộ dáng cực kỳ đề phòng. Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở đằng xa, lông mày kẻ đen có chút nhếch lên, cổ kiếm trên lưng phát ra tiếng kêu to, đây cảnh giác hộ chủ do cổ kiếm phát ra khi cảm nhận được nguy hiểm. Nữ ma mặc một bộ trường bào, bọc lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh, từ trên ma vân bay ra, dung nhan lãnh diễm, mi tâm vẽ lấy ánh trăng xa, như một ma vương xuất thế, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Phong Phi Vân, trong khoảng thời gian này ngươi đã chạy đi đâu thế? Tam Mộc Nhân Tước vốn chuẩn bị ra tay chấn giết Phong Phi Vân, cũng bởi vì sự xuất hiện của nữ ma mà càng thêm cảnh giác, chiến kiếm trong tay lơ lửng lên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn. Hắn từ trên người nữ ma cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, nữ nhân này không dễ chọc. Phong Phi Vân đại hỉ nói. Nữ ma đại nhân, người đến đúng lúc lắm, nhanh giúp ta bắt nghịch tặc. Phong Phi Vân cất bán thánh lệnh phù vào, thứ này cũng không thể dùng tùy tiện được, dùng một lần lệnh phù sẽ hao tổn một lần, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng linh thạch. Nữ ma giống như một hắc ám nữ vương, có chút liếc qua Tam Mộc Nhân Tước, trong mắt đẹp mang theo hàn ý đầm đặc, nói. Hắn chính là một vị tước gia, quyền cao chức trọng, tu vị rất mạnh, vì sao ta phải đối địch với hắn? Tam Mộc Nhân Tước sau khi nghe được lời của nữ ma liền chợt khoan thai tự đắc, lãng tiếng cười dài, ngạo nghễ nói. Người không trêu chọc bổn tước mới là người thức thời. Phong Phi Vân nói. Có nghe được không, hắn nói ngươi không dám trêu chọc hắn, hơn nữa nói ngươi là người thức thời, nữ ma đại nhân, hắn xem thường ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi có thể nhẫn nhịn được sao? Phong Phi Vân châm ngòi thị phi đã quá rõ ràng rồi, nữ ma tự nhiên nghe ra được, sẽ không dễ dàng mắc mưu của hắn, nhưng nàng cũng biết Tam Mộc tước gia này thật sự quá ngông cuồng rồi, quả thực còn cuồng hơn cả nàng, lý nào lại như vậy? Tam Mộc Nhân Tước nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu, cười nói. Bổn tước chính là một phương cảnh chủ, ra lệnh một tiếng ngàn vạn vực chủ đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, các ngươi tốt nhất là nên lập tức lui sang một bên, nếu làm trễ nãi đại sự của bổn tước, các ngươi ai cũng khó đảm đương nổi. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Lông mày nữ ma quét ngang, một sợi tóc dài trên đầu, như là một cây roi, trực tiếp quất vào trên người Tam Mộc Nhân Tước, đánh cho Tam Mộc Nhân Tước bay ra xa hơn 10 dặm. Tiện nhân, ngươi dám ra tay với bổn tước sao? Tam Mộc Nhân Tước định trụ thân hình, càng tức giận hơn. Bình thường bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều phải quỳ xuống hành lễ, coi như là thần thiên tước ra cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng ở chỗ này lại liên tiếp chịu nhục, nào còn uy nghiêm của một phương tước ra nữa. Phong Phi Vân nói. Hắn mắng ngươi tiện nhân kìa. Nữ ma lạnh mi túc mục, hít một hơi thật sâu, nói. Phong Phi Vân, xem ở phân thượng ngươi đã giúp ta mấy lần này ta liền giúp ngươi một lần. Nữ ma khẽ vươn tay, nửa tòa cổ tháp túa ra, lơ lửng trong lòng bàn tay trắng muốt, trong cổ tháp truyền ra một cổ khí tức phong cách cổ xưa mà mênh mông cuồn cuộn, tầng mây trên vòm trời nhao nhao bị hút qua, toàn bộ thanh minh đều không còn một mống. Phía trên mảnh đại địa này, chỗ có sinh vật đều bị cổ khí tức kia hù sợ, như một vị chân thánh hàng lâm mảnh đại địa này vậy. Thánh linh khí mãnh của đạo môn trong truyền thuyết, Thiên Tôn Vô Lượng Tháp. Hiên Viên Nhất Nhất vội vàng lui về phía sau 300 dặm, trên lưng cổ kiếm tự động bay ra đến, ngưng tụ thành một tòa kiếm vực, thủ hộ ở bản thân. Phong Phi Vân cũng rất xa thối lui, nữ ma đầu này một khi đại khai sát giới thì không hề phân biệt, có ít lúc ngay cả người một nhà cũng sẽ bị nàng đả thương. Nửa kiện thánh linh khí mãnh. Tam Mộc Nhân Tước sắc mặt đại biến, trong nội tâm vô cùng hối hận, sao lại trêu chọc phải nữ ma đầu này chứ? Lúc này hối hận tự nhiên không làm được gì nữa rồi. Hắn có thể trở thành cảnh chủ một cảnh tự nhiên cũng có tu vị cao thâm mà chắc, chiến kiếm trong tay hắn chính là thập ngũ phẩm linh khí, cũng thuộc về linh khí cấp bậc đỉnh tiêm. Kiếm khí trên thân chiến kiếm càng thêm hung mãnh, mỗi một đám kiếm khí đều hóa thành một thanh cổ kiếm, ngàn vạn cổ kiếm xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. Vạn kiếm quy nhất, Tam Mộc Nhân Tước một trường đánh tới nữ ma, vô số cổ kiếm đều theo đó mà động, hóa thành ngàn vạn kiếm long, ngang trời bay qua. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp treo trên vòng trời, bên trong cửa tháp truyền ra một mảnh hào quang mờ mịt, thu nạp tất cả kiếm khí vào trong tháp. Trở về, nữ ma đứng trên đỉnh tháp, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái, vô số kiếm khí lại từ bên trong Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bay ra ngoài, hóa thành một đầu kiếm hà. Tam Mộc Nhân Tước huy động chiến kiếm, chém bay hết tất cả những kiếm khí kia,
hai tay nắm lấy chuôi kiếm, giơ lên cao chém xuống, chiến kiếm hóa thành dài vạn trượng, rộng trăm mét, như một thanh thần kiếm khai thiên tích địa vậy. Bành! Bành! Thiên Tôn Vô Lượng Tháp cũng đã bay ra ngoài, cùng chiến kiếm đối oanh, mỗi một lần va chạm đều chấn khiến đại địa nứt vỡ, sơn lĩnh sụp đổ, giang hà khô, mặt đất mấy mười vạn dặm đều bị đánh cho biến hình, vốn là dồi dào chi địa cũng bị biến thành hoang mạc. Đăng! Chiến kiếm kia bị Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bắn ra một vết nứt, một khối mũi kiếm lớn chừng móng tay rơi xuống trên mặt đất, khiến đại địa nứt ra một vết nứt rộng hơn 10 dặm, vết rạn lan tràn lên thiên mạc, giống như muốn xé mở mảnh thiên địa này vậy. Đây là uy năng của thánh linh khí mãnh, coi như là thập ngũ phẩm linh khí cũng bị đánh cho tổn hại. Phốc! Chiến kiếm cuối cùng bị bẻ gãy. Tam Mộc Nhân Tước bị một đạo sát khí của Thiên Tôn Vô Lượng Tháp chém trúng thân thể. Một cây xương sườn bị đứt đoạn, bay ngược ra ngoài, toàn thân đều là máu tươi, chật vật nói không nên lời. Ta chính là làm việc cho thần Thiên Tước gia, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Trong mắt Tam Mộc Nhân Tước bốc lên hung quang, huyết khí toàn thân đều bốc lên. Ai nói ta muốn tổn thương ngươi? Nữ ma đuổi theo. Tam Mộc Nhân Tước thoáng kinh ngạc, trong lòng rất muốn tức giận mắng, chẳng lẽ con mẹ nó ngươi còn không làm tổn thương ta sao? Trong tay ta trước giờ không có người bị thương, chỉ có người chết. Trên người nữ ma tản ra vô tận thi khí, ở sau lưng của nàng lộ ra hư ảnh một ác thi. Ác thi hư ảnh màu cao tới 3.000 trượng, chân đạp mặt đất, đầu lâu tiến vào tầng mây, khí tức hư thối ô nhiễm 10 vạn dặm, phiến phiến đại địa này cũng bị hóa thành tà thi chi địa. Huyết nhục toàn thân ác thi đều đã hư thối, da cốt đều nát mất, trên mái tóc dài dính bùn máu, dữ tợn mà khủng bố. Mỗi cây xương sườn đều có thể thấy được rõ ràng, mỗi một giọt thi thủy rơi trên mặt đất, đều hóa thành một thi tà hàn đàm. Miệng lớn dính máu mở ra, lộ ra hàm răng trắng hếu, gào thét một tiếng với Tam Mộc Nhân Tước. Tam Mộc Nhân Tước tự hỏi đã thấy qua không ít đại tràng diệt, nhưng vẫn bị ác thi cực lớn trước mắt hù sợ, đầu lâu ác thi kia còn khổng lồ hơn một tòa cung điện, bên trong ánh mắt hư thối lưu động lấy thi thủy lãnh tuyền, ánh mắt lạnh lạnh theo dõi hắn. Khiến sau lưng của hắn sinh ra một cổ khí lạnh. Ác thi, nàng không phải đã chém dụng tam thi, chứng đạo hỗn nguyên rồi sao? Sắc mặt Phong Phi Vân thoáng biến đổi. Thiên viên nhất nhất đạo tâm thông minh, rất xa nhìn qua ác thi đang ăn sống Tam Mộc Nhân Tước kia, hít một hơi thật sâu, nói. Nàng tu luyện chính là hỗn nguyên đạo trảm tam thi chứng đạo hỗn nguyên trong đạo tổ cổ kinh, bất quá nàng tựa hồ là phản chứ luyện. Phản chứ luyện. Phong Phi Vân nói. Thiên viên nhất nhất tu luyện tâm ngự tính tâm kiếm điển, đã đạt tới cảnh giới đạo tâm thông minh, có thể biết rõ tất cả vô căn cứ trên thế gian, ở một ít phương diện còn lợi hại hơn cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chỉ có thể nhìn thấu thiên tượng, địa tượng, nhân tượng, nhưng thông minh đạo tâm, còn có thể nhìn thấu nhân tâm. Tam Mộc Nhân Tước cuối cùng bị ác thi cho ăn tươi. Nữ ma đứng trên mây xanh, chắp tay trước ngực, thu hồi ác thi hư ảnh vào trong cơ thể, đôi mắt mở ra. Bộc phát ra thần mang chói mắt, ánh mắt xuyên thẳng mây xanh. Tu vi của nàng rất mạnh, thánh nữ điện hạ, chúng ta vẫn mau đi thôi, nữ ma đầu này một khi ma tính đại phát, liền lục thân không nhận. Phong Phi Vân cảm thấy trạng thái nữ ma càng lúc càng không đúng, vốn sau khi nàng bước ra ma huyết thì thiện thi đã chiếm thượng phong, nhưng sau khi nàng đạt được tinh hồng quỷ thuyền, nhất định là đã luyện hóa được tà khí trong tinh hồng quỷ thuyền. Do đó khiến tà thi lại chiếm thượng phong, mà ngay ma huyết đã bước ra khỏi cơ thể cũng sinh ra lại. Một khi khiến tà thi trong cơ thể nàng trở nên càng thêm cường đại thì khẳng định sẽ lại biến thành bộ dáng Phong Phi Vân gặp được nàng lúc đầu, gặp người liền giết, căn bản chẳng phân biệt được địch ta, hóa thành tà ma chính thức. Phong Phi Vân, ngươi lại muốn đi đâu? Nữ ma bay thấp qua, ngăn ở trước mặt Phong Phi Vân, tóc dài rủ xuống dưới lưng, thân thể đứng nghiêm. Một đôi tròng mắt mang theo huyết sắc nhàn nhạt như hổ phách. Phong Phi Vân lập tức dừng bước chân, cười hắc hắc. Nữ ma đại nhân, người đến thật nhanh a hát. Nữ ma có chút liếc qua Hiên Viên Nhất Nhất, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ta vừa rồi thấy được thánh thực quả ở cùng chỗ với ngươi, mang nó ra đi, ta cùng nó hữu duyên. Ha ha, nào có thánh thực quả gì, nữ ma đại nhân, ngươi nhìn hoa mắt rồi. Phong Phi Vân cười ha ha, muốn qua loa qua, đột nhiên, yết hầu liền bị khốn trụ, một bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ hắn, toàn bộ cổ hắn đều kết đầy băng tinh, huyết dịch trong thân thể cũng bắt đầu cứng lại. Ngón tay nữ ma hết sức nhỏ,
đầu ngón tay mọc ra móng tay xanh ngọc, nắm lấy cổ Phong Phi Vân, nói. Ngươi cho rằng ngươi còn gạt được ta sao, bổn tọa thấy ngươi là nhân tài, cho nên mới nhiều lần dung túng ngươi, ngươi đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi biết cái gì? Phong Phi Vân tỉnh táo lại, cảm giác trên cổ đông lạnh lên một tầng băng vụt, lần này nữ ma tựa hồ động thật rồi. Nữ ma âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tự xưng là sứ giả của ta, nhưng mỗi lần ngươi đạt được bảo vật và thần binh, đều không hiến cho ta, mà tự mình cất giấu. Mấu chốt là ngươi chưa bao giờ hỏi ta mà. Phong Phi Vân nói. Vậy ngươi giao thánh thực quả cho ta đi. Nữ ma nói. Cái này thực không có. Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi không giao ra, ta sẽ tự mình đến lấy. Tay nữ ma chộp vào trong thân thể Phong Phi Vân, lúc này linh thạch thần tượng trên lưng Phong Phi Vân phát ra quang mang bạch sắc, phát ra một giọng nữ thanh thúy dễ nghe. Nữ ma đầu, không cho phép tổn thương hắn. Linh thạch thần tượng sống lại, một bàn tay màu trắng đánh qua nữ ma. Một tiểu thần tà nho nhỏ, cũng dám đối địch với ta. Nữ ma một chưởng đánh nứt bàn tay màu trắng, sau đó liền lấy đi linh thạch thần tượng trên lưng Phong Phi Vân, cầm trong tay. Linh thạch thần tượng cảm nhận được ma khí cường đại trên người nữ ma, lập tức liền sợ hãi, phát ra tiếng khóc ô ô. Con mắt Phong Phi Vân biến thành màu đỏ như máu, sẳng giọng nhìn chằm chằm vào nữ ma, trầm giọng. Không cho phép tổn thương nàng. Nữ ma liếc Phong Phi Vân, nói. Giao thánh thực quả cho ta, bằng không thì đừng trách bổn tọa bóp nát thần hồn của nàng. Phong Phi Vân hai tay siết chặt, hàm răng cắn chặt, theo hắn thấy thì thánh thực quả hiện giờ đã không khác gì thân nhân của mình, tự nhiên sẽ không giao cho nữ ma ăn tươi rồi. Nếu nữ ma đại nhân đã hùng hổ dọa người như thế, vậy thì đừng trách ta cùng ngươi dốc sức liều mạng rồi. Phong Phi Vân lấy ra bán thánh lệnh phù, vô luận như thế nào cũng phải cứu Thái Vi ra. Trên mặt nữ ma đột nhiên lộ ra thần sắc trầm tư, tà ma chi khí trên người chậm rãi thối lui. Đôi mắt trở nên càng lúc càng thanh tịnh, da thịt tinh tế tỉ mỉ mà trắng noãn, tản mát ra linh khí thánh khiết, nhìn nhìn linh thạch thần tượng trong tay, lầu bầu nói. Ta đột nhiên nhớ lại, dường như trước đó không lâu đi thánh đỉnh bảo khố một chuyến, đã lấy được đủ nhiều linh thạch, đủ để đến đan đỉnh quỷ thị mua thái cổ ma thổ, có thái cổ ma thổ rồi dĩ nhiên có thể trùng kích lần thứ 6 thi biến, dường như có thánh thực quả hay không cũng không sao cả. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nữ ma bỗng nhiên quay người, tiên trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nói. Phong Phi Vân, theo ta cùng đi đan đỉnh quỷ thị, đợi khi ta hoàn thành lần thứ 6 thi biến, ta giúp ngươi phá tan vũ hóa cảnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Phi Vân nói. Thiên Viên Nhất Nhất đứng ở cách đó không xa, cũng cảm giác không hiểu thấu, truyền âm cho Phong Phi Vân nói. Lực lượng trong cơ thể nàng rất khổng lồ. Cũng rất hỗn loạn, hẳn là đã vượt qua lần thứ 5 thì biến thành lực lượng đỉnh phong, cổ lực lượng này ngay cả chính nàng cũng khó mà khống chế, từ đó khiến suy nghĩ nàng trở nên hỗn loạn. Phong Phi Vân đổ mồ hôi. Nữ ma đã luyện hóa được tà khí trong tinh hồng quỷ thuyền, có lẽ đã bước chân vào đệ ngũ thi biến đỉnh phong, đang bức thiết tìm kiếm cơ hội, đột phá đệ lục thi biến. Nhưng trong lúc này, nàng lại không tiết chế đã uống rất nhiều bảo vật, ví dụ như... Thánh linh Phượng Hoàng huyết tinh cướp đi từ chỗ Mao Ô Quy, khẳng định đã bị nàng hấp thu toàn bộ rồi. Đây chính là tinh thạch do máu tươi của thánh linh ngưng tụ thành, dù chỉ luyện hóa một khối cũng có năng lượng không phải chuyện đùa, đủ khiến một vị đại hiền giả no bể bụng, nhưng nàng lại luyện hóa toàn bộ, không bạo thể mà vong cũng đã rất lợi hại rồi. Cho dù như thế, nàng vẫn không hề thiết chết, vừa rồi lại căn nuốt một vị tước gia. Đây là kết cục của lòng tham. Phong Phi Vân định trước tiên ổn định nữ ma đã, nói. Vậy ngươi trả Thái Vi cho ta trước đi, chuyện đi đan đỉnh quỷ thị chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tốt, trả lại cho ngươi. Nữ ma đưa linh thạch thần tượng trong tay vào tay Phong Phi Vân, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt, thuần khiết tựa như một thiên sứ vô hại vậy. Nàng như đột nhiên biến thành một người khác. Phong Phi Vân liền tranh thủ cất kỹ linh thạch thần tượng, miễn cho lại bị nữ ma đoạt mất, nói. Ta kỳ thật cũng muốn đi đan đỉnh quỷ thị mua sắm chút đồ, bất quá cái này phải đợi đến sau khi trận thánh đỉnh chiến loạn này chấm dứt mới được. Nữ ma trở nên rất dễ nói chuyện, công bố vào lúc tối hậu trọng yếu có thể ra tay trợ giúp Phong Phi Vân một tay, bộ dạng với lúc trước muốn giết Phong Phi Vân quả thực tưởng như hai người. Khi Phong Phi Vân, nữ ma, Hiên Viên Nhất Nhất,
lần nữa quay lại Thánh Đình thì Thánh Đình đại chiến đã đến khâu cuối cùng. Rất xa, có thể chứng kiến một pháp tướng cực lớn đứng trên đỉnh Thánh Đình Chúa Tể Cung, khinh thường trời xanh. Một đám đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Chữ sư đạo, người đừng tưởng rằng ngươi đã triệt để thắng, Long Gia chúng ta anh tài xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn không nhận thua. Lần này Long Gia anh kiệt tiến đến Thánh Đình Chúa Tể Cung, tuyệt đại đa số đều bị chém giết, chỉ có số ít cường giả còn sống, nhưng cũng đều bị trói vào trên đồng trụ, bên trong đồng trụ thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, đốt cho đồng trụ trở nên đỏ hồng, muốn đốt luyện thân thể của bọn hắn. Pháp tướng của thần thiên tước gia hiện ra trên đỉnh Chúa Tể Cung điện, trang nghiêm mà lạnh lùng, nói. Long Gia các ngươi vận số đã hết, cần gì phải giãy giụa phí công, sau ngày hôm nay, đệ lục trung ương vương triều cũng không còn người Long Gia nữa. Những lời này vừa ra, toàn bộ Thánh Đình đều trở nên sôi trào. Tuy rằng rất nhiều người đều biết thần thiên tước gia hôm nay muốn trèo lên Chúa Tể Vị, trở thành chủ nhân đệ lục trung ương vương triều, nhưng khi lời này được nói ra từ miệng thần thiên tước gia thì vẫn khiến người khó mà bình tĩnh được. Đây là muốn thời tiết thay đổi. Lớn mật, Thánh Đình Chúa Tể há lại ngươi nói thay thế liền thay thế. Bên ngoài vòng trời truyền đến một tiếng quát lớn, một chòm râu màu trắng từ bên ngoài hư không bay đi đến, cách một phiến hư không chặt đứt pháp tướng của thần thiên tước gia. Ngay sau đó, một lão giả áo bào trắng đầu đầy tóc trắng, râu bạc trắng từ trong hư không đi ra, trên người tản mát ra vạn trượng bạch quang, chói mắt khiến người không mở mắt ra nổi. Sau lưng lão giả kia, đi theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bộ dáng đều hơn 20, nam tuấn lãng mà nho nhã, nữ xinh đẹp mà thánh khiết, trên mặt mang khăn che mặt màu trắng, như một đôi kim đồng ngọc nữ, tràn đầy tiên vận vậy. Thậm chí có người có thể chặt đứt pháp tướng của thần thiên tước gia, lão giả này đến cùng có lai lịch gì? Ngay cả một ít nhân vật cấp bậc tước gia cũng lộ ra thần sắc nghi. Đúng lúc này, một vị lão giả lớn tuổi nói. Nam tử sau lưng lão giả tóc bạc kia chính là cung chủ Vô Thọ Tinh Cung, 130. 000 năm trước, ta từng thấy qua hắn một lần, lúc ấy hắn cũng còn trẻ như hiện giờ, nhìn qua chỉ chừng hơn 20, hơn một vạn năm sau, lão hủ cũng đã già nua đến không thành bộ dáng, nhưng hắn vẫn còn trẻ như vậy. Lại có người nhận ra thân phận cô gái che mặt kia. Đó là động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên, Tiêu Mông Vũ. Rất nhiều người đều khiếp sợ, cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều là đại nhân vật của đệ lục trung ương vương triều, dậm chân một phát đại địa cũng chấn động, nhưng hai người bọn họ lại đứng sau lưng lão giả tóc bạc kia. Vậy lão giả râu bạc trắng kia đến cùng có lai lịch gì? Pháp tướng thần thiên tước gia lần nữa hiện ra, cao tới hơn 1000 trượng. Lãng tiếng cười dài. Thiên Khâu Vạn Nhật Hồng, Bắc Câu Tiêu Diêu Hải, Ngũ Đài Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Tử Nhân. Thần thiên tước gia đọc mấy câu đó, cường giả đệ lục trung ương vương triều phần lớn đều đã nghe qua, chỉ chính là bốn nhân vật thần bí cường đại nhất đệ lục trung ương vương triều. Nghe đồn cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên đều từng học qua đạo pháp ở Ngũ Đài Tiên Sơn, chẳng lẽ vị lão giả này chính là vị kia của Ngũ Đài Tiên Sơn? Ngũ Đài Tiên Sơn Tuyết Tùng Lập, U Linh Động Trung Hoạt Tử Nhân, chẳng lẽ là Tuyết Hạc Thông? Cường giả ở đây tuy rằng rất nhiều, nhưng nghe được bốn câu mà thần thiên tước gia đọc đều rất khó bình tĩnh, bốn vị tiền bối kia từ vài vạn năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ, chính là Thái Sơn Bắc Đầu Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, thần bí không thể thấy rõ, như là bốn cây trụ trời, chống đỡ lấy toàn bộ Đệ Lục Trung Ương Vương Triều vậy. Chính là bốn nhân vật thần thoại của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Mà ngay một ít tước gia cũng muốn bái nhập vào môn hạ của bọn hắn, nhưng lại không được kỳ môn. Thần thiên tước gia cười nói. Tuyết Tùng tiền bối không phải đã không quan tâm tranh đấu thế gian sao, hôm nay gió thổi thật, rõ ràng khiến lão nhân gia ngươi cũng bị thổi qua, xem ra Ngũ Đài Tiên Sơn quả thực quá lạnh, Tuyết Tùng tiền bối cũng không chịu được cô đơn rồi. Thần thiên tước gia là vào vạn năm gần đây mới quật khởi, so với nhân vật như bọn người Tuyết Hạt Thông, hắn quả thật chỉ có thể coi là vãn bối. Bọn người Phong Phi Vân cũng đã tiến nhập Thánh Đình, rất xa liền thấy được đoàn vầng sáng màu trắng kia, cảm thán nói. Lần này động tĩnh do Thánh Đình náo ra thật sự không phải lớn bình thường, ngay cả nhân vật lão bất tử bực này cũng nhảy ra, thần thiên tước gia không biết có chống đỡ được không đây. Động chủ Ngũ Kiếm Động Thiên Tiêu Mông Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Chữ sư đạo, ngươi làm quá mức rồi, cầm giữ triều cương, bức hiếp chúa tể, làm loạn đệ lục trung ương vương triều. Càng dung tung con nối dõi dâm loạn hậu cung,
huyên náo thánh đình một mảnh chướng khí mù mịt, người ngay cả nhà cũng quản không tốt, làm sao có thể quản lý một cái vương triều. Đệ lục trung ương vương triều đại biểu chính là nhất tộc nhân loại, nếu rơi vào trong tay của ngươi, chỉ sẽ suy bại xuống dưới, lần này ta thỉnh sư tôn rời núi, chính là muốn cho ngươi biết khó mà lui, yên phận làm thần thiên tước gia của mình. Thần thiên tước gia cười nói, động chủ, ngươi không khỏi quản quá rộng rồi, Long gia đã sớm mục nát không chịu nổi, bổn tước cũng là thuận thế mà lên, thay thể người cũ, dưới sự dẫn dắt của bổn tước, đệ lục trung ương vương triều chỉ sẽ càng thêm cường đại. Chữ sư đạo, người quá cuồng vọng rồi. Ngũ kiếm động chủ hai tay mở ra, năm chuôi chiến kiếm bay ra, vần quanh thân thể của nàng, chém xuống pháp tướng của thần thiên tước gia. Pháp tướng thần thiên tước gia duỗi ra một thủ ấn cực lớn, chộp lấy ngũ kiếm, chấn áp trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng đánh bay ngũ kiếm động chủ ra ngoài. Ngũ kiếm động chủ chính là tồn tại cùng nổi danh với những tước gia kia, ngũ kiếm chiến trận càng nổi tiếng thiên hạ. Nhưng lại bị pháp tướng thần thiên tước gia một chưởng đánh bại. Thần thiên tước gia cười lạnh một tiếng. Bổn tước không dễ dàng giết phụ nữ và trẻ em, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trảm ngươi ngũ hồn. Pháp tướng thần thiên tước gia đánh ngũ kiếm về lại, hóa thành năm đầu kiếm hà, ngũ kiếm động chủ bị bước vào thế cực kỳ nguy hiểm, căn bản không chống đỡ được. Châu bạc trắng trên đầu tuyết hà thông bồng bềnh, trong đó, năm sợi râu bạc trắng bay ra. Cuốn lấy ngũ kiếm kéo trở về, dùng chòm râu làm dẫn, kéo dài ra dài hơn 10 dặm, chém ra ngũ kiếm. Ngũ kiếm tuyết hạt thông chém ra so với ngũ kiếm động chủ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, khiến trận pháp trong thánh đình chúa tể cung bị chảm phá, lần nữa chém vỡ pháp tướng của thần thiên tước gia. Nếu tuyết tùng tiền bối đã muốn đánh với bổn tước một trận, như vậy bổn tước sẽ phụng bồi đến cùng. Bản tôn thần thiên tước gia hiện thân, đứng trên đỉnh chúa tể thiên cung, mặc chiến giáp. Mắt hổ âm trầm, khinh thường trời xanh. Đỉnh đầu của hắn có long hổ hư ảnh xoay quanh, bày biện ra một bức hình ảnh thần dị mà khí phách. Thần thiên tước ra đánh một trận với tuyết hạt thông. Ông trời, cái này cũng quá tự tin rồi. Phải biết rằng bốn vị thái đầu kia đại biểu chính là bốn người cường đại nhất đệ lục trung ương vương triều, có rất ít người dám khiêu chiến bọn hắn, coi như là muốn tìm được người có thể tiếp bọn hắn một chiêu, cơ hồ cũng khó có thể gặp. Đã sớm nghe nói, thần thiên tước gia từ giới ngoại quay về, tu vị lại có tinh tiến, một chưởng đánh bại ngũ kiếm động chủ, đây là minh chứng tốt nhất. Thời gian thần thiên tước gia tu hành tuy rằng không bằng bốn vị thái đầu kia, nhưng đương kim chi thế, đã không ai có thể đánh với hắn một trận, có lẽ đã đạt đến cấp bậc tứ đại thái đầu rồi. Thật là khiến cho người chờ mong. Thần thiên tước gia lỗi lạc mà đứng, thân thể thẳng tắp, trên đỉnh đầu hổ khiếu long ngâm, giống như một bất bại chiến thần. Phóng lời nói muốn chiến tuyết hạt thông. Tuyết hạt thông nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta đã già, huyết khí đã không theo kịp người trẻ tuổi các ngươi, cũng không cần đánh làm gì, nếu ngươi có thể tiếp một kiếm của ta mà không chết, lão hủ liền lập tức lui về ngũ đài tiên sơn, không bao giờ quản tranh đấu thế gian nữa. Khí tức trên thân tuyết hạt thông đột nhiên trở nên lợi hại, một bàn tay khô quắt già nua vươn ra, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm quyết. Hào quang tỏa ra ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng. Bá! Thân thể tuyết hạt thông đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi mọi người lần nữa trông thấy hắn thì hắn đã đứng ở trước mắt thần thiên tước gia, mũi kiếm màu trắng đã đâm vào sâu một tấc trong mi tâm thần thiên tước gia, đâm rách đầu lâu, giọt giọt máu tươi từ mi tâm thần thiên tước gia chảy ra. Thật nhanh! Thật mạnh! Chiến thần bất phá! Thần thiên tước gia hai tay đẩy về phía trước. Lòng bàn tay ngưng tụ hai cổ khí lực cuộn trào, vận chuyển chiến thần quyết tới cực hạn, muốn ngăn cản kiếm khí của tuyết hạt thông. Nhưng kiếm trong tay tuyết hạt thông vẫn từng chút đâm vào mi tâm hắn. Sao lại mạnh như vậy? Thần thiên tước gia sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, kiếm khí của tuyết hạt thông thật sự quá cường đại, chiến thần quyết cũng không thể ngăn cản, kiếm khí đã chui vào trong cơ thể của hắn. Chẳng lẽ hôm nay phải chết dưới kiếm này sao? Phong Phi Vân nói, lão già này vậy mà mạnh như vậy, còn nói cái gì lớn tuổi, huyết khí theo không kịp người trẻ tuổi, mẹ nó, đây không phải tại cố ý, trang bức sao, muốn một kiếm tiêu diệt thần thiên tước gia thì cứ nói rõ đi. Thiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói, huyết khí trong thân thể tuyết hạt thông tiền bối quả thực đã bắt đầu khô kiệt, hiện giờ đã đi vào lúc tuổi già, nếu lão nhân gia ông ta ở vào thời kỳ cường thịnh sẽ cường đại hơn giờ rất nhiều. Giết thần thiên tước gia cũng sẽ không cố hết sức như hiện giờ.
vô luận nói như thế nào thần thiên tước gia, lần này chết chắc. Phong Phi Vân tự nhiên có thể nhìn ra được cao thấp giữa hai người, Tuyết Hạt Thông đã khống chế toàn bộ đại cục, khống chế tất cả khí tràng, xuyên thủng chiến thần khí của thần thiên tước hích, cũng chẳng khác nào đã phán quyết tử hình thần thiên tước gia. Không tốt! Hiên Viên Nhất Nhất đột nhiên lên tiếng. Phong Phi Vân cũng nhìn thấy, ngay ở phía dưới hai người thần thiên tước gia và Tuyết Hạt Thông, Lâm Các Lão từ trong hư không đi ra, thi triển bảo thuật, dẫn động địa khí, một đạo cột sáng từ mặt đất phóng lên trời, oanh kích lên trên người Tuyết Hạt Thông. Đầu lâu thần thiên tước gia đã bị tách ra, nhưng đúng lúc này, thân thể Tuyết Hạt Thông lại bị Lâm Các Lão đánh lén, bị đại địa chi khí bắn ra một chút, kiếm khí nồng đậm trên người lập tức tản ra, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể rất nhanh trở nên già nua. Lâm Các Lão cũng bị cổ kiếm khí trên người Tuyết Hạt Thông phản xung kích, người bị thương nặng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rạn, thiếu chút nữa đã chia năm xẻ bảy. Ha ha, Tuyết Hạt Thông, người cũng giết không được ta, đi chết đi. Đầu lâu thần thiên tước gia rất nhanh khép lại, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, một chưởng đánh xuyên qua thân thể già nua của Tuyết Hạt Thông. Sư tôn, Ngũ Kiếm Động Chủ và Cung Chủ Vô Thọ Tinh Cung sắc mặt đều biến đổi. Chiến hồn trên người thần thiên tước gia vô cùng cường thịnh, một chưởng đánh lên đỉnh đầu Tuyết Hạt Thông, đánh nát đầu lâu Tuyết Hạt Thông, thần hồn cũng hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Ngũ Kiếm Động Chủ và Cung Chủ Vô Thọ Tinh Cung bay thấp đến trước mặt Tuyết Hạt Thông, nâng lão giả máu tươi chảy đầm đìa gờ dậy, nhưng lão giả đã bị thần thiên tước triệt để chấn giết, thân thể rách dưới, khí tức đoạn tuyệt. Hèn hạ, vậy mà ra tay đánh lén sư tôn. Ngũ Kiếm Động Chủ nghiến răng nghiến lợi, huy kiếm đi chém Lâm Các Lão, nhưng nàng lại bị thần thiên tước ra một chưởng đập bay ra ngoài, thần thiên tước ra một cước giẫm nát trên người của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Thần thiên tước ra lạnh giọng nói. Thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ lấy cớ gì cả, trên đời này chỉ có kết quả là khiến người tin phục, quá trình cũng không trọng yếu. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung thi triển cấm thuật, chiêu đến lực lượng thập bát khỏa tinh thần, 18 đạo tinh thần chi quang tụ tập thành một bó, oanh kích về phía thần thiên tước ra. Thần thiên tước ra duỗi ra một tay, lòng bàn tay bộc phát ra thần chiến khí, nâng lấy 18 đạo tinh thần chi quang. Lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cung chủ Vô Thọ Tinh Cung nói. Ngay cả sư tôn các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn muốn giao thủ với ta sao? Chiến một trận chiến, ngược lại cũng không sao. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung biểu hiện rất nhạt, trên người tinh quang tốt tươi, trong mi tâm bay ra một tấm đạo đồ, bao lấy thần thiên tước ra vào trong. Bành! Đạo đồ bị xé nát, thần thiên tước ra từ bên trong đi ra, lạnh giọng quát. Ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ đến tu vi của ngươi đã đạt tới hoàn cảnh này, nếu lại cho ngươi tu luyện mấy ngàn năm, nói không chừng thật đúng là có lực lượng đánh một trận cùng bổn tước. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung đã ôm lấy Ngũ Kiếm Động Chủ, biến thành một đạo tinh quang, bay đến phía chân trời, sau đó chạy trốn về cuối thiên mạc. Thần thiên tước ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi đám các ngươi hôm nay còn đi được sao? Thần thiên tước ra một thủ ấn đánh tới, xuyên thấu hư không. Đánh cho cung chủ Vô Thọ Tinh Cung và Ngũ Kiếm Động Chủ rơi xuống mặt đất. Thần thiên tước gia làm quá mức rồi. Ngay cả Hiên Viên Nhất Nhất tâm tình không hề bận tâm, giờ phút này cũng nhíu mày thật sâu, cổ kiếm trên lưng minh hưởng. Phong Phi Vân trong lòng lại thóa mạ Tất Mỗ Gia và Tất Ninh Xuất, hai tổ tôn này cũng quá gạt người rồi, bảo bọn hắn đi thánh đình bảo khố mời người, đi lâu như vậy rõ ràng còn chưa về. Lúc này thần thiên tước gia bị Tuyết Hạt Thông kích thương. Đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn a hát. Đợi thương thế thần thiên tước gia phục hồi như cũ, muốn lần nữa giết hắn sẽ rất khó khăn. Thần thiên tước gia nắm lấy cổ Ngũ Kiếm Động Chủ trong tay, âm trầm nói. Vừa vặn luyện hóa một thân tinh khí của ngươi để khôi phục thương thế trên người ta. Thần thiên tước gia thi triển bí pháp, hấp thu lực lượng trong thân thể Ngũ Kiếm Động Chủ. Ngũ Kiếm Động Chủ vốn là một mỹ nhân 20 tuổi. Nhưng lại tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu già yếu đi, tóc đen trên đầu cũng dần biến thành tóc trắng. Không ai nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố như vậy, vốn đều cho rằng thần thiên tước gia chết chắc rồi, nhưng hiện giờ người chết lại là nhân vật cấp bậc thái đầu Tuyết Hạt Thông, nếu để cho thần thiên tước khôi phục thương thế, đệ lục trung ương vương triều ai còn có thể giết hắn. Hiên Viên Nhất Nhất hóa thành một đạo bóng trắng bay ra ngoài, đứng ở trước mặt thần thiên tước gia, nói. Được thế nên tạm tha người, Tuyết Hạt Thông tiền bối đã bị chết, Ngũ Kiếm Động Chủ không nên chết nữa. Ai sống ai chết, đều có bổn tước định đoạt,
không nhọc phiền Thủy Nguyệt Thiên Cảnh các ngươi quan tâm. Thần Thiên Tước ra bá đạo nói. Hiên Viên Nhất Nhất liên tục nhíu mày. Oanh! Một cổ bán thánh chi khí đột nhiên bay lên, lan tràn toàn bộ thánh đình. Lại có chí cường đến. Một cái bếp lò khổng lồ từ phía trên thiên mạc đánh xuống, nện vào đỉnh đầu Thần Thiên Tước ra, đánh cho thân thể Thần Thiên Tước ra văng tung tóe xa mấy chục thước. Ngũ kiếm động chủ theo hắn bay ra ngoài, bị Hiên Viên Nhất Nhất tiếp được. Biến cố xảy ra, lần nữa vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Vậy mà lại có người dám ra tay với Thần Thiên Tước ra tay, chẳng lẽ lại có cường giả hàng lâm? Hiên Viên Nhất Nhất lắp bắp kinh hãi, nhìn lên phía trên, chỉ thấy Phong Phi Vân cầm tam vị chân hỏa lô, vô cùng làm dáng đứng trên đỉnh cung điện, tóc dài bồng bềnh, vạt áo sạch sẽ, ánh mắt phiêu giật, cười cười với nàng, nói. Thánh nữ điện hạ, nói thì được gì, lúc nên ra tay thì phải ra tay. Hiên Viên Nhất Nhất cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái cằm như muốn rơi trên mặt đất, đạo tâm thông minh cũng khó mà bình ổn, tên này có phải điên không, cũng dám động thủ với Thần Thiên Tước gia. Bọn người Lưu Tô Tử, Thiên Toán Thư Sinh, Du Tử Lăng tham gia thệ sư quốc yến cũng đều khiếp sợ, trông thấy Phong Phi Vân đứng trên đỉnh cung điện, đều cảm giác thật bất khả tư nghị. Đây là giao phong giữa những người cao cấp nhất, hắn một gia hỏa mới tu luyện mấy chục năm lại dám đi ra tìm chết. Hơn nữa, hắn rõ ràng dùng bếp lò nện đầu Thần Thiên Tước gia. Phát quan trên đầu Thần Thiên Tước gia bị tam vị chân hỏa lô thiêu đốt, tóc dài rơi xuống, hai mắt nặng nề, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng trên cung điện, nói. Lá gan của ngươi quá lớn. Trước sau vẫn không hề nhỏ. Phong Phi Vân tay niết bán thánh lệnh phù, một cổ bán thánh chi khí bao phủ toàn thân, khí tức trên thân trở nên càng lúc càng cường thịnh, bao phủ toàn bộ thánh đình, sau lưng lộ ra một đầu long hồn khổng lồ. Phong Phi Vân, ngươi lại dám ra tay với Tước gia, thật sự là phản nghịch. Chữ Gia Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Phong Phi Vân liếc xéo hắn, trên ngón tay sinh ra một đoàn ánh lửa, đầu ngón tay trở nên vô cùng sáng chói, điểm một chỉ tới chữ Gia Lâm. Một đạo hỏa trụ bay ra, như thiên thạch rơi xuống phía chân trời, xuyên thủng thân thể chữ Gia Lâm. Phốc! Chữ Gia Lâm ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, thân thể đã bị đốt thành bột mịn, hồn phi phách tán. Thánh đình chúa tể cung một hồi yên tĩnh, ngay cả đám cự đầu tu luyện trên vạn năm cũng đều có chút ngây người. Nhị thế tử Thần Thiên Tước phủ lại cứ vậy bỏ mạng. Đây chính là người thừa kế Thần Thiên Tước gia tương lai, nắm giữ trong tay quyền hành, một khắc trước vẫn còn được vạn người tôn kính. Giờ khắc này, liền biến thành cho bụi. Xiết tốt lắm, ha ha. Một phú hóa hiền giả long gia bị trói trên đồng trụ, trên người quấn lấy hơn 10 đạo khóa sắt, phát ra tiếng cười dài cao giọng, khiến động trụ không ngừng lắc lư. Thần Thiên Tước gia tóc dài xõa vai, mắt hổ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng trên đỉnh cung điện. Tốt, bổn tước quả nhiên không nhìn lầm người, không hổ là truyền nhân Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân, người có biết người đang làm gì không? Lâm Các Lão bị kiếm khí trước khi chết của Tuyết Hạt Thông đánh cho trọng thương, thân thể thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy, vừa rồi vẫn một mực điều dưỡng thương thế, cho tới giờ khắc này mới áp chế thương thế xuống, bỗng nhiên đứng lên. Phong Phi Vân nói. Ta cùng với Long Gia có nhân quả không nhỏ, không thể trơ mắt ếch ra nhìn người Long Gia chết hết được, Các Lão, xin lỗi rồi. Thì ra là như thế. Lâm Các Lão mặc áo vải mộc mạc, đai lưng như nhánh dây, phát ra một tiếng thở dài. Ngươi dù sao cũng là người lão phu nhìn chúng, nhìn ngươi chết uổng ở chỗ này, quả thật có chút đáng tiếc, cho dù ngươi nắm trong tay bán thánh lệnh phù, có thể trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng cấp bậc bán thánh nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tước gia. Lưu bán thánh lệnh phù lại, lấy công chuộc tội, ta có thể ở trước mặt Tước gia cầu tình cho ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lâm Các Lão từng bước một đi về phía Phong Phi Vân, trên mặt treo sầu lo, như một lão nhân bình thường đang giáo dục vãn bối vậy. Phong Phi Vân nói, ta đã quyết định ra tay thì sẽ không lý nào hối hận, hảo ý của Các Lão ta chỉ có thể tâm lĩnh. Vậy thì ngươi đi chết đi. Lâm Các Lão chạy tới cách Phong Phi Vân hơn 10 bước. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ mà tàn nhẫn, phát ra một tiếng cười lạnh. Khoảng cách 10 bước, đối với nhân vật như Lâm Các Lão mà nói, một phần 10 sát na là đã qua được rồi. Phong Phi Vân đã sớm ngờ tới Lâm Các Lão không phải lương thiện gì, đối với hắn có đề phòng, ngay khi hắn ra tay, Phong Phi Vân liền lập tức bắn ra tam vị chân hỏa lô. Thiên thế làm dẫn,
địa thế làm cơ, chảm. Lâm các lão ở mặt tu hành tầm bảo thuật đã đạt đến độ cao người khác khó có thể với tới, trong nháy mắt đã dẫn đến thiên thế và địa thế, thiên thế như một đám mây chìm xuống dưới, địa thế như một khối đại lục đang nổi lên trên. Trầm xuống, nổi lên, ép lấy Phong Phi Vân vào chính giữa. Oanh, tam vị chân hỏa lô kịch liệt xông tới, xé nát thiên thế và địa thế, hỏa lô đánh lên trên thân thể Lâm các lão, đánh cho Lâm các lão bay ra ngoài. Huyết nhục trên người cũng sụp đổ một mảng lớn, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Thánh đình chúa tể cung kịch liệt nhoáng một cái, xuất hiện một vết nứt cự đại, bắt đầu nứt về hai bên. Cung điện mấy ngàn dặm đều đang sụp đổ, trụ cột nứt gãy, vách tường sinh ra vết nứt chằng chịt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, một ít trận pháp thủ hộ thánh đình chúa tể cung cũng nhao nhao nghiền nát, từng tòa trận cơ đều vỡ ra, trận tháp cao ngất như mây cũng theo đó sụp đổ xuống. Thánh đình chúa tể cung đã không chịu nổi lực lượng giao phong bực này, toàn bộ chúa tể thiên cung cũng nát bấy. Từ xưa tới nay, đều không ai có thể đánh nát chúa tể thiên cung, đây là lần đầu tiên đấy. Rất nhiều trận pháp cũng đã bị hủy diệt, căn bản không thể thừa nhận nổi lực lượng cấp bậc bán thánh. Cường giả tiến đến dự tiệc đều nhao nhao rút đi, không muốn lẫn vào tranh đấu giữa thần thiên tước phủ và thánh đình long gia, đây là trận chiến quyết định tương lai và đại thế của đệ lục trung ương vương triều. Một khi lẫn vào, tiếp theo sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Đương nhiên trong đó cũng có một ít tước gia có quan hệ cực kỳ thân mật với thần thiên tước gia lưu lại, bọn hắn cùng thần thiên tước gia có minh ước, chính là quan hệ hợp tác lẫn nhau. Lâm các lão sau khi bị Phong Phi Vân đánh bại liền có nhân vật cấp bậc tước gia đứng ra. Vị tước gia này chính là cảnh chủ mục cảnh, nhìn qua bộ dáng chỉ chừng 30, trước người cưỡi bạch ngọc lão hổ, tử kim huyền bào gia thân, trên lưng khoát lấy áo choàng màu vàng. Cút ngay. Phong Phi Vân cũng không để ý tới hắn là một vị tước gia, lúc này chỉ một lòng muốn chém dụng thần thiên tước gia. Thần thiên tước gia bị Tuyết Hà Thông gây thương tích, giờ phút này đang khôi phục thương thế, Phong Phi Vân tự nhiên không hy vọng nhìn thấy thần thiên tước gia khôi phục, tốt nhất là có thể thừa cơ hội này đánh chết thần thiên tước gia. Mục cảnh cảnh chủ cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng dám làm càn với bổn tước như vậy sao? Ngay tại lúc đó, lại có hai vị nhân vật cấp bậc cảnh chủ từ trong hư không đi ra, phân biệt là Đại Hạo cảnh chủ, Thiên Mục cảnh chủ. Ba vị tước gia vây lấy Phong Phi Vân ở chính giữa, mỗi người đều thần thái sáng láng, chiến ý đằng đằng, không muốn để Phong Phi Vân đi quấy rầy thần thiên tước gia vào lúc này. Phượng Phi Vân không nói hai lời, chém ra một đạo thánh linh chi khí, chảm phá một mảnh áo giáp của Đại Hạo cảnh chủ, lưu lại trên ngực hắn một miệng máu. Thiên Mục cảnh chủ và Mục cảnh cảnh chủ từng người gọi ra một kiện linh khí cổ xưa, đều là tuyệt thế chiến binh. Một khỏa hạt châu trông rất giống con mắt từ trên tay Thiên Mục cảnh chủ bay ra, tách ra vầng sáng vô biên, như một vòng liệt nhật nhô lên cao. Mục cảnh cảnh chủ tế ra một cây lân tiên, chính là do gia vạn năm đằng xà tế luyện thành, bên trong bọc lấy thiên nga ti, quất ra trước, roi trở nên dài chừng 300 dặm, lớn chừng vạc nước, đánh cho bên trong chúa tể thiên cung ầm ầm sụp đổ. Ba vị cảnh chủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh, Phong Phi Vân nếu không có bán thánh lệnh phù sẽ không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong bọn họ cả. Ba vị cảnh chủ liên thủ, đủ để quét ngang một phiến thiên địa. Tiểu Hữu, ta đến chiến bọn hắn, ngươi đi đối phó thần thiên tước gia, tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục thương thế. Cung chủ Vô Thọ Tinh cung chân đạp thất tinh liên hoa, đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh tinh quang, giống như là một vị trích tiên từ trong hư không đi ra vậy. Cung chủ Vô Thọ Tinh cung chính là đệ tử Tuyết Hạt Thông. Tu luyện trên vạn năm, nhưng vẫn trẻ tuổi như một thiếu niên mới 20, hắn đồng thời đánh ra ba kiện thần binh, cùng ba vị tước gia tranh phong. Thân ảnh bốn người cực nhanh, người bình thường cơ hồ không thấy rõ được bóng dáng của bọn hắn, qua trong giây lát, bọn hắn đã bay đến trong hư không, phát ra tiếng sấm nổ vang không dứt. Sau nháy mắt, bốn người bọn họ đã bay vòng chung quanh Trung Đình Tinh, bay ra đánh ở bên ngoài. Nếu không phải Trung Đình Tinh khác với những tinh cầu khác, chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn đánh nát rồi. Không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Tuyết Hạt Thông, lực lượng lại có thể lực áp ba vị tước gia. Rất nhiều bá chủ đều đứng ở đàng xa, trông về Trung Đình Tinh ở phía xa, chứng kiến cung chủ Vô Thọ Tinh cung đuổi theo ba vị tước gia đại chiến, đều vô cùng bội phục, hiển nhiên tương lai cung chủ Vô Thọ Tinh cung sẽ trở thành một trong các nhân vật cao cấp nhất cả đệ lục trung ương vương triều. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền qua. Trung tâm Trung Đình Tinh, nửa ngôi sao đều vỡ vụn ra,
ở phía trên trời xanh bày ra cảnh tượng hoa lệ, thập phần rung động nhân tâm. Cung chủ Vô Thọ Tinh Cung, Mục Cảnh Cảnh Chủ, Thiên Mục Cảnh Cảnh Chủ, Đại Hạo Cảnh Cảnh Chủ, bốn vị đại nhân vật này đều bị cổ lực lượng kia bắn ra ngoài, ngoại trừ cung chủ Vô Thọ Tinh Cung còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, ba vị cảnh chủ khác đều bị cổ lực lượng kia đả thương, trong miệng đang không ngừng thổ huyết. Mau lui lại, đây mới thực là lực lượng cấp bậc bán thánh, dính vào một chút sẽ lập tức chết ngay. Chúng tu sĩ đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm đều bị cổ lực lượng này hù sợ, nhao nhao hướng chạy thục mạng về xa xa, nhưng vẫn có người lực lượng hơi yếu, bởi vì chạy thục mạng không kịp nên bị cổ lực lượng kia đánh thành cặn bã. Trung đình tinh cũng nát mất nửa cái, có rất nhiều tinh thần toái phiến đều lơ lửng phía trên trời xanh, rơi khắp bốn phía, trung ương tinh cầu chảy xuôi ra nham tương nóng hổi, nung đỏ cả chân trời, bốc cháy lên ánh nắng chiều đỏ bừng. Bên trong ánh nắng chiều đỏ đến như hỏa diễm phát ra chiến thanh ngập trời, chấn cho không khí như gợn sóng, thành từng mảnh khí lãng tràn ra ngoài cả vạn dặm. Mặc dù là đứng bên ngoài hư không xa xôi cũng có thể chứng kiến chiến thần pháp tướng vô cùng khổng lồ kia của thần thiên thước gia. Tu sĩ đối chiến với chiến thần pháp tướng kia hết sức trẻ tuổi, tựa như một đạo hạt gạo sáng lên bay chung quanh chiến thần pháp tướng. Hỏa lô trong tay trở nên như một quả hỏa diễm tình thân, cùng chiến thần pháp tướng đánh đến khó chia lìa. Đây quả thực tựa như cảnh tượng trong truyền thuyết thần thoại. Tiểu bối, ta muốn đánh cho ngươi thần hình đều diệt. Thanh âm thần thiên tước ra vô cùng bá đạo. Ta cũng nghĩ như vậy. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, đánh bát quái đạo ấn ra ngoài, hóa thành một mảnh bầu trời hình tròn hắc bạch song sắc, lơ lửng trên đỉnh đầu chiến thần pháp tướng xoay tròn như cối xay. Chấn vỡ chiến thần pháp tướng. Bản tôn của thần thiên tước gia xếp bằng ở trên trung đình tinh rách dưới, hai mắt chợt trợn, cánh tay duỗi ra, một cái thủ ấn cự đại đánh ra ngoài, bàn tay đủ để bóp nát ngôi sao. Bành! Bán thánh lệnh phù trong tay Phong Phi Vân Tê đã nứt ra vết rạn thứ 6, thiếu chút nữa đã triệt để vỡ vụn. Bán thánh lệnh phù tuy mạnh, nhưng dù sao so ra vẫn kém bán thánh chính thức. Phong Phi Vân phi thân rút lui, không dám chính diện va chạm với thần thiên tước gia. Tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thần thiên tước gia bỗng nhiên đứng lên, trên người thần quang tứ xạ, hào quang từ trên trung đỉnh tinh chi truyền ra, sáng chói chói mắt, biến ra một mảnh hư không xa xôi, nhưng vẫn thập phần sáng ngời. Người đối địch với thần thiên tước gia, giết không tha. Một đám lão giả hoành độ hư không mà đến, mỗi người khí tức đều dâng trào, trên người mang theo một cổ khí kình như chiến thần. Liệt vị lão tổ và hiền giả của thần thiên tước phủ xuất thế, muốn trợ thần thiên tước ra chấn áp phản nghịch, những lão nhân thần thiên tước phủ này có rất nhiều người bối phận cao hơn cả thần thiên tước ra, đều là một ít tồn tại lão bất tử. Hôm nay người thần thiên tước phủ, đều phải chết. Long Ngạo Thiên ăn mặc ngân giáp rách dưới, tóc dài cuồng loạn nhảy múa, trên người máu tươi chảy đầm đìa, ánh mắt sáng ngời, trong tay kéo lấy một mảnh thi sơn, chừng hơn vạn cổ thi thể, trong đó trên đỉnh thi sơn treo một đạo nhân. Đúng là một trong những thuộc hạ cường đại nhất của thần thiên tước gia, Thiên Quan Đạo Nhân. Thiên Quan Đạo Nhân bị 9 cây trường thương xuyên thủng thân thể, trong đó có một cây trường thương xuyên thủng mi tâm của hắn, trong đôi mắt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đây là hình ảnh vô cùng rung động nhân tâm, Long Ngạo Thiên như một ma thần hành tẩu trong hư không, kéo lấy hơn vạn cổ thi thể, phát ra tiếng rít gào trầm giọng. Đệ tử Long gia ở đâu, giết cho ta. Thiên Quan Đạo Nhân rõ ràng bị hắn giết chết. Cửu Long Chấn Hồn, 9 thương này của Long Ngạo Thiên xem như đã chém giết cả kiếp trước, kiếp này của Thiên Quan Đạo Nhân, xem như là diệt đạo chân chính rồi, thật sự quá cường đại. Thánh Đình Long gia, còn có một ít cường giả lánh đời, vào lúc này đều nhao nhao hiện thân. Đây mới thực là thời điểm đại quyết chiến chính thức. Ta muốn chiến đấu đến khi trên một mảnh đại địa này đều chảy xuôi lấy máu tươi của ta, tu chiến kiếm, vãn tôn nghiêm. Trảm tặc tử, đoạt lại quang vinh, người Long gia bất tử, hồn người Long gia bất diệt. Lại có một đám tu sĩ Long gia mặc áo choàng màu vàng quay về, bọn hắn hát vang hành khúc, vốn đều giấu ở sơn dã hoang lâm, mai danh ẩn tính, thẳng đến có người giao một khối lệnh bài vào tay bọn hắn, những người này liền đều tụ tập lại, muốn vẻ vang dự chiến, muốn vì máu tươi chảy xuôi trong thân thể của mình mà chiến. Thần thiên tước gia đứng trên cung điện nghiền nát, lơ lửng trong hư không mờ mịt. Cao giọng cười. Tốt, tốt, đã đều trở về rồi, vừa vặn một mẻ hốt gọn, hôm nay đừng hòng ai chạy thoát. Cánh tay thần thiên tước ra vung lên, đánh ra một mảnh khí lãng vô hình, như biển gầm,
đánh bay hơn 10 vị nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả, thân thể của bọn hắn ở trong sóng dữ phát ra thanh âm nghiền nát, phát ra mấy chục tiếng kêu rên, cuối cùng hóa thành bột máu. Hơn 10 vị vũ hóa hiền giả vẫn lạc, đây đều là tinh ảnh của Long gia, mỗi một vị đều bồi dưỡng không dễ. Thần Thiên Tước phủ có rất nhiều minh hữu, không chỉ có một tí tước gia đệ lục trung ương vương triều, mà những đại nhân vật các trung ương vương triều khác cũng đứng về phía Thần Thiên Tước phủ, thực lực tổng thể xa xa cao hơn những tu sĩ Long gia, có ưu thế áp đảo. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hôm nay chính là ngày diệt tộc của Long gia. Rất nhiều cường giả vào lúc này đều tàn nhẫn ra tay, như kiếm chủ đệ lục trung ương vương triều, một vị tước gia của đệ thập nhị trung ương vương triều. Bọn hắn đều có giao dịch về mặt lợi ích với Thần Thiên Tước gia, giờ phút này tự nhiên phải trợ giúp Thần Thiên Tước gia trấn áp phản loạn, trợ Thần Thiên Tước gia trở thành thánh đỉnh chúa tể. Máu tươi nhuộm đỏ cả phiến hư không này, phổ thành một khúc bi ca. Thiêu thân lao đầu vào lửa cũng phải anh chiến, chỉ có người chiến tử, không có hồn chiến diệt. Đệ tử Long gia từ bốn phương tám hướng quay về, có ẩn thân ở loại tiểu quốc xa xôi như Thần Tấn Vương Triều, có mai danh ở vùng khỉ ho cỏ gáy, có thành lập nên thế lực thuộc về mình ở các trung ương vương triều khác, nhưng vào lúc này đều quay về, biến thành một mảnh dòng người. Hát vang hành khúc, hùng hồn chịu chết. Bên trong thân thể bọn hắn vừa có nhiệt huyết, cũng có can đảm, còn có một cổ bi tráng. Bán thánh lệnh phù trong tay Phong Phi Vân đã hoàn toàn vỡ ra, lực lượng bán thánh đang rất nhanh trôi qua, hắn cùng với hơn 10 vị cường giả đồng thời đại chiến, trong đó càng có nhân vật cấp bậc tước gia xê cách một phiến hư không ra tay với hắn. Phong Phi Vân, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Một bảo tháp phong cách cổ xưa ngang trời bay đến, cha bảo tháp truyền ra thánh linh chi khí, bộc phát ra hào quang hỗn độn, thu hơn 10 vị cường giả kia vào trong tháp, rơi vào trong tay nữ ma. Oanh, oanh, oanh. Thiên tôn vô lượng tháp đang kịch liệt run rẩy, hơn 10 vị cường giả kia oanh kích trong tháp, phát ra từng tiếng nổ mạnh, tháp tử rách dưới giống như muốn bị bọn hắn căng ra vậy. Trấn áp cho ta. Nữ ma cắn chặt răng trắng như tuyết, gắt gao đè lấy thiên tôn vô lượng tháp, trên người bộc phát ra ma sát khí khủng bố, không ngừng trấn áp vào trong tháp tử, khiến cường giả bên trong nguyên một đám bị đập vụn, hóa thành huyết nhục thi cốt. Dù ai cũng không cách nào trấn áp ta. Một vị nhân vật cấp bậc tước ra thét dài trong tháp, thiên tôn vô lượng tháp lập tức bành trướng gấp đôi. Ta có thể trấn áp ngươi. Cánh tay nữ ma hết sức nhỏ, như bạch ngọc điêu thành, trực tiếp vời vào trong tháp. Cùng đấu pháp với vị tước gia kia, cuối cùng vị tước gia kia không ngăn nổi lực lượng của thiên tôn vô lượng tháp, bị nữ ma một tát đập nát đầu. Quá bạo lực rồi. Hai tay Phong Phi Vân đều là máu tươi, mở bàn tay ra, bên trong cầm một khối bán thánh lệnh phù, trên lệnh phù đã có 9 đạo vết rạn, rách dưới đến không thành bộ dáng, cùng huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, quả thực đã biến thành cặn bã. Chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Hai tên vương bát đản Tất Ninh Xuất và Tất Mỗ ra kia đi thánh đỉnh bảo khố mời người, có cần lâu vậy không? Hai mắt Phong Phi Vân đỏ bừng, mắng một câu, cảm thấy hai tổ tôn này làm việc đều cực kỳ không đáng tin. Phong Phi Vân vừa mới mắng xong, đã có một cổ huy hoàng đại khí từ phía trên trung đỉnh tinh truyền ra nhét đầy vòng trời, một đạo quang môn mở ra, vô số tu sĩ từ lòng đất bay ra, đánh cho quân lính thủ hộ thánh đỉnh bảo khố không còn một mống, sau đó lại phóng tới trong hư không. Những nơi đi qua, chỉ để lại một mảnh huyết vũ. Hộ thánh nhất tộc làm việc, phàm là người phản nghịch, toàn bộ phải đền tội. Thánh đình bảo khố mở ra. Sáu đại trưởng lão của hộ thánh nhất tộc đi ở phía trước nhất, đều già nua đến không thành bộ dáng, trên người khoát áo bào trắng, phủ lấy kim giáp, như sáu luân mặt trời màu vàng bay ra vậy. Tất Ninh Xuất và Tất Mỗ ra đi theo ngay sau lưng sáu vị trưởng lão, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt ngạo khí mười phần, bế nghễ tất cả mọi người. Hộ thánh nhất tộc hàng lâm, bọn ngươi còn không giao ra cổ trên đầu. Tất Mỗ ra sợ người khác nhìn không thấy hắn, thanh âm vang vọng như châu đực đang kêu vậy. Một vị lão tổ Thần Thiên Tước phủ rất không quen nhìn bộ dáng hung hăng càn quấy kia của Tất Mỗ ra tay trấn áp hắn, nhưng lại bị một vị trưởng lão hộ thánh nhất tộc giết chết. Tất Mỗ ra chừng một cường giả định ra tay khác, dùng ngón tay chỉ vào cái mũi đối phương. Nói. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, đợi tí nữa thu thập ngươi. Vị cường giả kia đưa tay ra lại thu vào, cuối cùng vẫn không ra tay, dù sao sáu vị trưởng lão hộ thánh nhất tộc đều quá cường đại, mỗi người đều có khí tức cấp bậc đại hiền giả. Sự xuất hiện của hộ thánh nhất tộc khiến những tinh anh Long gia đều mừng rỡ,
bọn hắn đã sớm nghe nói Long Gia có được một chi nội tình như vậy, chính là thủ hộ giả của Long Gia. Tu sĩ trẻ tuổi đối với hộ thánh nhất tộc còn thập phần lạ lẫm, nhưng những nhân vật thế hệ trước đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, đây là một cổ lực lượng cường địa, thủ hộ Long Gia hơn trăm vạn năm, trong lịch sử đã mấy lần thay đổi càn khôn, sửa đổi vận mệnh đệ lục trung ương vương triều. Nếu không phải ba vạn năm trước, một nhóm người này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thì Long Gia cũng sẽ không sa sút nhanh như vậy. Thần Thiên Tước Gia đứng trên cung điện nghiền nát, trên người áo giáp tươi sáng, nhìn qua hướng Trung Đình Tinh, hừ lạnh nói. Hộ thánh nhất tộc, nếu các ngươi vào 1000 năm trước từ trong thánh đình bảo khố đi ra, có lẽ bổn tước còn phải sợ các ngươi ba phần, nhưng hiện giờ, ngay cả Tuyết Hà Thông cũng không giết được ta, huống chi là các ngươi. Trong thánh đình bảo khố, một lão nhân mặc áo giáp hoàng kim đi ra, đứng trên dòng nham thạch, nhìn ra vực ngoại tinh không, trong đôi mắt phát ra vầng sáng màu hoàng kim, thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một cự nhân cao 3 trượng. Hộ thánh chiến thần tay cầm chiến phủ, đứng ở nơi đó vui mừng bất động, như một tượng thần do hoàng kim đúc thành vậy. Ánh mắt Thần Thiên Tước Gia nhìn chăm chú lên trên người lão nhân này, mắt hổ có chút co rụt lại. Tước Đài Nhạc, cái tên này đối với tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều rất lạ lắm, chỉ số ít người là có ấn tượng. Một vị trí sư tông sư già nua nói. Tước Đài Nhạc, đã từng là đệ nhất thiên kiêu của Thánh Đình. Cái gì đệ nhất thiên kiêu Thánh Đình, chưa từng nghe nói qua đệ nhất thiên kiêu Thánh Đình có người là Tước Đài Nhạc. Cách mỗi vài chục năm, chắc chắn sẽ có tuyệt thế thiên tài xuất thế, chiến khắp thiên hạ vô địch thủ, đối với những người tuổi trẻ kia mà nói, tự nhiên là nhân vật khó lường, nhưng đối với những cường giả thế hệ trước mà nói, cái này cũng không là gì, dù sao cách mỗi vài chục năm đều có thể nghe đến một danh tự. Dần già cũng chẳng có gì phải kinh ngạc nữa. Nhưng là đối với những chí sư kia mà nói, tự nhiên sẽ ghi nhớ lấy những tin tức này, cả đời cũng sẽ không quên. Vị chí sư già nua kia nói. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của Thánh Đình vào 3 vạn năm trước. Tất cả mọi người nói không ra lời đến. Đệ nhất thiên kiêu 3 vạn năm trước, 3 vạn năm trước, trong cùng thế hệ tê vô địch thủ, 3 vạn năm sau sẽ kinh khủng đến mức nào? 3 vạn năm thật sự quá lâu, thương hải tang điền, người và vật không còn, một người nếu có thể sống 3 vạn năm, như vậy cùng thế hệ với hắn sợ rằng đều chết sạch hết rồi. Đừng nói 3 vạn năm, 3000 năm cũng đã quá dài rồi. Hộ thánh chiến thần từ từ nói. Không nghĩ đến, vẫn còn có người nhớ rõ tên của ta, ngay cả ta cũng sắp quên mất rồi. Hộ thánh chiến thần đứng đó, cùng Thần Thiên Tước ra đối mặt, hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm. Nhưng lại như gần trong gang tấc. Thần Thiên Tước, đệ lục trung ương vương triều cần chính là ổn định cùng thống nhất, chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể càng thêm cường thịnh, ngăn cản được sự xâm nhập của yêu tộc, ngươi nên thu tay lại rồi. Thần Thiên Tước ra lãng tiếng cười dài nói. Ta muốn đúng là ổn định cùng thống nhất, một khi bổn tước làm chúa tể đệ lục trung ương vương triều, đệ lục trung ương vương triều nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hơn hiện giờ. Hộ thánh chiến thần lắc đầu, nói. Nhưng bây giờ đệ lục trung ương vương triều chư hầu mọc lên san sát như rừng, từng người làm vương, mà ngay cả đám tà nhân của âm gian giới cũng dám đánh đến thánh đình, cái này cũng gọi là phồn thịnh sao. Đây đệ lục trung ương vương triều dưới thống trị của thánh đình chúa tể thống trị, bổn tước chính là vì không quen nhìn cách cục hiện giờ, không quen nhìn đệ lục trung ương vương triều suy bại, cho nên mới muốn tự lập làm chúa tể, trùng kiến một cái đệ lục trung ương vương triều càng cường đại hơn. Thần Thiên Tước Gia nói. Hộ thánh chiến thần nói. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, chiến đi, nếu ngươi có thể thắng ta, lại nói chuyện trở thành chúa tể cũng không muộn. Hộ thánh chiến thần tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn tràn ngập nhiệt huyết, chiến hồn trong thân thể cũng không ít hơn người trẻ tuổi. Thần Thiên Tước Gia tuy rằng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chính là người cuồng ngạo tự tin, sẽ không lùi bước trước mặt bất kỳ người nào. Những tu sĩ chung quanh bắt đầu lui lại. Đây chính là tranh phong cấp bậc bán thánh, lực phá hoại quá mạnh mẽ, lui càng xa càng tốt. Hộ thánh chiến thần thét dài một tiếng, thanh âm như sấm sét, lập tức liền quyết đấu với Thần Thiên Tước Gia, hai người ra tay như điện, thân hình biến hóa, phá toái hư không, từ thánh đỉnh đánh xuống mặt đất. Căn bản không ai có thể thấy rõ chiến ảnh của bọn hắn, chỉ nhìn thấy trong bọn họ có người một cước giẫm trên mặt đất, lập tức liền dậm sụp mấy chục tòa sơn lĩnh. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, không ngừng chuyển đổi phương vị, khi thì nhìn lên trời, khi thì nhìn qua mặt đất,
nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng dáng. Quá mức nhanh. Phiến đại địa này cũng trở nên hoang tàn khắp nơi, lúc trước vẫn còn là nơi dồi dào phì nhiêu, giờ phút này đã biến thành sa mạc hoang vu, rất nhiều nơi còn tuôn ra nham tương, biến thành tử vong chi địa. Hai người này thật lợi hại, ta có lẽ phải hoàn thành lần thứ 6 thi biến, mới có thể tranh phong với bọn hắn. Nữ ma nâng nửa tòa tháp tử, áo trắng bồng bềnh, tú mục hàm yên, như một vị thiên nữ lâm trời cao. Tất Mỗ Gia và Tất Ninh Xuất Phụng trộm chạy qua. Con mẹ nó, thần thiên tước vậy mà mạnh như vậy, sớm biết như vậy lúc trước đã không nên bạo lộ thân phận, vạn nhất hắn đánh bại hộ thánh chiến thần thì chúng ta gặp nạn rồi. Tất Mỗ Gia cắn tay, có chút hối hận, cảm giác mình lúc trước đã quá cao điệu. Phong Phi Vân nói, thần thiên tước gia thuộc về kinh thế chi tài, vạn năm khó ra một người, tu vị có lẽ phải mạnh hơn hộ thánh chiến thần một chút, hắn lúc trước bị một kiếm của Tuyết Hà Thông đâm bị thương. Hiện giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, cho nên mới chiến đấu ngang tay như thế. Cái gì, vậy làm sao bây giờ, nếu thần thiên tước thu tính sổ, chúng ta chẳng phải sẽ phải toi đời sao? Sắc mặt Tất Ninh Xuất trở nên xanh mét. Phong Phi Vân nói, bất quá hộ thánh chiến thần nắm giữ trong tay chúa tể đỉnh tì, một khi tế ra kiện trấn giới thần binh này liền có thể lực áp thần thiên tước ra. Tất Mỗ Gia và Tất Ninh Xuất vội vàng vỗ vỗ ngực, thở một hơi thật dài. Vậy là tốt rồi. Phong Phi Vân lại nói. Bất quá, tu vị đạt đến cấp độ như thần thiên tước gia, chỉ cần huyết khí không cạn, tu vị chênh lệch không phải quá lớn, cho dù đánh không thắng đối phương, cũng có thể đào tẩu, nếu hắn có chủ tâm đối phó các ngươi, tất ra các ngươi. Tất Ninh Xuất và Tất Mỗ Gia sắc mặt lần nữa thay đổi. Oanh! Một cửu túc cổ đỉnh từ trên hư không bay lên, khởi động cao ngàn trượng, vô số khí ti từ phía trên cổ đỉnh bay ra. Chạy giữa thiên địa, bộc phát ra lực lượng nhét đầy vũ nội. Thần thiên tước ra bay ngược ra ngoài, qua giây lát đã đứng ngoài vạn dặm, tất cả khí lãng đều thu hồi vào thân thể của hắn, vẫn vững vàng đứng trong hư không, sắc mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào cổ đỉnh kia, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúa tể đỉnh tì. Hộ thánh chiến thần từ trong hư không đi ra, hai tay nâng cổ đỉnh, áo giáp màu vàng trên người bị ánh lên càng thêm sáng lòa, trầm giọng nói. Uy nghiêm chúa tể không thể mạo phạm, thần thiên tước, ngươi nên thu tay lại rồi. Chê cười, cho dù ngươi có chúa tể đỉnh tì, bổn tước cũng không sợ ngươi. Thần thiên tước ra nói. Hộ thánh chiến thần nói. Ngươi đã bị lực lượng chúa tể đỉnh tì đả thương, còn muốn tái chiến sao? Ngươi bình thường tự nhiên không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào, nhưng chỉ cần là người thu vị đỉnh tiêm đều có thể cảm giác được khí tức của thần thiên tước ra trở nên yếu đi. Đây là phải bị tổn thương rất nặng mới xuất hiện tình huống như thế, bằng không thì dùng năng lực tự lành của bán thánh căn bản sẽ không xuất hiện chuyện khí tức yếu đi. Thần thiên tước gia tuy rằng bị thương, nhưng vẫn không đổi sắc, biểu hiện ra phong phạm bá chủ. Thần thiên tước gia nắm chặt hai tay, hai mắt nặng nề. Tu vị bổn tước ở trên ngươi, ngày mà thương thế ta khỏi hẳn cũng chính là lúc lần nữa huyết tẩy thánh đình, người thần thiên tước phủ, đều theo ta đi. Thần thiên tước gia cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn, không liều lĩnh, sợ người lạ biến cố, thu tất cả những tu sĩ thần thiên tước phủ vào trong áo bào, sau đó, liền bay ra ngoài thiên mạc. Xôn xao. Một đạo kiếm quang lướt qua trước mặt, chém tới thần thiên tước gia, kiếm khí cơ hồ như muốn phân thiên địa thành hai nửa. Thần thiên tước gia một quyền đánh nát kiếm khí, dừng bước lại, nhìn thẳng vào phía trước, nói. Tứ nhi, người rõ ràng dám ra tay với vi sư. Ở đằng kia chân trời, một nam tử ăn mặc áo vải, giày vải, đội mũ bố, trong tay ôm một thanh cổ kiếm, từ từ đi đến đối diện thần thiên tước gia, một đôi mắt tràn đầy đạm mạc và vô tình. Đó là thánh cảnh cảnh chủ, Long Tứ. Cảnh chủ cảnh lớn nhất toàn bộ đệ lục trung ương vương triều, nghe đồn hắn một mực đều rất thần bí, rất ít lộ diện, không nghĩ đến hắn lại trẻ tuổi như vậy. Hắn không chỉ là cảnh chủ thánh cảnh, mà còn là đệ tử thần thiên tước, càng có người đồn đãi. Hắn đã nhận thần thiên tước làm nghĩa phụ. Tất Ninh Xuất nhìn chằm chằm vào nam tử ăn mặc áo vải, giày vải, đội mũ bố kia. Hắn chính là thánh cảnh cảnh chủ, không phải nhận giặc làm cha sao? Phong Phi Vân cười nói. Có vài lúc, một tiểu nhân hèn hạ nhận giặc làm cha, bọn hèn nhát luôn luồng cúi người khác, trên thực tế so với rất nhiều người tự cho là đúng lại càng thêm đỉnh thiên lập địa, nhẫn nhịn được nhục mạ, thừa nhận được cười nhạo. Mới có thể rèn luyện ra một trái tim cứng cỏi,
có người tu luyện chính là thân thể, có người tu luyện chính là tâm. Tất Ninh suất cười nói. Đạo lý này ta hiểu, người khác nói ngươi là đồ hèn nhát, đó là người khác không biết ngươi, chỉ cần mình tin tưởng vững chắc mình không phải vậy, vậy thì vào thời điểm thích hợp tự nhiên có thể triệt để đứng lên, bộc phát ra lực lượng khiến những người cười nhạo trước kia phải hoảng sợ. Đại khái là vậy. Thánh cảnh cảnh chủ ôm cổ kiếm, bái ba bái với thần thiên tước ra, sau đó đứng thẳng thân thể, nói. Hôm nay ta bỏ đi chiến bào, chiến ngõa, ngũ quan cảnh chủ, bái ba bái với ngươi, trả lại công ơn nuôi dưỡng, công ơn dạy bảo, ân không giết của ngươi, hiện giờ ta có thể xuất kiếm với ngươi được rồi. Kiếm bay ra, như một đạo kinh hồng. Thánh cảnh cảnh chủ một kiếm đâm vào thần thiên tước ra chiến giáp, chiến kiếm xuyên thấu thần thiên tước ra thân thể. Thần thiên tước ra từ đầu đến cuối đều không động chút nào, chỉ là trên mặt phát ra một tiếng cuồng tiếu, nói. Tốt, ngươi có thể có được thành tựu như hôm nay đã khiến ta rất vui mừng rồi, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể giết bổn tước sao? Thần thiên tước ra cuối cùng thét dài một tiếng, trực tiếp đánh bay thánh cảnh cảnh chủ ra ngoài. Vết kiếm xuyên qua thân thể thần thiên tước ra phát ra hào quang màu xanh, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Hộ thánh chiến thần lần nữa đánh chúa tể đỉnh tỷ ra ngoài, chặt đứt đường lui của thần thiên tước ra. Cửu Long chấn hồn. Long Ngạo Thiên dẫn theo 9 cây trường thương, cũng đã giết qua, trên người có vô số long khí dây dưa, hóa thành một mảnh long vân. Thánh cảnh cảnh chủ vào lúc này cũng giết qua, thi triển ra thần thông nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thần thiên tước ra làm loạn triều cương, tội phải tru diệt. Một trong 3 vị thiên tước, quỷ thiên tước hoành độ hư không mà đến. Cưỡi trên lưng một đầu cốt, cầm trong tay vạn quỷ thần phàm, chiêu đến 10 vạn âm quân, gió lạnh phần phật, như địa ngục chi môn bị mở ra. Ngay cả quỷ thiên tước vô cùng thần bí nhất cũng đến rồi. Lúc này 3 vị thiên tước xem như đã đến đông đủ, thần thiên tước, thánh thiên tước, quỷ thiên tước. Không bao lâu, lại có tước phủ khác xuất hiện, đầu mâu toàn bộ đều chỉ về phía thần thiên tước ra, từng vị lão tổ tước phủ đều hoành độ hư không mà qua. Nhao nhao ra tay với thần thiên tước ra, chiến pháp thần thông quả thực đan vào trở thành hồng lưu. Giết thần thiên tước ra. Trảm cẩu tặc. Nhìn những cường giả không ngừng giết tới kia, Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu thở dài. Thật đúng là tường đảo mọi người đầy. Phong Phi Vân ôm hai tay, cười nói. Người xuất thủ vào lúc này đều là người thông minh, những người này đều ở một bên quan sát, một khi thần thiên tước ra thất bại. Mọi người liền lập tức liên thủ ra tay với thần thiên tước ra, một khi bại chính là hộ thánh chiến thần, vậy thì những người này liên thủ đối phó chính là những người long gia kia rồi. Cho nên nói, tranh đấu giữa thế tục cực kỳ không thú vị, ngoại trừ giết chóc, vẫn là giết chóc. Hiên Viên Nhất Nhất nói, náo động thánh đình xem như đã hạ màn rồi, hiện giờ ngươi hãy cùng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn kia, lắc đầu. Oanh! Thần thiên tước ra đẫm máu chiến đấu hăng hái, từ bên trong thần thông và đạo pháp của chúng cường giả đi ra, tóc dài rối tung, áo giáp biến thành màu đỏ như máu, một chưởng đánh bay hơn 10 người, đánh nát hư không, sau đó, trùng kích vào trong hư không. Đuổi theo, không thể để cho hắn đào tẩu. Một vị lão đạo cấp bậc đại hiền giả, đứng ở miệng vết nứt hư không, đánh ra một đạo thần luyện. Phốc, thần thiên tước ra đánh rớt xuống một cái răng của mình. Dùng hàm răng bản thân đánh xuyên đầu lâu lão đạo kia, hừ lạnh một tiếng. Ta thiên khó táng, địa khó diệt. Khục khục. Nói xong lời này, thân thể thần thiên tước ra liền trở nên mơ hồ, sau đó biến mất trong hư không. Phong Phi Vân nhíu mày, lầu bầu nói. Thiên địa đầu ảnh, thần thiên tước ra cuối cùng vẫn đào tẩu, đệ lục trung ương vương triều sợ rằng khó an bình rồi. Trận đại chiến này, rất nhiều người đều vẫn lạc. Mà ngay cả năm khỏa chủ tinh của Thánh Đình cũng bị đánh nát. Cường giả Trung ương Vương Triều khác và Vương giả yêu tộc cũng đều nhao nhao rời đi, không lưu lại lâu. Một trận chiến này, ý nghĩa sâu xa, nhất định sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn bộ đệ lục Trung ương Vương Triều, thậm chí là cả nhân loại bách tộc. Thần thiên tước ra tuy rằng thất bại, nhưng lại không chết trận, tương lai nếu quay về, khẳng định sẽ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Thánh Đình Long gia tuy rằng thắng, nhưng cường giả và tinh anh đều vẫn lạc quá nhiều, tăng thêm những anh kiệt bị thần thiên tước ra gạt bỏ trong trứng nước kia, trên thực tế Long gia người có thể dùng hiện giờ cũng không nhiều, muốn khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất, cần phải cố gắng mấy đời mới được. Đương kim Thánh Đình chúa tể chết trận, đương nhiên,
đến cùng có phải chết trận hay không còn khó nói, chỉ là trên sử sách đời sau đích thất viết như thế. Có người muốn giữ lại Long Ngạo Thiên làm thánh đình chúa tể mới, nhưng lại bị Long Ngạo Thiên từ chối nhã nhặn, nam tử cực kỳ có tâm huyết với Long gia này lại đi phiêu miểu thần triều. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng lại để lại cho rất nhiều người đệ lục trung ương vương triều ảnh hưởng không thể xóa nhòa, rất nhiều người đều cảm thấy thành tựu của hắn tuyệt không chỉ như thế, tương lai có lẽ sẽ ở phiêu miểu thần triều xông ra một bầu trời. Lại có người muốn để thánh cảnh cảnh chủ Long Tứ làm thánh đình chúa tể, nhưng Long Tứ lại ngay cả thánh cảnh cảnh chủ cũng không muốn làm tiếp, nhẹ lướt đi, rời khỏi đệ lục trung ương vương triều, đi lên một con đường khổ tu. Như vậy đến cùng ai sẽ làm thánh đình chúa tể? Ai còn có tư cách làm thánh đình chúa tể? Thẳng đến ngày thứ 6 thánh đình đại chiến kết thúc, một nữ tử mặc hắc y đến trước cửa thánh đình chúa tể cung mới, công bố mình chính là đệ tử dòng chính của Long gia. Hộ thánh chiến thần tự mình tẩy lễ cho nàng. Nữ tử trước kia không có tiếng tăm gì này, vào ngày thứ 7, danh chấn thiên hạ. Bởi vì, nàng trở thành thánh đình chúa tể mới. Đương nhiên những điều này đều là nói sau. Vào lúc này Phong Phi Vân đã cùng nữ ma cất bước lên đường đến đan đỉnh quỷ thị. Vốn Phong Phi Vân muốn để Long La Phù làm thánh đỉnh chúa tể, định đưa nàng đến trước mặt hộ thánh chiến thần, dùng tu vị và thiên tư của Long La Phù hiện giờ, hơn nữa có mang thần thai, đủ để cạnh tranh tư cách thánh đỉnh chúa tể. Nhưng Phong Phi Vân lại thay đổi quyết định này, bởi vì thần thiên tước gia chưa chết, nếu để cho Long La Phù làm thánh đỉnh chúa tể, vậy thì cũng quá nguy hiểm. Ánh nắng tươi sáng. Trên bầu trời xanh thẳm lộ đầy mây trắng xóa. Trên dãy núi cao ngất, một đầu hắc ưng triển khai hai cánh bay lượn trên bầu trời, cánh rộng chừng ba trượng, lông chim phát ra sáng bóng như kim loại, một đôi mắt nhạy cảm quan sát lấy đại địa, như đang tìm kiếm con mồi. Lúc này, một cái bóng đen cự đại xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Là một bàn tay cực lớn. Trong mắt hắc ưng hiện lên thần sắc kinh khủng, kịch liệt giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị bàn tay khổng lồ kia bắt đi. Sau đó, bị bắt lên một chiếc quỷ thuyền lơ lửng trên không. Ha ha, đã rất lâu không khai trai rồi, đầu ưng nhi này ngược lại thật mập, thánh nữ, ngươi có ăn không? Trên tinh hồng quỷ thuyền, Phong Phi Vân hai tay đè hắc ưng xuống, muốn đi nhổ lông trên người nó. Đầu hắc ưng này không ngừng giãy giụa, lại phát ra tiếng thét chói tai của nữ tử, đột nhiên, biến thành một thiếu nữ 13, 14 tuổi, áo giáp màu đen trên người cũng bị xé nát hai khối lớn. Lộ ra hai vùng da tuyết trắng. Lớn mật, tu sĩ nhân loại các ngươi thật sự quá cuồng vọng, nơi này chính là thiên quỷ giới, nếu ngươi dám ta, cường giả tuệ ưng yêu tộc chúng ta sẽ đánh cho ngươi thần hình đều diệt. Thiếu nữ chăm chú che ngực, co lại thành một đoàn, cau mày, có chút khiếp nhược nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hai cọng lông ưng Phong Phi Vân giật xuống trong tay biến thành hai khối áo giáp nghiền nát, có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ này. Hắn ném hai mảnh áo giáp kia lên mặt đất, cười nói. Ha ha, thì ra đã tiến nhập vào thiên quỷ giới. Cô gái kia thấy Phong Phi Vân không tiếp tục động tay động chân với nàng nữa, liền lại biến thành một đầu ưng màu đen, bay ra tinh hồng quỷ thuyền. Phong Phi Vân đối với thịt của nữ yêu ngược lại không hứng thú bao nhiêu, liền thả nàng rời đi. Hắc ưng xoay quanh phía trên tinh hồng quỷ thuyền, trong ưng nhãn lợi hại mang theo âm tàn đầm đặc. Sau đó bay lên tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Tinh hồng quỷ thuyền bay trên trời cao, tốc độ cực nhanh, từ mặt đất nhìn lại, như một đạo ánh sáng màu đỏ vậy. Nếu đã đến thiên quỷ giới, vậy thì cách đan đỉnh quỷ thị cũng không xa nữa. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Nữ ma xếp bằng trên tinh hồng quỷ thuyền tu luyện, sau khi nghe được Phong Phi Vân nói, chợt mở ra hai con ma ti, trong mắt tản mát ra thần thái ma tính, nói. Ngươi đã từng đi qua đan đỉnh quỷ thị. Phong Phi Vân nhíu mày, cười nói. Làm sao có thể, chỉ là nghe nói qua không ít lời đồn về chỗ đó, nghe đồn chỗ đó chính là thị trường giao dịch lớn nhất thiên hạ, cường giả các giới, các tộc đều tới đó mua sắm thứ mình muốn, đồng thời, nếu có bảo vật gì đó không thể lộ ra ánh sáng muốn rời tay, cũng có thể mang tới đó bán, chỗ đó có thể nói là quỷ thị lớn nhất thiên hạ. Nữ ma nhẹ gật đầu, nói. Đan đỉnh quỷ thị đích thật là nơi tốt để thủ tiêu tang vật, ta đã từng đi qua đó mấy lần. Đổ mồ hôi. Phong Phi Vân lập tức liền nghĩ đến nữ ma ngay cả đạo tổ cổ kinh cũng dám trộm, nàng trước kia khi còn sống khẳng định đã không ít lần đến đan đỉnh quỷ thị thủ tiêu tang vật. Khó trách nàng biết rõ đan đỉnh quỷ thị có thể mua được thái cổ ma thổ.
Phong Phi Vân lần này đến Đan Đỉnh Quỷ Thị, tự nhiên cũng có mục đích của mình, ví dụ như lượng kiếp cổ dược, linh hồn linh thạch, đại thánh chân huyết, muốn triệt để phục sinh Hồng Nhan, những vật này ắt không thể thiếu, cũng chỉ có Đan Đỉnh Quỷ Thị mới có thể mua được. Đồng thời, Phong Phi Vân sắp trùng kích Vũ Hóa Cảnh, cũng phải mua một ít bảo vật làm chuẩn bị. Phong Phi Vân tự nhiên không phải chân chánh chưa đi qua Đan Đỉnh Quỷ Thị, chẳng qua nếu nói mình từng đi qua Đan Đỉnh Quỷ Thị, khẳng định sẽ khiến ma nữ và thánh nữ trước mắt này hoài nghi, cần gì phải tìm thêm phiền phức chứ. Hiên Viên Nhất Nhất cũng ở trên Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Nàng vẫn đội mũ rộng vành trắng, áo trắng bồng bềnh, thánh khiết không tì vết, tràn đầy một loại hàm xúc thần bí. Phong Phi Vân vẫn muốn cắt đuôi nàng, nhưng nàng lại luôn có thể đuổi kịp đến, cuối cùng Phong Phi Vân cũng chỉ có thể mặc nàng đi theo. Phong Phi Vân nói, tiến vào thiên quỷ giới, nhất định sẽ gặp được cường giả đến từ các tộc, ta cảm thấy vẫn nên thu hồi Tinh Hồng Quỷ Thuyền lại thì hơn, miễn cho gây ra phiền toái không cần thiết. Nữ ma cũng thấy rất có đạo lý, cất Tinh Hồng Quỷ Thuyền vào, một đoàn ba người ngự không phi hành, tốc độ cũng sắp đến cực điểm. Đột nhiên, phía trước bay đến một mảnh mây đen, yêu khí vô tận bắt đầu khởi động, phát ra tiếng kêu xèo. Xèo cạc cạc. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều đen xuống, ngàn vạn hắc ưng tràn ngập vòm trời, vây lấy ba người Phong Phi Vân ở chính giữa. Ra ra, chính là hắn, cả nhân loại kia, vừa rồi khi dễ ta, còn nói muốn ăn thịt ta nữa. Một thiếu nữ mặc áo giáp màu đen từ bên trong bầy hắc ưng đi ra, lạnh lùng nhướng mày chỉ vào Phong Phi Vân. Vô số hắc ưng vỗ cánh, tránh lui về hai bên, một cái ưng sào lớn vài trăm dặm bày ra, lơ lửng ở giữa tầng mây, bên trong ưng sào tản mát ra yêu khí khổng lồ, yêu khí trực tiếp ngưng tụ thành yêu vân. Ưng sào kia chính do thiết mộc kim tuyến đằng dệt thành, phía trên nhánh dây màu đen lưu động lấy đường vân màu vàng, phát ra trận trận khí thế nhiếp người. Là một vị lão yêu vương của tuệ ưng yêu tộc. Cổ kiếm trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất phát ra 9 vòng kiếm khí, bao trùm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngăn cản cổ yêu khí khổng lồ kia. Tuệ ưng yêu tộc cũng không phải loại tiểu yêu tộc như bạch nhạn yêu tộc, hổ lang yêu tộc, đây chính là một yêu tộc cường đại, cho dù so ra kém thái cổ thánh yêu tộc, nhưng so sánh với nhân tộc cũng không hề kém gì. Phong Phi Vân ho hai tiếng, nói. Ta nói tiểu muội muội, ta chỉ nhổ hai cọng lông của ngươi, có cần huy động nhân lực vậy không? Cô gái kia lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Con mắt vô cùng sáng ngời, nói. Bắt lấy nhân loại này cho ta muốn ăn tươi hắn. Xèo, xèo cạc cạc. Vô số hắc ưng bay đến Phong Phi Vân, cũng không phải hắc ưng bình thường, có thân thể cực lớn, đủ dài mấy chục thước, miệng chúng bén nhọn tựa như lợi kiếm, móng vuốt sắc bén tựa như móc sắt, trên miệng và móng vuốt đều đan xen huyễn vân, nhẹ nhàng mổ một cái, một tòa núi lớn cũng bị xuyên thủng. Phong Phi Vân sắc mặt trầm xuống. Sớm biết phiền phức như vậy, lúc trước đã không thả nàng rời đi rồi. Phốc! Phong Phi Vân gọi ra thiên tủy binh đảm, hóa thành mấy ngàn chuôi tiểu kiếm, xuyên thủng mảng lớn hắc ưng, lông chim bay đầy trời, huyết nhục biến thành từng khối, tựa như mưa rơi trên mặt đất. Nhưng số lượng hắc ưng thật sự quá nhiều, căn bản giết không bao giờ hết. Nữ ma và Hiên Viên Nhất Nhất cũng bị cường giả tuệ ưng yêu tộc công kích, bị cuốn vào trong bầy ưng, thân thể hoàn toàn bị bao trùm lấy. Tất cả đi chết đi. Nữ ma gọi ra thiên tôn vô lượng tháp, thu mấy vạn đầu hắc ưng vào trong tháp, khiến một mảng bầu trời trở nên trống rỗng. Lão yêu vương lơ lửng trong tầng mây kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thánh linh khí mãnh. Chợt, lão yêu vương màu phát ra tiếng cười to cạc cạc. Hôm nay thật sự đụng đại vận, thượng thiên cũng muốn ban thánh linh khí mãnh cho ta. Trong cặp ưng nhãn của tuệ ưng lão yêu vương bay ra hai thanh tiểu kiếm. Lộ ra hai màu thanh, hồng chém tới nữ ma. Vô tận yêu khí cuốn đến. Tu vị lão yêu vương này rất khủng bố, Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất đều bỏ chạy về hai hướng, những hắc ảnh kia cũng đều đuổi theo hai người, giống như châu châu vây lấy hai người vào trong. Người hôm nay thật sự đụng đại vận. Đôi đồng tử nữ ma biến thành huyết sắc, trên người ma khí đằng đằng, tà vụ tán giật ra từng đám, đánh ra thiên tôn vô lượng tháp. Phong Phi Vân bị vô số bóng đen bao trùm, giết đến không biết trời đất, cũng không biết đánh bao lâu, mới từ trong bầy hắc ưng chạy thoát ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đại địa thổi lên từng ngọn gió lạnh. Trong bóng tối, truyền đến từng đợt quỷ khiếu, đây không phải là ảo giác của Phong Phi Vân, mà là lệ quỷ chân chính đang thét dài.
Nghe đồn thiên quỷ giới chính là nơi cách gần địa ngục, trời vừa tối, rất nhiều lệ quỷ và hung tà đều từ lòng đất leo ra, thôn phệ dương khí ban đêm, hy vọng có một ngày có thể dùng dương khí đúc thành một cỗ dương thân, như vậy chúng coi như là vào ban ngày cũng có thể đi tới dương gian. Ban ngày chúng tự nhiên không dám ra, bởi vì ban ngày dương khí quá thịnh, chúng căn bản không chịu nổi cổ lực lượng kia. Nếu gặp được nam tử dương khí đặc biệt nặng, những quỷ hồn cường đại kia sẽ biến hóa thành nữ tử hình dạng xinh đẹp đến câu dẫn nam tử này, hấp thu dương khí trên người hắn. Thật sự là quá xui rồi, vừa mới đến thiên quỷ giới đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, xem ra sau này phải nhớ kỹ, không chỉ cọng lông trên người nữ nhân không thể nhổ, mà lông trên thân ưng cũng không thể nhổ. Trên người Phong Phi Vân tất cả đều là huyết tương, đi trên vùng đát mênh mông không biến giới, hướng về bốn phía, nhưng thiên quỷ giới trong đêm tối tối đến thần kỳ, hắn dùng phượng hoàng thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn được vài dặm. Trong đại chiến với tuệ ưng yêu tộc, Phong Phi Vân tựu đã thất lạc với nữ ma và hiên viên nhất nhất, hiện giờ cũng chỉ có thể một người lên đường. Thật vất vả, gặp một nhánh sông, Phong Phi Vân ý định tẩy rửa vết máu trên người. Nhưng từ xa xa hắn đã nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, lúc đi đến bờ sông, không thấy được nước sông thanh tịnh, mà là một dòng huyết thủy sóng cả mãnh liệt. Ngay khi Phong Phi Vân thất vọng thì trên mặt sông truyền đến tiếng ca thanh mỹ động lòng người, yêu nhã mà xinh đẹp, tiếp theo truyền đến tiếng mái chèo. Ở trong tối sương mù tràn ngập, một cái thuyền nhỏ màu xanh từ trên mặt nước phiêu đãng qua. Trên thuyền nhỏ, có một nữ tử mặc thanh y nghiêng người dựa lên đó. Nàng có một khuôn mặt mỹ lệ, làn da trên người tựa như mỡ dê sữa bò, trên mặt không chút tô son chát phấn, quần áo trên người có nhăn nhăn nhúm nhúm dán trên da thịt, có rủ xuống trong nước, khiến đường cong xinh đẹp kia được phác họa vô cùng tinh tế. Tiếng ca đẹp, người cũng đẹp. Người nha, đối với thứ đẹp tự nhiên sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Thậm chí hận không thể đến gần một chút để xem, càng gần càng tốt. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh bờ. Rất hứng thú nhìn qua nữ tử kia. Mao Ô Quy đứng ở bên cạnh ống quần Phong Phi Vân, nói. Ngươi sẽ không có ý với nàng đấy chứ, ta thấy thế nào đều cảm thấy cô gái này không tầm thường. Nữ tử không tầm thường mới khiến nam nhân ưa thích. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Mao Ô Quy và Mao Lão Thực đều cảm thấy cách nghĩ của nam nhân thật sự rất kỳ quái. Cảnh ban đêm hơi lạnh, huyết hà chảy xuôi. Sương mù nồng đậm, mỹ nhân độ thuyền. Phong Phi Vân lớn tiếng kêu lên. Cô nương, con sông này rất nguy hiểm, sợ là có hung tà tu vị cao thâm ẩn ở đáy sông, người phải cẩn thận đấy. Trên mặt sông, tiếng ca dừng lại. Nữ tử mặc áo lụa xanh trên thuyền có chút quay người, rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hai con ngươi sáng ngời, trong mắt có hai ngọn lửa màu xanh, sau đó liền chèo thuyền nhỏ đi lại. Thanh âm du dương từ trên thuyền nhỏ truyền đến. Thanh âm của nàng rất đẹp. Nhân loại nhược tiểu, nơi này không phải nơi ngươi nên đến từ đâu thì về nơi đó đi. Mao Ô Quy và Mao Lão Thực đều cười ha ha, con gái người ta căn bản không để ý đến Phong Phi Vân. Ầm ầm, trên huyết hà nhấc lên vòng xoáy cực lớn, vừa bắt đầu chỉ có đường kính 1 mét, sau đó đạt đến 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Thuyền nhỏ cứ du đãng bên ngoài huyết hà, khi thì bị sóng biển đẩy lên đầu sóng cao mấy trăm thước. Khi thì chìm vào sâu mấy trăm mét, như tùy thời đều muốn lật úp, bị bọt nước xé tan thành mảnh nhỏ. Oanh! Trung tâm vòng xoáy kia bay ra một đầu thuồng luồng màu đỏ như máu, thân thể tráng kiện, lân phiến còn lớn hơn cả cái kỳ hốt giác, thân thể dài chừng 80 dặm. Trong miệng thuồng luồng phát ra một tiếng thét dài, vang vọng bầu trời đêm, những lệ quỷ đang gào rú kia đều bị một tiếng giao giống này chấn cho hồn phi phách tán, một cổ yêu khí mãnh liệt nhét đầy hư không. Vô số đạo lý và quy tắc đều hội tụ vào trong thân thể nó. Trong sông này lại có cả một đầu huyết giao. Phong Phi Vân biến sắc, tuy rằng đã sớm cảm giác được trong sông có hung tà chiếm giữ, nhưng vẫn bị khí tức đầu huyết giao này dọa cho kinh sợ. Huyết giao yêu tộc chính là một trong thái cổ thánh yêu tộc, tiên thiên thể chất đã rất cường đại, hơn xa nhân loại, đặc biệt là chúng khát máu thành tánh, huyết khí cường đại hơn yêu tộc khác rất nhiều. Tu vị đầu huyết giao này cực kỳ cường đại. Tuyệt đối không phải vũ hóa cảnh bình thường, có thần thông nghiêng trời lệch đất. Phong Phi Vân lấy ra bán thánh lệnh phù, trên tấm bán thánh lệnh phù này đã có 9 khe hở, chỉ có thể dùng thêm một lần nữa. Hắn định sử dụng cơ hội lần cuối của tấm bán thánh lệnh phù này để cứu lấy thiếu nữ kia.
Nữ tử mang thanh y kia ngồi trên thuyền nhỏ, mặc cho sóng biển cuốn lấy thế nào hỏa, nàng vẫn ngồi cực kỳ yên tĩnh, liếc mắt qua huyết giao bay trên vòng trời kia nói. Thứ giao vương, người còn muốn chạy trốn đến khi nào đây? Thanh y, bổn vương đã ở dưới đầu huyết hà này 300 năm, ngươi lại tìm đến, ngươi khinh người quá đáng rồi, hôm nay chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Thứ giao vương thét dài một tiếng, trong miệng nhổ ra một biển lửa, lập tức liền bốc hơi cả huyết hà, vạn dặm đại địa thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, nham thạch và sơn thể đều bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành nham tương. Thứ giao vương này chính là một vương giả yêu tộc. Phàm là tồn tại có thể phong vương ở yêu tộc đều có thể so với đại hiền giả trong tộc đàn nhân loại, đều có thần thông kinh thiên động địa, huống chi thứ giao vương còn là thái cổ thánh yêu tộc, so với yêu vương bình thường càng thêm cường đại. Mẹ nó, thiên quỷ giới này thật không phải là nơi người ở, trong vòng một ngày đã nhìn thấy hai yêu vương rồi, cường giả sao lại nhiều vậy chứ? Mao Ô Quy chửi ầm lên, ngồi ở trên thánh thực quả, xa xa né ra, nhưng vẫn bị một tòa núi lớn sụp đổ nện trên người. Vùi vào trong đất. Thanh y nữ tử kia đứng trên thuyền nhỏ, chậm rãi vươn một cánh tay mảnh khảnh, trực tiếp bắt lấy thứ giao vương, tựa như bắt một con lươn vậy. Thân thể thứ giao vương không ngừng nhỏ đi, cuối cùng thật sự trở nên chỉ dài như cá trạch, toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra ánh lửa, bị thanh y nữ tử cất vào trong giỏ trúc, treo ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ bay lên, bay trên vân yên, biến mất trong màn đêm. Phong Phi Vân trong tay nắm lấy bán thánh lệnh phù. Nhìn qua hướng thuyền nhỏ rời đi, sờ lên cái cằm, thật lâu sau mới cười cười, sau đó cất bán thánh lệnh phù vào. Ha ha, Phong Phi Vân, người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại không nghĩ đến người ta lợi hại hơn ngươi nhiều, nên biết trên đời này có rất nhiều nữ nhân kỳ thật đều rất cường đại, cũng không cần nam nhân đến cứu. Mao Ô Quy từ trong đất bùn bò lên, run rẩy thân thể, chấn rơi bùn cát lên mặt đất. Phong Phi Vân cười nói. Ai nói nàng là nữ nhân? Chẳng lẽ nàng là một nam nhân sao? Mao Ô Quy nói. Mao lão thực cũng từ trong đất bùn chui ra, nói. Nếu là một nam nhân, nhị đại gia tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm lâu như vậy rồi. Phong Phi Vân nói. Nàng là một nữ yêu. Nữ yêu, sao ta không cảm giác được yêu khí trên người nàng? Mao Ô Quy kinh ngạc nói. Phong Phi Vân cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Đan đỉnh quỷ thị, cũng không ở trên mặt đất, mà ở dưới lòng đất. Một người nếu lần đầu đến đan đỉnh quỷ thị, nói không chừng tốn hao mấy trăm năm cũng không tìm thấy cửa vào đan đỉnh quỷ thị. Thế nhân đều nói thiên quỷ giới chính là nơi cách địa ngục gần nhất, nhưng bọn hắn lại không biết đan đỉnh quỷ thị cách địa ngục càng thêm gần. Phong Phi Vân đi trong một không gian đen kịt, trong không gian đen kịt này có một con đường hẹp lơ lửng, một mực kéo dài vào sâu trong hắc ám, như nối thẳng vào địa ngục vậy. Con đường này tự nhiên không phải đi thông địa ngục, mà là thông đạo đi đến đan đỉnh quỷ thị. Nếu ngươi cho rằng đan đỉnh quỷ thị chôn dưới lòng đất thiên quỷ giới, vậy thì ngươi sai rồi. Đã từng, có một vị vũ hóa hiền giả tiến đến tìm kiếm đan đỉnh quỷ thị, đánh cho lòng đất lún xuống 8.000 dặm cũng không thể đào được đan đỉnh quỷ thị. Nói ngắn lại, đây là một chỗ vô cùng thần bí, ngay cả một ít thánh linh thời kỳ viễn cổ cũng không hiểu đây rốt cục là tồn tại thế nào. Rất nhanh. Phía trước lộ càng ngày càng nhiều, tu sĩ trên đường cũng càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng đi đến, tu sĩ các đại yêu tộc cũng có, thậm chí có một ít tu sĩ âm tà, cũng không có thật thể, như một đám quỷ hồn lơ lửng trên không trung. Muốn tiến vào đan đỉnh quỷ thị, trước giao nộp một quả trùng động linh thạch. Một đám tu sĩ bọc lấy huyết bào, lộ ra huyết khí, tay cầm trường kích, đứng ở cửa lớn quỷ thị. Đám tu sĩ này cũng không biết là tồn tại thế nào. Dù sao không phải người cũng không phải yêu, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách cường đại. Đến đan đỉnh quỷ thị, coi như là những vương giả yêu tộc, tước gia nhân tộc cũng đều phải dựa theo quy củ của nơi này làm việc, không ai dám sinh sự cả. Phong Phi Vân nộp một quả trùng động linh thạch, sau đó, đi vào đan đỉnh quỷ thị. Tòa quỷ thị này, Phong Phi Vân kiếp trước đã từng đến, chỉ là đã qua hơn một vạn năm, sớm đã người và vật không còn rồi. Đây là long tộc côi bảo từ trí tuế giới đưa đến, các hạ, qua xem thử đi. Một lão quỷ đứng ở bên ngoài quỷ cốc, áo bào nhân tộc hư thối, bên trong áo bào tràn ra một đoàn khói đen, dưới tóc lơ lửng xê một đoàn u linh hỏa. Trong cánh tay hư ảo của hắn nắm một khối mộc đầu, trên mộc đầu mọc ra từng khối long lân, tản mát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
Phong Phi Vân chỉ liếc qua đã nhìn ra nhánh mộc đầu trong tay lão quỷ kia chính là vạn niên long mộc, chỉ có trí tuế giới mới có, bất quá phẩm chất quá kém, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Phong Phi Vân, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi. Hương liệu của hồ tộc Đại La Giới, tiểu huynh đệ nhân tộc có muốn xem qua không, chỉ cần thoáng rắc một chút lên người liền có thể duy trì thân thể ngàn năm thơm ngát, mua một chút tặng cho nữ tử mình yêu quý đi. Một tiểu hồ ly mọc ra một cái đuôi nhỏ đứng trên bậc thềm ngọc, ăn mặc áo lông hồng nhạt khêu gợi, bộ ngực sữa tuyết trắng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi áo vậy. Trên người của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, lông mi thật dài không ngừng nháy, khiến rất nhiều tu sĩ đều bị câu hồn phách. Phong Phi Vân rất hứng thú, cầm lấy mấy cái túi thơm treo trên người tiểu hồ ly hít hà, đột nhiên, hắn nắm lấy một cái túi thơm trong đó, cười nói. Mùi thơm này, ta dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Có phải ở đây không? Một nữ tử mặc hồ cầu màu trắng từ trong ngọc điện đi ra, mái tóc màu đen dùng bạch ngọc châm cài lấy, trong tay ôm một đầu chó sồm lồng xù tuyết trắng, ngọc eo lắc lư, từ từ đi xuống bậc thang, đứng ở sau lưng Phong Phi Vân. Đầu chó sồm vốn còn lười biếng nằm trong ngực của nàng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trở nên rất tinh thần. Tiểu hồ ly tinh nhìn thấy nữ tử này đi ra, chợt thi lễ một cái. Phong Phi Vân đối với cổ mùi thơm này thập phần say mê, nhắm mắt lại, quay người qua, hít hà trên người nàng kia, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rất đúng, chính là cổ mùi thơm này. Phong Phi Vân mở to mắt, ánh mắt đã rơi vào chỗ ngực mặc dao dao, chợt có chút xấu hổ. Vội vàng ngẩng đầu, ha ha cười cười, nói. Thiên nhai hà sử vô chi kỷ, đi tới quỷ thị cũng có thể nhìn thấy cố nhân, thật đúng là kỳ rồi. Trong đôi mắt mặc dao dao tràn đầy mị ti, da thịt óng ánh sáng long lanh, tựa như cây đào mật sáng sớm, trong môi đỏ nhổ ra một ngụm mùi thơm nhàn nhạt, nói. Thần Tấn Vương triều từ biệt cũng đã nhiều năm, sao ngươi lại đột nhiên chạy đến quỷ thị thế? Chung quanh có rất nhiều tu sĩ đều rời ánh mắt qua. Bất quá bọn hắn đều là bị vẻ kiều mị của Mạc Giao Giao hấp dẫn, mà không phải bởi vì tiểu tử nhân tộc Phong Phi Vân. Đương nhiên cũng có người giễu cợt, cảm thấy tiểu tử nhân loại này nhất định là bị hồ tộc yêu cơ mị hoặc rồi, đợi lát nữa nhất định sẽ bị lừa đến không còn đồng nào. Phong Phi Vân tự nhiên cảm giác được ánh mắt của những người này, cười nói. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Mạc Giao Giao xì xì cười cười, nói. Sao phải vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu ta lại nói thêm mấy câu với ngươi, liền sẽ có người đến giết ta sao? Phong Phi Vân nói. Mạc Giao Giao cười càng thêm mê người, khiến mảng lớn tu sĩ trên đường phố quỷ thị đều mê đảo. Nàng mang theo Phong Phi Vân tiến vào trên lầu các hương liệu ngọc điện, có một tiểu hồ ly tinh hình dạng mê người bưng một chén trà xích đồng đặt ở trước mặt Phong Phi Vân, sau đó liếc trộm qua Phong Phi Vân không hề cố kỵ, ngắt một cái lên đuôi tiểu hồ ly tinh kia. Tiểu hồ ly tinh lập tức như một con thỏ con bị giật mình, đỏ mặt trốn đi. Ngày đó Diêm Vương và nữ ma đại chiến, khiến ngũ đại vương triều bị hủy diệt hơn phân nửa, ta thấy bọn hắn đánh rất hăng say, tựa hồ cũng không cần ta hỗ trợ, vì vậy ta liền đi trước. Mạc Giao Giao tiếp theo nói lại chuyện xảy ra ở Thần Tấn Vương triều lúc ấy cho Phong Phi Vân nghe, trên gương mặt tinh xảo mà mềm mại đáng yêu thủy chung đều mang theo dáng tươi cười. Mạc Giao Giao có thanh lệ của tiên tử. Cũng có yêu diễm của yêu hồ, cái quỳnh tỷ kia tựa như ngọc phong, cặp môi đỏ mỏng óng ánh sách nhuận, bộ ngực sữa cao ngất mượt mà. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ giờ phút này đã bị nàng câu hồn đi rồi. Phong Phi Vân nói, ta một mực rất ngạc nhiên, người lúc trước vì sao lại xuất hiện ở Thần Tấn Vương triều. Mạc Giao Giao cười nói, trên đời này mỗi người đều có một ít bí mật, cũng giống như ngươi vậy, trên người của ngươi cũng không có rất nhiều bí mật. Những bí mật này ta nên biết, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết, ta không nên biết, ta cho dù hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói. Mặc cô nương nói rất đúng, quân tử chi giao nhạt như nước, ngược lại là ta mạo muội rồi. Cũng không mạo muội, bí mật này kỳ thật cũng có thể nói cho ngươi biết, bất quá phải đợi thêm mấy ngày nữa. Bàn tay Mặc Giao Giao trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nâng chung trà lên. Tinh tế phẩm một ngụm trà, cặp môi đỏ mỏng chạm trên chén trà, tràn đầy co giãn và ngọc trạch. Phong Phi Vân lại trò chuyện cùng Mạc Giao Giao một hồi, sau đó liền đứng dậy rời đi, Mạc Giao Giao đưa hắn xuống dưới. Hương liệu ngọc điện hồ tộc làn gió thơm lượn lờ, không chỉ vì hương liệu ở đây, mà càng vì những nữ tử tới mua hương liệu. Nhưng phàm là nữ tử,
vô luận tu vị cao bao nhiêu, vô luận thân phận ngạo bao nhiêu, đều sẽ thích cái đẹp. Nữ tử sao có thể thiếu dùng hương thơm để tân trang bản thân chứ? Nữ tử có thể đến đan đỉnh quỷ thị đại đa số đều không phải nữ tử bình thường, rất nhiều người yêu mỹ. Ồ, hồ tộc lúc nào có một nữ tử xinh đẹp như vậy, trước kia kia chưa bao giờ thấy qua lần nào. Một nữ tử phủ lên tóc dài màu xanh da trời, làn da màu xanh da trời, con mắt màu xanh da trời nhìn qua Phong Phi Vân và Mạc Giao Giao đang đi qua hành lang. Người ngay cả nàng cũng không biết, nghe nói nàng chính là một vị yêu nữ của Đại La Giới. Ha ha, nữ tử hồ tộc có ai mà không phải yêu nữ chứ? Nhưng nàng lại không phải yêu bình thường, vẫn đừng nên nói đến nàng, miễn cho bị nàng nghe được. Lại có người hỏi. Nhân loại bên người nàng đến cùng có lai lịch gì, cảm thấy cũng tương đối tuấn tú đấy, ha ha. Đó không phải nhân loại, chỉ là một tên bán yêu. Có một mỹ nhân mọc ra con mắt thứ ba nhìn thấu thân phận bán yêu của Phong Phi Vân. Thì ra là một bán yêu. Trong ngọc điện này có rất nhiều nữ tử đều giảm bớt hứng thú, không nhìn lên người Phong Phi Vân nữa, thậm chí có không ít người lộ ra ánh mắt mỉa mai. Sinh vật như bán yêu, vô luận là ở nhân tộc hay là ở yêu tộc, đều là đại danh từ đê tiện nhất. Phong Phi Vân cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng bên trong những cô gái này, có một nữ tử từ đầu đến cuối vẫn chưa từng liếc Phong Phi Vân, nàng chỉ là đang nhìn nguyên một đám túi thơm lơ lửng trên hư không, vô luận Phong Phi Vân là thiếu niên nhân tộc tuấn lãng hay là bán yêu đê tiện hèn mọn tựa hồ cũng không thể khiến nàng sinh ra chút lực chú ý nào à. Thanh sa trên người nàng rất mỏng, có nhiều nếp nhăn dán trên thân thể, lộ ra eo xanh ngọc. Có lại lộ ra mông lung, tràn đầy thần bí chi khí. Phong Phi Vân dừng bước, nhìn chăm chú vào trên người nàng. Lại gặp được nàng. Mạc Giao Giao theo ánh mắt Phong Phi Vân nhìn sang, che miệng suy suy cười cười, nói. Ngươi sẽ không vừa ý nàng đấy chứ. Một người nam nhân nhìn một nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mạc Giao Giao cười nói. Nữ tử xinh đẹp trong ngọc điện này ít nhất cũng có 8-9 người. Trong đó có càng là có mỹ mạo như thiên tiên hạ phàm, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng nàng? Phong Phi Vân nói, mỹ nhân trên đời này luôn không ít, nhưng có thể không cười nhạo bán yêu lại không nhiều. Vậy ta nên nhắc nhở ngươi rồi, nàng không cười nhạo bán yêu, cũng không có nghĩa là sẽ để ý bán yêu. Mạc Giao Giao nói, thanh sa nữ tử kia vẫn đang lựa túi thơm, ánh mắt trong suốt, cũng không bị chuyện ngoại giới cấy nhiễu. Phong Phi Vân sửa sang lại vạt áo, cười cười, sau đó đi tới sau lưng thanh sa nữ tử, cười nói. Kỳ thật mỹ nhân như cô nương, cho dù không cần túi thơm, cũng đã rất xinh đẹp động lòng người, không ai bằng rồi. Thanh sa nữ tử kia nghe được thanh âm Phong Phi Vân, quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, không mang theo bất luận cảm xúc gì, sau đó tùy ý gỡ xuống một cái túi thơm, cầm trong ngón tay ngọc mảnh khảnh, sau đó hỏi thăm Mạc Giao Giao. Bao nhiêu linh thạch? Mạc Giao Giao thấy Phong Phi Vân kinh ngạc, liền cười cười, nói. 500 giới linh thạch. Ta trả thay nàng. Phong Phi Vân lấy ra 5 miếng long linh thạch, đoạt trước một bước giao vào TANG tay Mạc Giao Giao. Mạc Giao Giao tự nhiên nhận lấy linh thạch của Phong Phi Vân, cười nói. Hiện giờ nam tử hào phóng như ngươi thật sự không nhiều lắm, cố gắng lên nha. Lông mày thanh sa nữ tử kia có chút nhíu, lần nữa nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Sau đó liền từ từ đi ra khỏi hồ tộc Hương Liệu Ngọc Điện, xuyên thẳng trong dòng người trên đường phố Quỷ Thị. Đường tại Quỷ Thị thập phần lờ mờ, tựa như con đường ruộng nhỏ vào ban đêm vậy. Ngẫu nhiên, sẽ có một ít âm thi, quỷ tà đi qua, tướng mạo dữ tợn, thập phần khiến người sợ hãi. Quỷ Thị này không chỉ là nơi cường giả các tộc giao dịch mà còn là nơi tị nạn của một ít người cùng hung cực ác. Chính vì như thế, cho nên Quỷ Thị mới nhiều thêm vài phần âm trầm khủng bố. Đồng thời cũng nhiều vài phần kích thích. Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta nữa, ta không có hảo cảm đối với nhân loại. Thanh sa nữ tử lạnh như băng nói. Phong Phi Vân cứ đi sau lưng nàng, lưng vác hai tay mà đi, cười nói. Đầu tiên, ta chỉ có thể coi là một bán yêu, tiếp theo, chúng ta vừa vặn tiện đường. Thanh sa nữ tử không hề để ý tới Phong Phi Vân, chỉ coi hắn như một người nhàm chán. Trong bóng tối. Đi ra 6 lang tộc đại yêu thân hình khôi ngô, thân cao 2 trượng, có thân thể nhân loại, lại mọc ra đầu sói, hai mắt phát ra hào quang cốt lục, vây lấy thanh sa nữ tử ở trung ương. Ha ha, đại ca,
cô nàng này vậy mà dám một mình đến đan đỉnh quỷ thị, nàng thật sự không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm a. Vậy chúng ta hãy cho nàng biết chỗ này nguy hiểm thế nào đi. Một lang tộc đại yêu trong tê đó duỗi ra tay đầy lông xù ôm lấy eo thanh sa nữ tử, nhưng vòng eo mềm mại mảnh khảnh xốp giòn kia cũng không rơi vào tay hắn, sờ được lại là một nam nhân. Người nam nhân này tự nhiên là Phong Phi Vân. Lang tộc đại yêu ánh mắt lập tức lạnh như băng, thu tay về, trầm giọng nói. Một tên bán yêu chết tiệt, mau cút cho ta. Phong Phi Vân ôm hai tay, cười nói. Nên cút ngay chính là bọn ngươi, ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi còn không cút cho ta, ta sẽ đánh gãy tay của các ngươi, lại đánh gãy chân của các ngươi. Đáng giận. Hai lang tộc đại yêu gào thét một tiếng, đồng thời đánh qua Phong Phi Vân. Nhưng còn chưa chạm vào góc áo Phong Phi Vân đã bị Phong Phi Vân đánh bay về, hai cái cánh tay tráng kiện cứ thế bị bẻ gãy. Bán yêu thật cường đại. Sáu tên lang tộc đại yêu kia đều nhìn ra Phong Phi Vân không dễ chọc, vội vàng rút lui, biến mất trong bóng đêm. Thanh sa nữ tử kia đứng ngay sau lưng Phong Phi Vân, trong đôi mắt mang theo kỳ thải, lộ ra bóng dáng hai luồng ngọn lửa màu xanh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Phi Vân nói. Ta đang giúp người đánh người xấu, đương nhiên ta cũng biết dùng tu vị cô nương căn bản không cần ta trợ giúp, chỉ bằng loại bại hoại không biết tốt xấu này lại cần cô nương ngươi tự mình ra tay, chẳng phải là ô uế ngọc thủ của cô nương sao? Ngươi thật sự muốn giúp ta đánh người xấu? Thanh sa nữ tử nói. Phong Phi Vân nói. Đương nhiên. Thanh sa nữ tử nói. Vậy được rồi, ta hiện giờ đang muốn đi đối phó một người xấu. Nhưng ta lại không nắm chắc bao nhiêu phần có thể giết được hắn. Vậy ta giúp ngươi thế nào? Phong Phi Vân nói. Thanh sa nữ tử nói. Nếu ta chết rồi, ngươi đến nhặt xác cho ta. Thanh sa nữ tử chiêu đến một đầu thuyền nhỏ màu xanh, nàng và Phong Phi Vân đều đi đến trên thuyền nhỏ lập tức bay lên, sau đó bay vào trong bóng tối. Thuyền nhỏ này đại khái chỉ chừng 3 mét, cũng rất hẹp, Phong Phi Vân cũng không đoán ra là do chất liệu gì tạo thành. Hết sức đặc thù, nếu là mộc đầu, nhưng Phong Phi Vân trước đến giờ chưa thấy qua mộc đầu như vậy, nếu kim loại, Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy qua kim loại thế này, nếu là do thạch đầu điêu thành, Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy qua loại thạch đầu này. Thuyền rất nhỏ, hai người rời đi rất gần, Phong Phi Vân nhẹ nhàng khẽ ngửi, phảng phất có thể nghe thấy được mùi thơm cơ thể tản mát ra từ người nàng, thậm chí có thể cảm nhận được thanh sa trên người nàng bay đến mặt mình. Phong Phi Vân cúi đầu nhìn nhìn miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay mình, trên ban chỉ có một dòng chữ cổ khẽ chớp động, phát ra một tia ánh sáng. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, sau đó tháo miểu quỷ ban chỉ ra cho vào đan điền, bỏ vào trên thanh đồng cổ thuyền. Ở bên bờ huyết hà tại thiên quỷ giới, Phong Phi Vân lần đầu thấy thanh sa nữ tử này, miểu quỷ ban chỉ đã chớp động, nhưng lại bị Phong Phi Vân cưỡng ép chân áp xuống. Sau khi Phong Phi Vân leo lên chiếc thuyền nhỏ này, hào quang trên miểu quỷ ban chỉ cơ hồ đã không thể chấn áp, hắn chỉ có thể bỏ nó lên thanh đồng cổ thuyền, dùng thanh đồng cổ thuyền để che giấu khí tức của nó. Phong Phi Vân ngồi ở phần đuôi thuyền nhỏ, có chút cúi đầu, đã nhìn thấy giỏ trúc treo ở đầu thuyền, bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, bên trong có một đầu tiểu thuồng luồng màu hồng đỏ thẫm đang bơi. Sau đó, Phong Phi Vân lại rời ánh mắt vào trên người thanh sa nữ tử, cẩn thận nhìn tiên nhan khuynh thành của nàng, lông mi tự nhiên. Không trải qua tân trang, cũng không trải qua kẻ vẽ, nhưng lại chỉnh tề u nhã, đẹp hơn cả tranh vẽ. Da thịt của nàng óng ánh sáng long lanh, trắng nõn động lòng người, giống như do Mỹ Ngọc điêu thành vậy. Mỹ nữ bình thường, nhìn một cái sẽ rất kinh diễm, nhìn lâu rồi, không khỏi sẽ nhàm chán. Nhưng thanh sa nữ tử, lại khiến người sinh ra tâm tư càng nhìn càng thích, giống như vĩnh viễn đều nhìn không chán vậy. Thanh sa nữ tử chú ý tới ánh mắt Phong Phi Vớ. Có chút nhìn chằm chằm hắn, nàng tựa hồ cũng không hay nói, nghĩ trong chốc lát mới tìm ra vấn đề để nói. Nhân tộc các ngươi cũng xuất hiện một ít nhân vật cái thế, trong đó có một ít có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Phong Phi Vân chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cười nói. Mỗi một tộc có thể sinh tồn, tất nhiên đều sẽ có một ít cường giả có thể chống một mảnh trời. Thanh sa nữ tử nói. Mấy năm nay, nhân tộc ngược lại xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa. Khiến thái cổ thánh yêu tộc cũng cảm thấy cấp bách. Ánh mắt Phong Phi Vân chợt có chút âm trầm, bất quá cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, nói. Thánh thần, Thủy Nguyệt Đình. Không, là Thiên Vu Đại Thần. Thanh sa nữ tử nói. Mỗi một chủng tộc,
luôn luôn sẽ có mấy người có thể chống một mảnh trời, nếu không những chủng tộc này cũng không có khả năng kéo dài được. Phong Phi Vân đối với Thiên Vu Đại Thần cũng không xa lạ gì, ở Thần Tấn Vương Triều đã nghe qua tên của hắn, đây tuyệt đối là một tồn tại thần linh. Thanh Sa Nữ Tử nói. Thiên Vu Đại Thần xem như là một trong mấy người của nhân tộc khiến yêu tộc phải kính sợ, vào thời đại cận cổ đã làm không ít đại sự kinh thiên động địa, một lần phát sinh gần đây nhất vào hơn một vạn năm trước, từng cùng một vị Phượng Hoàng Yêu Hậu xảy ra một trận đại chiến có 102, ở ngoại vực nứt vỡ một phiến hư không, cuối cùng Thiên Vu Đại Thần đánh lui vị Phượng Hoàng Yêu Hậu kia, chặn vị đại kiếp nạn vị Phượng Hoàng Yêu Hậu kia thảo phạt nhân tộc. Bất quá, sau trận chiến ấy, Thiên Vu Đại Thần cũng không thấy xuất hiện qua nữa, có người hoài nghi hắn đại chiến với Phượng Hoàng Yêu Hậu đã bị trọng thương, đã vẫn lạc. Cho dù hắn thật sự vẫn lạc, kỳ thật cũng không tổn hại uy danh của hắn, dù sao có thể đánh lui một vị Phượng Hoàng Yêu Hậu đã là chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ rồi, đẩy địa vị nhân tộc tiến lên một bước dài, chỉ có điều lực lượng người này tuy mạnh, nhưng nhân phẩm lại rất kém. Trong mắt Thanh Sa Nữ Tử mang theo vài phần oán khí. Hiển nhiên đối với Thiên Vu Đại Thần cũng không phải hoàn toàn bội phục, ngược lại còn có mấy phần hận ý. Phong Phi Vân lại không chú ý tới những điều này, nhíu nhíu mày, thì thào tự nói. Hơn một vạn năm trước, Phong Phi Vân bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu lúc kia Phượng Phi Vân vẫn là tộc trưởng Phượng Hoàng Yêu tộc vậy thì khẳng định đã nghe qua việc này, nhưng Phong Phi Vân lại hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng xảy ra sau khi mình chết trong tay Thủy Nguyệt Đình sao? Còn một điều, nghe khẩu khí của Thanh Sa Nữ Tử thì tựa hồ danh khí Thiên Vu Đại Thần còn trên cả Thủy Nguyệt Đình, nhưng Thủy Nguyệt Đình có lẽ đã thành tựu Thánh Linh tôn vị, như vậy Thiên Vu Đại Thần lúc đó chẳng phải là tồn tại cấp bậc Thánh Linh sao? Nếu Thiên Vu Đại Thần là tồn tại cấp bậc Thánh Linh thì sao lại bị thương trong tay Phượng Hoàng Yêu Hậu được? Trong trí nhớ của Phong Phi Vân, bảy vị Phượng Hoàng Yêu Hậu lúc đó tu vị có lẽ đều là cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng. Cho dù thể chất Phượng Hoàng mạnh hơn nhân loại, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng đả thương Thánh Linh được. Thiên Vu Đại Thần lúc ấy là cảnh giới gì? Phong Phi Vân liền vội vàng hỏi. Không ai biết hắn đạt đến cảnh giới gì, bất quá khẳng định đứng hàng Thánh Linh tôn vị. Thanh Sa Nữ Tử nói. Phong Phi Vân lại nói. Vậy Phượng Hoàng Yêu Hậu là cảnh giới gì? Thanh Sa Nữ Tử nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Bảy vị Phượng Hoàng Yêu Hậu đều là nhân vật công tham tạo hóa, có lẽ cũng đã cô đọng thánh thai, thành tựu thánh linh tôn vị, bất luận bị yêu hậu nào xuất thế, đều có thể quét ngang thiên hạ, vạn tộc triều bái. Phốc! Trong miệng Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu, không ngừng quay cuồng đập đầu lên thuyền nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bảy vị Phượng Hoàng Yêu Hậu vì sao đều là cảnh giới thánh linh? Vì sao trong trí nhớ của mình, bảy vị Phượng Hoàng Yêu Hậu đều là cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng đỉnh cao? Vì sao thứ trong trí nhớ ta lại hoàn toàn không giống với những gì Thanh Sa Nữ Tử đã nói? Vì sao kiếp trước ta một thánh linh cũng không thấy qua, chút đồ vật quan hệ đến thánh linh cũng không có gặp được? Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ sau khi ta bị Thủy Nguyệt Đình giết, bị thanh đồng cổ thuyền đưa đến một thế giới khác, cũng không phải thế giới trước kia của ta sao? Nhưng vì sao mọi thứ kiếp trước ở thế giới này cũng có, căn bản chính là cùng một thế giới. Đầu Phong Phi Vân càng thêm đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Thanh Sa Nữ Tử ngồi ở thuyền nhỏ, nhìn Phong Phi Vân thống khổ lăn lộn. Thanh Sa Nữ Tử duỗi ra cánh tay lạnh như băng mà mảnh trượt đặt trên cổ tay Phong Phi Vân, sau nửa ngày mới mở ra hai mắt. Trong thân thể, tại sao có thể có khí tức loạn như vậy, nhân huyết, ma huyết, long huyết, phượng cốt, phượng hồn? Long hồn. Còn có 10 vạn 8 ngàn ý niệm thánh linh. Ông trời, hắn rõ ràng còn có thể sống đến bây giờ, đây là do ai bố cục lên người hắn a? Trong hai mắt Thanh Sa Nữ Tử thiêu đốt lên thanh hỏa, cưỡng ép định trụ Phong Phi Vân, bàn tay như ngọc trắng xinh đẹp nắm lấy bàn tay Phong Phi Vân, một mảnh mây mù màu xanh từ trong thân thể nàng lao ra, vọt vào thân thể Phong Phi Vân. Hai người song trưởng đối nhau. Khí lưu màu xanh tuần hoàn lưu động trong thân thể hai người. Phong Phi Vân dần bình tĩnh lại, đầu không còn đau đớn vậy nữa, trên mặt cũng khôi phục huyết sắc. Thanh Sa Nữ Tử thu hồi tất cả hà khí màu xanh vào trong cơ thể, sau đó lại thu hồi bàn tay như ngọc trắng xinh xắn mềm mại,
ngồi ở đầu thuyền, nhìn qua hắc ám không gian thâm thúy nói. Ngươi tu luyện đỉnh tiêm tôi thể công pháp bất tử Phượng Hoàng thân của Phượng Hoàng yêu tộc, đồng thời trong thân thể lại có long huyết, trong đầu còn có một đoàn Phượng Hoàng linh hồn. Vô luận đây là xuất phát từ nguyên nhân gì, long tộc sẽ không muốn thấy một bán yêu có long huyết tồn tại trên thế giới này, bất tử Phượng Hoàng thân của Phượng Hoàng yêu tộc bị người học trộm, chắc chắn cũng khó mà lưu ngươi trên đời, ngươi xem như đã đắc tội và long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật là một kỳ tích. Phong Phi Vân mở ra hai mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần ửng đỏ, nói. Ngươi sẽ nói ra mọi chuyện sao? Thanh Sa nữ tử thản nhiên nói. Ngươi và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, danh tự cũng không cần nhớ, cần gì phải nói những chuyện này. Thuyền nhỏ màu xanh bay trong không gian hắc ám, giống như bất động vậy, nhưng trên thực tế tốc độ của nó lại nhanh như ánh sáng, rất nhanh đã dừng tại một mảnh phế tích. Ở đây vẫn cực kỳ hắc ám, khó có thể nhìn thấy ánh sáng. Thanh Sa nữ tử thu thuyền nhỏ vào, nhẹ nhàng phiêu lạc đến trên một cự thạch lơ lửng, nhìn qua xa xa. Nơi cuối ánh mắt này, có một tòa cung điện rách dưới, bên trái và bên phải đều đứng thẳng 9 cây cột đá cực lớn, cột đá to như sơn thể, trên đó quấn lấy một mảnh giao vân dài hẹp, khi thì trải qua ánh lửa màu hồng đỏ thẫm. Tòa cung điện kia giống như khảm nạm trong bóng đêm vậy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo môn hộ thê lương, trên đó khắc lục lấy quỷ vân thần đồ, chớp động hàn mang. Hàn khí thật rét thấu xương. Tu vị Phong Phi Vân cũng không yếu, nhưng vẫn bị hàn khí ở đây đông lạnh khiến xương cốt run lên. Thanh Sa nữ tử chỉ nhìn chằm chằm vào tấm biển trên cửa đá kia, tấm biển kia như được đao búa tạo ra, trên đó đục lấy hai chữ. Không thuộc về bất luận chữ nào mà Phong Phi Vân từng thấy. Nhưng hai chữ này lại mang theo một cổ khí tức bức nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đó, linh hồn cũng như bị nó nhiếp đi. Đây không phải là quỷ môn quan trong truyền thuyết đấy chứ. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ánh mắt vừa nhìn lên trên tấm biển kia, một cổ âm khí khổng lồ liền từ trên biển bắn ngược trở về, phát ra gào thét nghiêm nghị. Phong Phi Vân liền tranh thủ triển khai kim tầm phật phực, thân thể hóa thành một cái kim sắc tầm đản cực lớn, bị cổ gió lạnh kia thổi bay hơn 8 vạn dặm, lâm thật sâu vào trong bóng tối vô tận. Lúc Phong Phi Vân lần nữa bay về, Thanh Sa nữ tử đã đứng ở dưới một cột đá bên ngoài cửa đá khổng lồ, sa y màu xanh tung bay, tóc dài bị âm khí xoáy lên, thân thể mảnh khảnh ở trong gió lạnh buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp. Nàng đi cực kỳ chậm chạp, suy nghĩ hồi lâu, mới có thể đi ra một bước. Phong Phi Vân lại biết, cách cửa đá này càng gần, lại càng tràn ngập huyền cơ, tất cả quy tắc và đạo pháp giữa thiên địa tựa hồ đều tụ tập ở chỗ này, mỗi bước ra một bước, đoán chừng cũng đã bước ra nghìn vạn dặm rồi. Cảnh giới không đến, căn bản không thể đến được bên ngoài cửa đá kia. Người đến dừng lại. Bên trong cửa đá rách dưới truyền ra một thanh âm hùng hậu mà khàn khàn. Thanh Sa nữ tử dừng bước lại, trong tay dẫn theo giỏ trúc, dáng người hết sức nhỏ, nhìn qua cửa đá, nói. Ta đến cầu hồn. Không ai có thể từ nơi này mang đi một hồn một phách nào cả. Thanh âm bên trong cửa đá vô cùng lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.